thân của huyết quang kia, và cũng sẽ không vô tình rơi vào tay một tu sĩ nhân tộc như ngươi. Đem chấn ma tỏa tới hai hai địa phương kia, từ đó liền có thể rút ra khí hỗn độn thật sao. Hàn lập nghe xong chợt động, trong một số điển tịch thượng cổ cũng có một chút ghi chép liên quan đến lưỡng khí âm dương hỗn độn này, đích thật là có những công hiệu không thể ngờ tới, khiến hắn không khỏi trở nên kinh hỉ Lão phu việc gì lại lừa dối ngươi, nếu ngươi đã có thể ngưng tụ thần niệm hóa thân, với tu vi của một gã tồn tại hợp thể kỳ hấp thu một tia hỗn độn khí, không chừng về sau cũng có cơ hội tiến giai cảnh giới đại thừa. Nếu không được, cũng liền tăng tu vi lên một cảnh giới. Mà dùng hỗn độn khí tế luyện được bảo vật, tái phục hồi bảo vật thì lập tức có thể trở thành một kiện dị bảo thông linh có thần thông cường đại. Sa Kỳ cung thản nhiên nói, chương 1908, hỗn độn nhị khí. Nghe khẩu khí của tiền bối, người được gọi là huyết quang kia cũng là một tồn tại thánh tổ rồi nhưng nếu hỗn độn nhị khí này trọng yếu như thế sao hắn lại dễ dàng giao cho thủ hạ mà không để hóa thân của mình mang theo hoặc đợi cho đến lúc chân thân hàng lâm để lấy hỗn độn nhị khí kia trên mặt hàn lập lộ vẻ âm tình bất định tỏ ra hoài nghi với lời nói của lão giả ta bị nhốt ở nơi đây nhiều năm như vậy không biết rõ nguyên do cụ thể có lẽ là một thánh tổ khác đã hoài nghi hắn có được trấn ma tỏa nên phái người giám thị nhất cử nhất động của hắn do mang kiêng kỵ trong lòng hắn sẽ không dám tự mình đi làm việc này hoặc là chân thân ở thánh giới gặp phiền toái lớn gì đó nên không thể hàng lâm linh giới. Hơn nữa cấp bậc thánh tổ tuy có thể phái một số hóa thân hàng lâm nhưng chân chính không sợ lực bài xích thì không có bao nhiêu kẻ làm được. Thánh tổ cũng có mạnh có yếu, huyết quang ở trong cấp thánh tổ bài danh cũng không tính là cao. Đúng rồi, người đã cướp được chấn ma tỏa lại đánh chết vài tên tôn giả. Thế thì hãy nói qua một phần thần thông của chúng xem lão phu có ấn tượng nào không. Sau khi giải thích vài câu, thần sắc xa kỳ cung khẽ động bỗng nhiên hỏi. Tiên Bối nói thế cũng đúng, tuy ta đánh chết vài tên ma tôn nhưng thật ra có điểm lấy làm quỷ dị, trong đó có một gã sức mạnh cường đại vô cùng, thân thể lại mạnh mẽ tựa hồ không thua tồn tại thánh tổ. Ngoài ra lại có thể thông qua một món dị bảo mà trực tiếp triệu hồi thiên quỷ từ minh giới. Người cuối cùng thì lại biết phương pháp luyện chế tử mẫu chân ma trong truyền thuyết. Sau một phen cân nhắc, cảm thấy không có gì quan trọng nên Hàn Lập không chút giấu giếm bẩm báo. Trong ba kẻ này ta chỉ nghe nói qua một người hơn nữa khi ta bị nhốt ở đây danh khí của hắn chưa có gì lớn. Bất qua lúc ấy đã là thuộc hạ dưới tay huyết quang. Xem ra quả thật chấn ma tỏa là do gã huyết quang này giao phó cho bọn chúng rồi. Nói như vậy, thủ lĩnh ma tộc hàng lâm địa vực quanh đây 89 phần sẽ là huyết quang thánh tổ. Hàn lập hít sâu một hơi, tự nói một câu, trừ phi phán đoán của ta sai lầm, nếu không chắc chắn là vậy. Nghe khẩu khí của ngươi, phụ cận nơi đây đích xác có hoàng tuyển địa hỏa hoặc âm dương minh chỉ sao lão giả cũng tỏ ra ngưng trọng hỏi một câu chừng hai tháng thời gian trước ta từng ở một cái khe sâu bên trong chính là hoàng tuyền địa hỏa địa hỏa này chỉ có tác dụng luyện chế một số bảo vật âm hỏa linh tinh tuy rất khó tìm nhưng tu sĩ nhân tộc bọn ta cũng không mấy coi trọng ánh mắt hàn lập trợt lóe từ từ trả lời vậy là đúng rồi tên huyết quang này chắc hẳn đã phái ba thủ hạ đi đến đấy để lấy ra một ít hỗn độn khí trong trấn ma tỏa để dùng nhưng tuyệt đối không ngờ lại bị ngươi đoạt đi Sa kỳ cung phát ra một trận cười điên dại, xem chừng rất vui sướng khi người khác gặp họa. Thần sắc hàn lập biến đổi không ngừng, một lần nữa lại rơi vào trầm tư. Nhìn bộ dáng của ngươi, tựa hồ cũng muốn thu lấy âm dương nhị khí kia. Lão giả áo xanh ngừng cười lạnh lùng hỏi, bảo vật đã xuất hiện, tại hạ nói không động tâm thì dối trá. Nhưng liệu có thể tin lời tiền bối là thật hay giả? Hàn lập bình tĩnh dị thường hỏi, hắc hắc, ta lừa ngươi thì có tác dụng gì? Thật ra, Lão Phu bị vây ở trong bảo vật này nhiều năm như vậy, đã phá giải chỉ còn ba tầng cấm chế cuối cùng. Nếu nó thể đem hỗn độn nhị khí của chấn ma tỏa rút đi một phần thì Lão Phu còn có thể thoát vây mà thấy lại ánh mặt trời. Đương nhiên, Lão Phu không vô duyên vô cớ cấp cho một nhân tộc tu sĩ một ưu đãi lớn như thế. Nếu người muốn Lão Phu tiết lộ phương pháp tế luyện chấn ma tỏa thì phải đáp ứng vài sự tình mới được. Sa kỳ cung ngáp một cái, từ chối cho ý kiến. Tiền bối muốn giao dịch cùng, thân sắc hàn lập khẽ động, ánh mắt gắt gao nhìn vào khuôn mặt của lão giả không sai chẳng lẽ đạo hữu không muốn có được âm dương hỗn độn nhị khí kia sao khóe miệng sa kỳ cung lộ ra một tia cười lạnh đương nhiên là muốn bất quá vãn bối vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng mới có thể quyết định có giao dịch cùng tiền bối hay không trong mắt hàn lập đột nhiên hiện lên một tia kỳ quái sau một tiếng phốc thân hình hóa thành nhiều điểm kim quang rồi bạo liệt biến mất không để lại chút bóng dáng sa kỳ cung thấy vậy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi sau một hồi lâu lão mới thì thào tự nói vài câu, tiểu tử này đem thần niệm rời khỏi nơi đây. Chẳng lẽ hắn thực sự không động tâm hay sao? Muốn gặp được người có thể giúp ta phá vây như hắn không biết còn ngày tháng năm nào đây? Ánh mắt lão giả áo xanh chấp động, sắc mặt lại trở nên âm tình bất định. Cùng thời gian đó, trong tầng cao nhất của ỷ Thiên Thành có một nguyên anh màu vàng kim đứng trên đầu hàn lập, hai tay nhỏ bé đang vũ lộng không ngừng. Cùng lúc đó, những điểm kim quang không ngừng bay ra từ trong hộp gỗ, sau khi chấp động vài cái liền ào ào tiến nhập vào trong thân hình hắn. Bang bang, âm thanh liên tiếp vang lên, nhãn châu ngũ sắc bay múa xung quanh đó nhanh chóng bạo liệt, hóa thành từng làn khói bụi phiêu tán. Đơn thủ nguyên anh màu vàng kia bấm quyết, thân hình nhoáng lên, hóa thành một đạo kim quang nhập vào trong nhục thân. Một tiếng thở dài truyền ra, Hàn Lập chậm rãi mở mắt, sau đó liền tập trung nhìn hộp gỗ. Trên mặt tỏ vẻ cực kỳ cẩn thận, chấn ma tỏa, hỗn độn nhị khí. Không ngờ chiến lợi phẩm tiện tay có được lại là một vật phẩm khó lường. Nhưng thế gian làm gì có miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Hỗn độn khí kia tuy có tác dụng lớn nhưng phải suy nghĩ cẩn thận. Hàn Lập thấp giọng tự nói hai câu, tay vung lên đem hộp gỗ trên không thu về trên tay. Sau đó hắn vừa vuốt ve vừa rơi vào trầm tư, không ổn, thứ này trọng yếu như vậy, huyết quang thánh tổ kia hẳn sẽ động thủ lên trên. Huống hồ đối phương tuyệt không cam tâm để mất trọng bảo này. Đúng là có chút phiền toái đây hàn lập bỗng nhiên nghĩ tới gì đó thì sắc mặt hơi đổi theo đó đứng dậy đi qua đi lại không ngừng có điều trên mặt hắn có điểm lo lắng nhưng không hề có vẻ kinh hoàng đương nhiên là do huyết quang thánh tổ kia ở linh giới chẳng qua là một khối hóa thân mà thôi nếu bản thể hắn xuất hiện ở linh giới này chỉ sợ hàn lập đã lập tức bỏ trốn mất dạng chạy xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu tuy hắn có điểm tự phụ đối với thần thông của bản thân nhưng tuyệt đối không cho rằng có năng lực đối kháng với thánh tổ của ma giới tồn tại đáng sợ ngang cấp bậc đại thừa. Đương nhiên, nếu tu vi hắn tiến thêm một bước đến cảnh hợp thể hậu kỳ. Bằng vào huyền thiên chi bảo cùng nhiều thần thông khác trong người hẳn cũng đủ để tự bảo vệ trước mặt thánh tổ ma tộc. Hàn lập đi qua đi lại chừng một chén trà nhỏ, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, không nói hai lời, hắn ném hộp gỗ trong tay lên không chung. Tay áo rung lên, hơn 10 tấm phủ lục kim ngân sắc liền bắn ra dán lên trên hộp gỗ. Trong miệng hàn lập lẩm bẩm mắt nhìn hộp gỗ đồng thời 10 ngón tay liên tục bắn ra không ngừng. Các đạo pháp quyết từ trong tay không ngừng tuôn ra hóa thành từng quầng sáng bao phủ những phủ lục kia. Những bùa chú này chợt lóe linh quang hút quầng sáng vào trong. Tuy khá mơ hồ nhưng cũng hóa thành một đám phù văn ngân kim sắc lớn nhỏ không mớt theo tiếng chú ngữ ảo ảo hãm sâu vào vỏ ngoài của hộp gỗ. Hàn lập thấy vậy, tiếng chú ngữ trong miệng liền dừng lại nhưng động tác không chút chậm trễ, ngược lại biến đổi pháp quyết. Chợt những tiếng sấm trầm thấp liên tiếp phát ra chỉ thấy điện hồ kim sắc chợt lóe ở đầu 10 ngón tay. Từng tia điện giao nhau bắn ra, cũng lập tức hóa thành một tấm lưới điện kim sắc chụp xuống hộp gỗ. Sau khi Hàn Lập thi pháp, điện hồ chợt lóe liền khóa chặt lại. Hộp gỗ lập tức sáng rực lên, tầng tầng lớp lớp điện hồ bao vây xen lẫn, trong nháy mắt hóa thành một cái hộp vàng hình chữ nhật. Hàn Lập thấy vậy mới buông lỏng một chút, tay áo bảo vung lên. Một đạo thanh quang mờ mờ cuốn ra, hộp vàng chợt lóe rồi biến mất trong vòng tay chữ vật của hắn. Sau khi xử lý cẩn thận đồ vật không biết là họa hay phúc, Hàn Lập lại khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận cân nhắc các sự tình có liên quan. Bán thành phẩm Huyền Thiên chi vật, không biết lục dịch thần bí kia có hiệu dụng đối với trấn ma tỏa này hay không. Đáng tiếc, hiện tại bên trong đó còn có một thánh tổ ma tộc nên hắn không dám thí nghiệm lung tung. Nếu không, vạn nhất không có kỳ tích gì mà lại phá hư bên trong cấm chế để thánh tổ kia xuất ra thì không ổn. Hàn Lập đương nhiên sẽ không mạo hiểm, đành áp chế ý tưởng này lại. Hàn Lập cũng tự đánh giá về việc huyết quang thánh tổ có phái người tới tìm hay không. Chỉ cần không để bốn năm ma tôn hợp thể hậu kỳ đồng thời vây công, hắn tin rằng có thể tự bảo vệ mình. Về phần hóa thân của huyết quang thánh tổ, tuy rằng thần thông vượt hơn xa ma tôn hợp thể hậu kỳ bình thường nhưng đang ở trong đại quân thông linh của ma tộc, cũng không thể khinh địch xuất động. Hơn nữa, dù hóa thân huyết quang thánh tổ thật sự tìm tới cửa thì với huyền thiên chi bảo trong tay hắn, hưu chết về tay ai còn chưa biết. Yên lặng cân nhắc, Hàn Lập tự thấy trong khoảng thời gian ngắn không có nguy hiểm gì quá lớn. Dù hơn mấy chục năm sau, nếu chân thân huyết quang thượng nhân hàng lâm, với thần thông của nhân yêu hai tộc trên thánh đảo, tất sẽ có kế sách tương ứng đối phó. Chỉ cần trong thời gian này hắn rời khỏi địa phận thiên nguyên thành, tin rằng đối phương cũng không làm gì được. Trong lòng đã có đối sách, lúc này Hàn Lập mới hoàn toàn yên tâm. Bắt đầu nhắm hai mắt tiến vào nhập định, hơn một tháng sau, ở sơn cốc phụ cận nơi đại quân của ma tộc đóng quân xuất hiện một chiếc phi xa được một con cầm điều to lớn màu đen có hai đầu kéo đi, phát ra từng tiếng nổ vang trên không của sơn cốc. Ở trong phi xa có một nam một nữ cao giai ma tộc đang đứng, trên thân ma khí quay cuồng, đối mặt thỉnh thoảng chuyện trò vài câu, thần sắc ngưng trọng dị thường. Trường 1909, Đại chiến tái khởi. Tàng lão quái không hư ngôn lừa dối chúng ta chứ. Tên tu sĩ nhân tộc diệt sát lực tôn giả lại đúng lúc ở trong ỷ thiên thành, như vậy lão quái này định mượn lực lượng chúng ta công chiếm ỷ thiên thành sao nhưng ta nghe nói thành này không giống mấy cứ điểm của nhân tộc bị diệt trước đó hết sức khó đánh mỹ phụ vận y phục màu hồng phấn hướng sang đồng bạn lo lắng nói yên tâm tàng lão quái kia tuy chỉ là tôn giả được tạm điều tới đồng thời có chút kiệt ngạo bất tuân nhưng tuyệt không dở trò dối trá với việc như thế này lần này chính là do huyết quang đại nhân tự mình phân phó hắn sao cả gan chọc giận đại nhân chỉ cần mục tiêu mà hắn xác định không sai, có để hắn mượn lực chúng ta một lần cũng không ngại gì. Nam tử trung niên một thân trường bào màu bạc, lắc đầu trả lời. Điều này cũng phải, tuy lúc trước chúng ta rất nhanh tìm được nơi ba người lực tôn giả ngã xuống nhưng vết tích hơn phân nửa đều bị người thanh lý sạch sẽ, căn bản tìm không được điều hữu dụng gì. Bây giờ tàng lão quái có được tin tức chuẩn xác cũng là một việc rất may mắn. Ít ra hai người bọn ta có điều hồi báo với đại nhân rồi Mỹ Phụ khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói đích xác như thế, nếu không tìm được đồ vật đại nhân bị mất thì chúng ta sao dám tùy tiện trở về. Tốt, bây giờ đã có manh mối, tiếp theo chính là chuẩn bị một trường ác đấu rồi. Với các tu sĩ nhân tộc đã đánh chết ba người lực tôn giả, chúng ta dù có trí bảo mượn tạm từ thánh tổ đại nhân thì cũng phải rất cẩn thận. Huống hồ chúng ẩn thân trong ỷ thiên thành, nếu muốn bước đi ra sợ rằng còn phải phí một phen tay chân nữa. Trong mắt nam tử trung niên chợt lóe hàn quang nói, hư, tàng lão quái muốn nhờ chúng ta đối phó ỷ thiên thành, tự nhiên hắn sẽ đi làm việc này. Nếu sự tình này còn không làm được thì dựa vào cái gì liên thủ cùng chúng ta? Chúng ta chủ yếu lo xử lý tên tu sĩ nhân tộc diệt sát lực tôn giả là được. Mỹ phụ lại ngạo nghễ nói, hắc hắc, người cũng đừng xem thường bọn người tàng lão quái. Riêng hắn đã là tồn tại hợp thể hậu kỳ đại thành, chỉ một bước nữa trở thành thánh tổ. Tiểu tử lãnh nhận kia tuy niên kỷ không lớn nhưng là hậu nhân chính thống của tuyết thiên thánh tổ, nghe nói một thân thần thông hàn lãnh đến cả tuyết thiên đại nhân cũng tán thưởng. Còn vũ nhà đầu kia cũng có huyết mạch của Minh La Thánh Tổ năm đó, hẳn là cũng có một vài thủ đoạn lợi hại để bảo mệnh. Yếu nhất cũng chỉ có yên tôn giả xuất thân hỏa nguyên thành kia thôi. Thanh âm trung niên nam tử bình tĩnh, vài lời đã nói đại khái mạnh yếu của mấy tên tôn giả đang công ỷ thiên thành, như sớm đã rõ lòng bàn tay. Điều này cũng đúng, mấy người bọn họ tính nhờ cậy, chúng ta cũng không thể không giúp một chút. Sư huynh, chúng ta nhanh đi, tới gần như vậy đám tàng lão quái hẳn đã rõ chúng ta đến đây rồi. Mỹ phụ cười khúc khích nói, thời điểm nữ tử này vừa dứt lời, đám ma vân đen thùi trên sơn cốc bầu trời xa xa đột nhiên quay cuồng một trận. Tiếp theo vang lên một hồi chuông cổ, từng đội hắc giáp kỵ sĩ từ trong ma vân bay ra. Ở phía đầu chợt lóe thân ảnh một hắc giáp nam tử, khóe miệng cười như cô cười lạnh lùng nhìn tới. Phía sau là lãnh nhận cùng nữ tử ma tộc nhỏ xinh. Nữ tử nhỏ xinh nheo hai mắt, vẻ mặt tươi cười. Còn thiếu niên băng lãnh vẫn với vẻ mặt không chút biểu cảm nhị vị đạo hữu khổ cực rồi tới được đây sớm như thế thật ngoài dự liệu của lão phu tàng lão quái cười ha hả hướng sang trung niên nam tử ôm quyền lớn tiếng nói không dám hai người chúng ta nhận được tin thì lập tức không ngừng nghỉ mà đến xem ra không làm lỡ sự tình của mấy vị đạo hữu mỹ phụ thản nhiên cười ha ha nhị vị đạo hữu nói đùa bất quá ngày công chiếm ỷ thiên thành còn không xa có chuyện gì chúng ta vào trong cốc hảo hảo trao đổi một phen tàng lão quái thản nhiên cười nhấc tay làm tư thế mời được, ta hai người cũng đang muốn đạo hữu lý giải một điều, vì sao có thể khẳng định người chúng ta đang tìm hiện ở trong Ỷ Thiên Thành. Trung niên nam tử liếc mắt quan sát Hắc Giáp Nam tử, cũng cười trả lời. Sau đó chiến xa màu đen dưới thân được con ma cầm hai đầu thật lớn lập tức bắn nhanh mà đi. Hắc Giáp Nam tử nhẹ giọng cười, cũng mang mấy người khác hạ xuống. kế tiếp Hắc Giáp Nam tử, Âm Dương nhị sát và các ma tộc đỉnh cấp ở tòa đại điện trong cốc thương thảo hơn phân nửa ngày trời. Cuối cùng khi các lão quái cùng đôi trung niên nam nữ này từ bên trong đi ra, trên mặt bọn họ đều lộ vẻ thỏa mãn. Thời gian hơn 10 ngày trôi qua rất nhanh, một ngày này, Hàn Lập đang khoanh chân ngồi, bỗng nhiên nghe từng đợt kinh hô từ bên ngoài truyền vào. Trong lòng khẽ động, hắn lập tức đứng dậy đi ra cửa sổ. Tay áo rung lên, một đạo thanh hà cuồn cuộn mà ra. Cửa sổ vốn được một tầng nhàn nhạt kim quang che đậy, lập tức đương một tiếng tự mở ra. Hàn Lập lướt nhìn bên ngoài thì sắc mặt biến đổi, hóa thành một đạo thanh hồng từ trong phòng bắn nhanh ra. Sau mấy cái chớp động thì thân hình xuất hiện các mấy trăm trượng trong không trung, hướng chỗ trên cao mà bay lên. Chỉ thấy giữa trưa trên bầu trời, bảy vầng thái dương lơ lửng đang bị những tầng bụi xám cho quỷ dị bao quanh rồi bắt đầu lan tràn ra. Như bị người dùng bàn tay che khuất ánh dương lại, đám nhân tộc trong thành vừa thấy không trung có dị tượng này thì trên mặt đều lộ vẻ sợ hãi. Tuy đám cao tầng ỷ Thiên Thành đã tận lực phong tỏa các thông tin liên quan đến ngày ngũ dương hóa nguyệt nhưng không khỏi vẫn dần dần lộ ra, làm cho người dân hoảng sợ. Khi đó hai tu sĩ hợp thể đứng ra bảo chứng cam đoan, lòng người mới một lần nữa bình ổn. Bất quá mọi người trong thành vừa thấy trên không trung xuất hiện thiên triệu, trong lòng lại lần nữa trở nên hoảng loạn. Cũng may cơ hồ cùng lúc này, các nơi trong ỷ Thiên Thành đồng thời vang lên những tiếng trung minh, từng tu sĩ cao dai mặc trang phục tứ đại tông môn bắn ra, từng đội vũ trang tu sĩ hạng nặng cùng lực sĩ nhân tộc từ nơi bí ẩn dồn dập bay lên đầu đường. Bọn họ tuần tra mọi nơi, hoặc ở trên cao hoặc trên mặt đất. Trong nháy mắt ỉ thiên thành trở nên sát khí tận trời. Đám người đang kinh hoàng thấy thế thì trên mặt buông lỏng, bị người tuần tra xua đuổi trở lại nơi ở của mình. Nhất thời kẻ nhàn tạp trong bị quét sạch không còn, cả tòa cử thành trở an tĩnh dị thường. Hàn lập xem như không thấy hết thảy những điều này, hai mắt nheo lại lẳng lặng nhìn dị tượng trên không trung, khi qua thời gian một bữa cơm, các phần thái dương đều triệt để biến thành một màu xám mênh mông. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, đột nhiên hướng một tòa cự điện phương xa bay đi. Ý Thiên Thành rất lớn nhưng nơi ở của hắn được an bài cách đại điện hội nghị không quá xa. Vì vậy hơn một canh giờ sau, một đạo thanh hồng bắn nhanh tới bầu trời đại điện. Chợt lóe đã hiện ra nơi cửa điện, Hàn huynh, người tới muộn một chút, một tiếng cười khẽ bóng truyền ra từ cửa điện, theo đó một bóng người thướt tha nhoáng lên, một nữ tử mang mặt nam màu bạc xuất hiện chính là ngân quang tiên tử, thì ra là ngân quang đạo hiếu, ta vừa ở bên ngoài hơi quan sát tình hình trong thành. Xem ra sự an của bài lâm tiên tử cùng thanh long đạo hiếu không tồi, có gì xáo động động lớn. Hàn lập bình tĩnh trả lời, đương nhiên, lâm tỷ tỷ cùng thanh long thượng nhân tiến nhập cảnh giới hợp thể nhiều năm, lại là thái thượng trưởng lão tứ đại tông môn, xử lý những sự tình thế này tuyệt không có vấn đề. Trái lại ngũ dương hóa nguyệt bắt đầu rồi, sợ rằng ma tộc đại quân sẽ lập tức tới đánh một trận. Hàn Huynh là chiến lực lớn nhất trong trận chiến này, đến lúc đó còn cẩn thận một chút. Nụ cười trên mặt ngân quang tiên tử vụt tắt, ngưng trọng nói. Đa tạ tiên tử nhắc nhở, nhưng nói Hàn Mỗ là chiến lược lớn nhất thật khoa trương rồi. Pháp lực của lâm loan tiên tử cùng thanh long đạo hữu không dưới ta. Hàn lập thấy đối phương có vẻ chân thành, hơi ngạc nhiên nở nụ cười. Lâm tỷ tỷ cùng thanh long thượng nhân không biết thực lực chân chính của Hàn Huynh, bằng không. Nhị vị đạo hữu, xin mời đi vào trong điện thương nghị đại sự. Bản tọa vừa mới thu được tin, mà tộc đại quân lại lần nữa xuất động, không bao lâu nữa sẽ đến. Ngân Quang tiên tử còn muốn nói vài câu với Hàn Lập thì từ bên trong cửa điện truyền đến thanh âm có phần nôn nóng của Thanh Long thượng nhân. Nàng chợt dùng mình ngừng lại, "Ngân Quang đạo hữu, chúng ta đi vào thôi, đừng để nhị vị đạo hữu Thanh Long chờ lâu." Hàn Lập cũng không muốn tiếp tục đề tài vừa rồi, thuận thế nói, "Được rồi, Hàn huynh chúng ta vào thôi." Ngân Quang tiên tử vô ý thức gật đầu rồi hai người sóng vai đi vào trong điện. Trong đại điện lúc này hội tụ dày đặc chừng hơn trăm tu sĩ luyện hư cao dai trở lên, bốn phía còn có mấy trăm tên vệ sĩ mặc giáp y đứng không nhúc nhích. Trên điện song song để bốn cái ghế, có hai cái đặt hơi cao chút, hai cái còn lại thì sát hai bên. Mà ở giữa đại điện lơ lửng một quầng sáng ngưng tụ thành hư ảnh thật lớn. Chỗ trung tâm quầng sáng có một thành thị kỳ diệu sừng sững nhìn có chút quen mắt. Tại bốn phía có từng đoàn hắc khí đang chút nguyễn động mà đến. chương 1910, ỷ Thiên Chi Chiến một thứ này đương nhiên là mô hình của ỷ thiên thành do một kiện bảo vật nào đó tạo ra về phần hắc khí bốn phía đang từng chút di động trong quầng sáng tượng trưng cho đại quân ma tộc đang gần đến ỷ thiên thành nhìn những đoàn hắc khí này rất chậm nhưng trên thực tế thì đại quân ma tộc đang di chuyển với tốc độ kinh người cuồn cuộn mà đến hàn đạo hữu ngân quang tiên tử mau mời ngồi xem ra trận này quyết định tới sinh tử tồn vong của bổn thành đến lúc đó còn phải dựa vào nhị vị đạo hữu thanh long thượng nhân vừa nhìn hai người hàn lập thì lập tức mừng rỡ đứng dậy đón chào thành khẩn nói thanh long đạo hữu đã khách khí nhân tộc vốn là nhất thể đương nhiên phải xuất thủ tương trợ cuộc chiến này ngân quang tiên tử thản nhiên cười đáp thanh long thượng nhân nghe lời này thì mừng rỡ mồm miệng lần nữa rối rít cảm ơn mà lâm loan tiên tử cũng cười dài sau khi hai người hàn lập an tọa mới mở miệng nói thông qua thám tử giám thị hướng đi của đại quân ma tộc truyền tin Lúc này toàn bộ đại quân ma tộc đã xuất động, cũng không có lưu lại hậu chiêu gì cả. Cũng may, bọn ta đã có sự liệu việc này, đồng thời cũng có chuẩn bị vì ngày hôm nay. Chỉ cần mấy người chúng ta có thể cuốn lấy mấy tên tôn giả ma tộc kia thì sẽ có hy vọng đẩy lùi được đại quân ma tộc. Đương nhiên, lần này Ngân Quang muội muội cùng Hàn đạo hữu không ngại đường xa tới viện trợ bổn thành, tứ đại tông môn chúng ta cũng không khiến nhị vị không công mà lâm vào hiểm cảnh này. Bọn ta cố ý chuẩn bị một ít lễ vật, mong rằng nhị vị không nên khước từ. Vừa dứt lời, Song Thủ liền vỗ nhẹ ra hai cái. Theo đó, lập tức có hai gã thanh giáp vệ sĩ từ ngoài cửa điện đi vào, trong tay mỗi người nâng một cái khay bạc được phủ kín bằng một tấm tơ kim sắc, cùng kính nâng cao quá đầu tiến tới trước mặt Hàn Lập cùng ngân quang tiên tử. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe dị sắc, cũng không nói một lời đưa tay kích tới khay bạc. Một tầng quang hà nhàn nhạt chợt hiện, tấm tơ kim sắc khẽ động, từ bên trong bay ra một cái vòng tròn sắc kim, chợt lóe lên liền bị hút về trong tay hắn chính là một cái chữ vật thủ trạc phẩm cấp không thấp. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe tinh quang, không chút khách khí dụng thần niệm đảo qua vào trong, kết quả khiến hắn không khỏi hít vào một hơi. Tuy sớm đã đoán đồ vật bên trong giá trị không thấp nhưng không ngờ lại chứa nhiều tài liệu quý hiếm cùng một lượng cực phẩm linh thạch tương đương với tài sản của một tông môn trung bình. Thật không hổ là tứ đại tông môn bài danh sánh ngang với các siêu cấp thế lực khác trong nhân tộc, vừa ra tay liền xuất ra đại thủ bút như vậy. Đương nhiên đây là liên quan trực tiếp tới sinh tử tồn vong của ỷ Thiên Thành, bằng không nếu thanh long thượng nhân cùng lâm loan tiên tử muốn biểu đạt lòng cảm kích, cũng không thể xuất ra đại lễ như vậy. Mà đại lễ này cũng không phải dễ cầm như vậy, nhận chúng rồi thì một hồi đại chiến đương nhiên cũng phải liều mạng một phen A. Tâm niệm nhanh chóng chuyển động, khóe miệng hàn lập khẽ cười, thản nhiên nói. Nếu nhị vị đạo hữu đã thành tâm như vậy, hàn mỗ không khách khí. Lời vừa dứt thì bàn tay khẽ chuyển, chữ vật thủ chạc chợt lóe rồi tiêu thất không thấy bóng dáng. Ngân quang tiên tử ở một bên, sau khi kiểm tra qua thì cũng lộ vẻ vui mừng, sau khi đa tạ một câu thì không khách khí nhận lấy. Hai người kia thấy vậy cũng lộ vẻ cao hứng, bộ dáng thanh long thượng nhân mừng rỡ, nói thêm, chỉ cần bảo trụ được bổn thành, sau khi đại chiến chấm dứt, tứ đại tông môn bọn ta sẽ còn một phần đại lễ nữa hướng tới hai vị, coi như là cảm tạ đại ân tương trợ của nhị vị đạo hiếu. Không sai, chỉ cần có thể đẩy lùi được đại quân ma tộc. Chờ ngày ngũ dương hóa nguyệt chấm dứt, một khi cửu dương cương nhật đại trận phục hồi trở lại, bản thành sẽ có thêm mấy phần sức lực tự bảo vệ. Bất quá trước đó, khẳng định bốn người bọn ta phải khổ chiến một trận. Hy vọng những thứ này xem như là một chút hồi báo đại ân tương trợ của bổn thành đối với nhị vị. Lâm Loan cũng khẽ cười một tiếng, nói, đại lễ của nhị vị đạo hữu không thể nói là nhỏ a, à, tại hạ chắc chắn sẽ toàn lực ra sức. Bất quá vạn trượng ma kỵ thì không tính, có đám khôi lỗi của quý thành kiềm chế hẳn là không quá lo ngại. Nhưng số già luân chiến ma, từng cái đều là hung sát ma vật. Người bình thường không thể chống lại. Không phải tại hạ quá mức cẩn thận mà sợ rằng tu sĩ phổ thông vô pháp ứng phó được." Hàn lập chậm rãi nói, ngôn ngữ tựa hồ mang theo vẻ lo lắng. "Thỉnh Hàn huynh cứ yên tâm điểm này, bọn ta cũng biết tu sĩ phổ thông và tu sĩ cùng cấp bình thường vô pháp chống đỡ giả luân chiến ma, cho nên ngoại trừ nhóm lực lượng tinh nhuệ được tập trung thì vẫn còn chuẩn bị khác nữa. Tin rằng chỉ với sự liên thủ này có thể ứng phó được với đám giả luân chiến ma." sắc mặt thanh long thượng nhân lộ vẻ thần bí, nói. Ô, thì ra thượng nhân sớm đã có định liệu, như vậy hàn mỗ đã đa tâm. Sau đây, ta cùng ngân quang tiên tử xin nghe qua sự sắp đặt của hai vị. Hàn lập cười cười, thong rong đáp, ừm, đại chiến lần này, ta đã lệnh cho toàn thành. Ngoài cửu dương cương nhật đại trận ra thì các loại cấm chế pháp trận khác, tất cả không tiếc tiêu hao linh thạch dụng tới 12 thành uy lực mở ra. Đồng thời còn điều động ra 12 kiện khôi lối cấp luyện hư được ẩn giấu, Thanh Long thượng nhân gật đầu, lúc này bắt đầu giới thiệu đại khái những an bài. Lâm Loan tiên tử thi thoảng lại lên tiếng bổ sung một hai chỗ. Hàn Lập cùng Ngân Quang nghe không chớp mắt, tập trung tinh thần nghe từng câu từng chữ một. Hơn nửa canh giờ sau, trong đại điện bắt đầu có lượng lớn tu sĩ cấp cao nhiều lần tiến tiến xuất xuất, người người thần sắc ngưng trọng dị thường, mang theo các loại mệnh lệnh khác nhau hóa thành từng đạo độn quang bay đi các nơi trong ỷ thiên thành. Không bao lâu sau, một tiếng chuông ngân cao vút hướng thẳng lên chín tầng trời bỗng nhiên vang lên ở các nơi trong thành. Từng đội nhân tộc giáp sĩ cùng vô số đạo độn quang khác nhau, thoáng cái hiện lên ở khắp nơi trong thành, như mặt hồ yên tĩnh bị khuấy động tuôn ra các đoạn tường thành. Đồng thời, tại một cái ngóc ngách vắng lặng bên trong thành, giữa một khoảnh đất trống trải, từ trong lòng đất hiện ra từng tòa pháp trận lớn nhỏ quỷ dị, linh quang chấp động liên hồi. Ngoài ra còn có một số những tòa kiến trúc, sau khi tự hành liền dồn dập biến đổi hình thái chúng hoặc là biến thành cự nhân cao to, hoặc là biến thành từng cái chiến xa cùng phi xa, bộ dáng trông vô cùng khổng lồ. Tại trung tâm ỉ Thiên Thành, chung quanh đại điện nghị sự đột nhiên xuất hiện một trận động đất kinh thiên. Rồi sau đó đại điện liền trực tiếp bay lên không vạn trượng, lơ lửng tại không trung mang theo khí thế kinh người. Không chỉ thế, những hoa văn phổ thông khác ở mặt ngoài của tòa đại điện, sau một trận giao động nhẹ như được một cơn gió thổi qua liền lập tức lóe sáng huyễn động liên hồi, cũng hợp thành từng đạo phù văn ngũ sắc huyền ảo dị thường sau một tiếng phanh trầm đục một tầng sáng ngũ sắc dày đặc hiện ra chợt lóe lên rồi cuồng tăng trực tiếp bao phủ cả tòa đại điện vào trong theo đó toàn đại điện phát ra một trận ông minh sau khi nhoáng lên liền hóa thành một quang cầu ngũ sắc khổng lồ hướng về một phương nào đó bắn nhanh mà đi mấy canh giờ sau tòa cửa điện này xuất hiện trên không trung một đoạn tường thành bộ dáng vẫn lơ lửng không nhúc nhích như trước mà ở tường thành phía dưới và bên trong thành đại điện là một mảng dày đặc chi chít những lực sĩ nhân tộc phục trang chỉnh tề cùng tu sĩ cấp thấp hợp thành đại quân, liếc mắt không thấy điểm cuối, xem chừng nhân số phải ngoài cả trăm vạn. Trên không trung đại quân này chừng 7 tám ngàn tu sĩ cao cấp, bộ dáng như lâm đại địch, từng người chân đạp bảo vật lơ lửng trên không. Tại một góc đại quân nhân tộc phía dưới, một nhóm linh thú tướng mạo hung ác cũng nằm sấp ở trong bùn đất chờ đợi. Trong mắt đám này cũng chấp động hung quang, tựa hồ cực kỳ khó áp chế với tình hình trước mắt nhưng lại bị cấm chế vô hình nào đó khống chế, do đó chỉ có thể cố nén, cũng không dám phát ra ngay cả một tiếng gầm nhẹ. Tại lòng đất phía bên dưới đám mãnh thú này là những dãy thông đạo phân bố chi chít như mạng nhiệt, từng kiện thanh đồng khôi lỗi thân khoác chiến giáp, cầm trong tay các loại binh khí yên vị tại chỗ. Cũng tại đây, bên trong đại quân khôi lỗi có 30 kiện kim sắc khôi lỗi cao chừng trăm trượng, tay không tất sắc lẳng lặng đứng tập trung tại một chỗ duy nhất. Cùng lúc đó, tại quảng trường cực lớn ở phía trong ỷ Thiên Thành được tầng tầng giáp sĩ canh gác, hơn 10 tu sĩ bạch bào đang bận rộn đứng bao quanh một tòa siêu cấp pháp trận hồng sắc. Toàn bộ pháp trận này cơ hồ do từng khối ngọc thạch tử sắc tạo thành. Mà mặt ngoài những ngọc thạch này đều được khắc những đạo phù văn đủ mọi màu sắc, mơ hồ cùng với những phiến ngọc thạch khác hợp thành chín cái tiểu trận đồ khác nhau. Đây chính là một trong những pháp trận hiếm người biết đến, tử mẫu liên hoàn đại trận. Mà tại trung tâm chín tòa trận đồ lại có thêm một tòa đại trận khác nữa. Tòa đại trận này toàn bộ dùng những lam sắc phù văn ngưng tụ thành các loại tiểu pháp trận khác, các tiểu pháp trận này tản ra hàn khí kinh người, thi thoảng từ đó tản ra mùi tanh tươi. Cả tòa trận đồ ảm đạm kinh quang, chín tòa trận đồ phía ngoài cơ hồ cũng không có một tia linh quang, dường như đã ngừng vận chuyển. Chỉ có tòa lam sắc pháp trận ở trung tâm kia thì tỏa ra hào quang chói mắt dị thường, dường như một vầng thái dương nhỏ, linh quang lưu chuyển bất định. Hơn 10 bạch bào tu sĩ phía ngoài tựa hồ có vẻ vạn phần kiêng kỵ đối với lam sắc pháp trận. Bọn họ tuyệt không dám tới gần mảy may, không ngừng đem từng khối tinh thạch kim sắc không biết tên lắp đặt xung quanh cả tòa trận đồ. Thời gian chậm rãi trôi đi đã ba bốn canh giờ, đúng lúc này, đột nhiên từ phía chân trời xa xa truyền tới tiếng chống trận. Tiếng chống càng ngày càng vang, khiến người nghe cảm giác máu huyết sôi trào. Theo đó một đạo hắc tuyến chợt lóe lên, đồng thời càng ngày càng to, cuối cùng hóa thành một đạo ma khí dập trời hợp thành ma hải, cuồn cuộn cuốn tới. Trong ma hải trùng trùng điệp điệp vô số ma ảnh được ma khí che đậy nên không rõ ràng, chỉ mơ hồ thấy được từng chiếc chiến thuyền như những tòa tiểu sơn lẳng lặng phi hành trong đó. Phía đỉnh cự điện trên bầu trời ỉ thiên thành chợt lóe hào quang, hơn 10 nhân ảnh vô thanh hiện ra, thần sắc khác nhau nhìn về phía Ma Hải đang dồn dập kéo tới. Chương 1911, ỉ thiên chi chiến khai. Chính là Hàn Lập cùng Thanh Long thượng nhân tứ đại tu sĩ hợp thể kỳ, những người khác cũng là một số tồn tại luyện hư hậu kỳ trong thành. Bọn họ đều một mực im lặng, gắt gao chăm chú nhìn về phía Ma Hải màu đen xa xa. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe lam quang, trong ma hải bỗng truyền ra một tiếng cười quái dị, theo đó ma khí chợt phân ra, từ giữa bay ra mấy đạo độn quang. Một người một thân hắc giáp, tay cầm chùy cùng sắc mặt âm trầm, một thiếu niên thân bạch bào tướng mạo băng lãnh. Chính là hai gã ma tộc tôn giả ngày đó từng đấu pháp qua. Về phần hai đạo độn quang khác là một người thân mặc hỏa hồng giáp cao 10 trượng, bốn phía có hỏa diễm quay cuồng. Còn lại một nữ tử xinh xắn hai chân để trần đạp trên một con cự mãng hai đầu sắc mặt lộ vẻ cười cợt. Tuy chưa gặp hai người này nhưng Hàn Lập sớm đã tìm hiểu không ít tư liệu về bốn gã tôn giả ma tộc, chỉ cần liếc mắt một cái liền phân biệt được, thần sắc khẽ động dựa theo nội dung tư liệu mà xác minh. Nữ tử cùng cự nhân trong hỏa diễm đều là hợp thể sơ kỳ, chỉ cần thân không mang chí bảo hoặc là tu luyện công pháp nghịch thiên thì không tạo thành uy hiếp đáng kể. Lúc trước đã thương nghị qua, sẽ giao cho Ngân Quang cùng Lâm Loan nhị nữ đối phó với hai ma tộc tôn giả này. Hắc Giáp Đại Hán cùng tên Bạch Bào thiếu niên kia thần thông rõ ràng vượt xa tu sĩ cùng cấp, tất nhiên sẽ do hắn cùng Thanh Long thượng nhân kiềm chế. Dựa theo những gì Thanh Long thượng nhân đã nói, không cần đánh bại đối thủ mà có thể kiềm chế được bốn gã tôn giả ma tộc, có thể vượt qua được ngày ngũ nguyệt hóa dương liền tính là bọn họ đại thắng. Những người khác tuy rằng thấy tứ đại tôn giả ma tộc đã bay ra khỏi ma hải nhưng sau một trận xôn xao thì vẫn lơ lửng yên vị phía trên đỉnh đại điện, không mảy may di động bốn gã ma tộc tôn giả sau khi ra bay ra cách ma hải một khoảng liền thu liễm độn quang thân hình hiện ra bọn họ thấp giọng nói chuyện vài câu liền lẳng lặng đứng ở giữa không trung cũng không có ý tứ lập tức khiêu chiến những ma đầu này thật đúng là bình tĩnh xem ra muốn đợi đến thời điểm tất cả ngũ dương đều mất đi thiên địa dương lực thì mới bắt đầu công thành sắc mặt thanh long thượng nhân trầm xuống có chút bất đắc dĩ nói hàn lập nghe vậy mỉm cười không nói gì nhưng lại ngẩng đầu nhìn lướt qua trời cao chỉ thấy lúc này trên bầu trời, bảy vầng thái dương thì bốn cái đã hoàn toàn ảm đạm. Thái dương thứ năm cũng đã bị màu xám lấm tấm bao trùm hơn phân nửa, với mắt thường cũng có thể thấy đang lan ra với tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, chỉ cần thiên tượng ngũ dương hóa nguyệt chưa hoàn thành, những ma đầu đó vẫn kiêng kỵ cửu dương cương nhật đại trận. Lâm Loan ở một bên mỉm cười tiếp lời, ừm, um, nhưng đám ma đầu này lại không nghĩ được, chúng ta không chờ tuyệt trận này mất đi hiệu lực mà sẽ tự đóng lại. Lúc này mới biểu hiện lo trước lo sau như thế như vậy cũng tốt có thể kéo dài một ít thời gian đối với chúng ta cũng có lợi thanh long thượng nhân cân nhắc sơ lược vẻ mặt lộ tia vui mừng nói nhưng chỉ sợ cũng không kéo dài được bao lâu ngân quang tiên tử nhìn không chung một chút có chút cười khổ nói hắc hắc có thể chậm một chút thời gian là có thể thêm phần thắng lợi ao với ma tộc lập tức công thành thì vẫn tốt hơn thanh long thượng nhân cười hắc hắc nghe hắn nói thế ngân quang tiên tử cũng thản nhiên cười không nói thêm thời gian chậm rãi trôi qua từng chút một, trên không trung, vầng thái dương thứ năm cũng đã bắt đầu ảm đạm, không chiếu ánh dương xuống nữa. Trong không trung, trong nháy mắt khi năm vầng thiên dương đồng thời tăm tối, một cỗ sát khí tiêu điều từ phía ma hải cùng ỷ thiên thành đồng thời bạo phát ra. Thanh long thượng nhân hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng thì thanh âm ong ong của hắc giáp đại hán phía xa xa truyền tới. Thanh long đạo hiếu, chỉ dựa vào đại trận đã mất đi tác dụng, cớ gì phải liều mạng chống đỡ chỉ cần ngươi đồng ý quy thuận thánh tộc chúng ta, bổn tỏa có thể thỉnh cầu thánh tộc đại nhân thi triển ma khí quán thể đại pháp cho ngươi, khiến ngươi trở thành một thành viên thánh tộc chúng ta. Đây chính là cơ hội cuối cùng cho đạo hiếu, nếu còn không chịu đáp ứng. Hắc hắc, đại quân bản tộc liền lập tức san bằng ỷ thiên thành nho nhỏ này. Thanh âm của hắc giáp đại hán vang dội dị thường trên tường thành ỷ thiên thành không thôi, khiến hơn phân nửa nhân tộc đều nghe hết sức rõ ràng. Thanh long thượng nhân nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi, hừ lạnh một tiếng, không chút lưỡng lự lớn tiếng trả lời. Hư, bổn tọa chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thành một gã ma tộc. Các hạ không cần uổng phí tâm cơ, bổn tọa thà chết trận đương trường cũng tuyệt không đầu hàng dị tộc. Một lời này, thanh âm của thanh long thượng nhân trào dâng dị thường, làm cho tinh thần của vô số nhân tộc nghe được thoáng rung lên. Hảo, tốt lắm, bổn tọa nhìn ngươi có vài phần bổn sự nên muốn tha cho một mạng. Nếu ngoan cố như thế, vậy thì chờ giờ khắc đạo tiêu nhân vong đi. Hắc giáp đại hán nói xong, trong lòng giận dữ nhưng trên mặt lại cười âm trầm. Sau đó, chỉ thấy hắn bỗng hướng một chỗ cao vung tay áo lên. Sau ba tiếng phanh phanh phanh, ba khối quang cầu lục sắc từ giữa không trung bắn ra, chợt lóe liền bạo liệt ngay giữa trời cao nghìn trường. Ba đoàn lục diễm lớn nhỏ thoáng cái liền xuất hiện lơ lửng ở trên cao, bộc phát ra quang diễm chói mắt. Từ trong ma hải phía sau hắc giáp đại hán đột nhiên truyền ra tiếng thê lương sắc nhọn liên tiếp, một chiến thuyền dài hơn nghìn trượng chậm rãi bay ra, mấy cánh cửa lớn đồng loạt mở ra, một đội ma thú cấp thấp chi chít xông ra. Cùng lúc đó, một đội ma tộc kỵ sĩ mặc giáp y, cưới các loại ma thú cũng giống như thủy triều theo sát chiến thuyền ảo ảo ra. Trong vài nhịp hô hấp, cả không trung cơ hồ đều bị ma thú cấp thấp cùng vạn tượng ma kỵ chiếm cứ phô thiên cái địa, xem ra số lượng còn vượt xa lần hàn lập chứng kiến trước đó, căn bản là nhiều vô số kể. Hơn nữa, lần này cự thuyền nhoáng lên một cái liền thả ra khoảng chừng hơn 300 con siêu cấp ma thú. Trong đó, Ngoài đám ma thú giống như tê giác khổng lồ đã gặp một lần qua thì còn có thêm vài loại siêu cấp ma thú càng thêm phần hung ác. Trong đó có một loài giống như bọ ngựa nhưng được thân thể to lớn gấp vạn lần, cũng có quái điểu lông vũ ngũ sắc không biết tên. Về phần loại ma thú cuối cùng lại khiến người vừa thấy liền kinh hồn bạt vía, đúng là một loại thân giao mặt người. Một cái đầu rối bởi có gương mặt tựa một nam tử hoang dã dữ dằn, nhưng từ cổ trở xuống lại là một cái thân giao tím đậm khổng lồ trải rộng vải phiến, một cô ác tinh chi khí tán phát ra. Ba loại siêu cấp ma thú mới này xuất hiện, số lượng nhiều nhất là bọ ngựa cự hình chừng hơn 200 con. Theo đó là ma tê cự hình có 7-80 con. Còn lại, số lượng tiên diếm cự điều cùng nhân diện tử giao là ít hơn, cự điều chỉ có hơn 30, nhân diện tử giao bất quá chỉ có 3 con. Dưới đám siêu cấp ma thú thống lĩnh như thế, số ma thú cấp thấp liền giống to, lập tức giống như một đàn công trùng khổng lồ bắn về ỉ thiên thành. Cùng lúc đó, tiếng gầm rú từ cự hình chiến thuyền vang lên, cũng phóng xuất ra từng đạo hắc sắc cột sáng hiểm hộ cho đám ma thú công kích. Về phần ma tộc kỵ sĩ thì tụ lại tạo thành một pháp trận, từng bước theo sát phía sau đại quân ma thú. Mỗi tên trong bọn đều mang vẻ mặt hưng phấn, ngập ngộ huyết sát chi khí. Về phần chiến ma là quỷ dị nhất, lúc này không thấy bóng dáng. Tựa hồ còn ẩn nấp ở trong ma hải chưa ra, bất quá, ngoài vạn tượng ma kỵ ra thì trong ma hải còn xuất hiện thêm một loại tinh nhuệ khác của ma tộc. Những ma tộc này mỗi tên thân cao 4 năm trượng, hai tay sắc nhọn vô cùng, mặt mũi hung tợn tương tự ác quỷ nhưng lại mặc một thân lục sắc trường bào, hơn nữa trên trán còn có thêm một con mắt xanh biếc, tay không tất sắt sen lẫn trong vạn tượng ma kỵ. Số lượng loại ma tộc này tuy nhiều hơn già luân chiến ma một chút nhưng so với các chủng loại ma tộc khác thì không đáng là bao. Tổng cộng cũng không hơn hai ba vạn tên, một đám ánh mắt chấp động lục quang, mặt cười âm hiểm. Mắt thấy đại quân ma tộc vắng cái đã xuất động toàn thể, cơ hồ không lưu lại chút lực lượng, bộ dáng hùng hổ của chúng khiến sắc mặt đám người thanh long thượng nhân biến đổi. Nhưng đám tôn giả ma tộc vẫn chưa xuất thủ nên bọn họ cũng không tự đối phó với đại quân ma tộc. Cơ hồ mấy người đều hạ lệnh, các lầu các trên tường thành, số tu sĩ cao tầng lập tức nghiêm nghị truyền từng đạo mệnh lệnh xuống các đội ngũ nhân tộc. Lúc này những cột sáng màu đen phun ra từ cự hình chiến thuyền, chấp động mấy cái liền phô thiên cái địa toàn bộ đánh lên trên cấm chế phòng hộ của ỷ thiên thành. So với những lần công thành trước thì những hát sắc cột sáng này lớn hơn mà còn liên tiếp bắn ra, không mảy may ngưng trệ một chút nào. Mỗi cột sáng này đều ẩn chứa uy năng không dưới một kích toàn lực của tu sĩ hóa thần. Uy phong cường đại cộng thêm số lượng đáng sợ, gần như chỉ một lần chiếu xuống đã khiến tầng cấm chế bên ngoài liền tan rã. Cấm chế cả tòa ỷ thiên thành lập tức lâm vào tình trạng chống đỡ hết nổi. Hàn lập thấy vậy sắc mặt hơi đổi, có điều tại một số địa phương ngầm của ỷ thiên thành, hơn trăm cỗ pháp trận khác nhau đột nhiên hiện ra dao động kịch liệt, nháy mắt liền hóa thành một cỗ lực lượng thần bí mãnh liệt tuôn về các nơi trên tường thành. tường thành cự đại của Ỷ Thiên Thành thoáng cái liền nổi lên thanh âm vù vù, theo đó mặt ngoài hiện ra chi chít một loại ngân sắc phủ văn trước giờ chưa xuất hiện, trong phút chốc đã tạo thành một cái trận đồ màu bạc chói mắt, hào quang đại phóng, màn hào quang ngũ sắc kia lại được một tầng ngân sắc bao phủ, mặt ngoài màn hào quang lại trở nên bóng loáng tinh oánh dị thường những cột sáng màu đen từ cự thuyền phóng ra kích lên trên mặt hơn phân nửa bắn ra bốn phía rồi tán loạn tiêu thất, chỉ có non nửa mới chính thức đánh lên trên màn hào quang nhưng chỉ làm nó chấp động một chút, căn bản không thể phá hư được. Trong lòng hàn lập khẽ buông lỏng mà ngân quang tiên tiên tử cũng trực tiếp hiện vẻ vui mừng. Lúc này, nhân tộc dưới sự đốc thúc của tu sĩ cao cấp, đại quân lực sĩ cùng tu sĩ cấp thấp cũng phát động công kích mãnh liệt, thành thế to lớn. Đồng thời mặt đất phía trước tường thành bỗng nhiên lõm xuống, một đội đại quân thanh đồng khôi lỗi hiện ra. Cơ hồ giống như lần trước, chỉ là lúc này song phương vận dụng nhân thủ cùng mức độ quyết liệt vượt xa. Trên bầu trời linh quang phá không liên miên không dứt, mặt đất chấn động không thôi. Trong phạm vi 10 dặm phía trước tường thành thoáng cái biến thành tử địa. Chi chít quang đoàn bạo liệt cơ hồ trải rộng cả địa vực, tiếng nổ vang vọng cả thiên không, một cỗ khí huyết tinh tràn ngập cả hư không. Thanh Long đạo hữu có dám chiến một trận cùng bổn tọa? Ngay lúc thanh long thương nhân nghiêm nghị chú ý toàn bộ chiến trường, một tiếng cuồng thiếu bỗng nhiên truyền đến từ bầu trời xa xa. Theo hai tiếng nổ ầm ầm, hai cỗ lốc xoáy đen kịt thoáng chốc từ trên cao sông vào mỗi đoạn tường thành, hướng tới những điểm này điên cuồng đánh vài cái, ngân sắc quang cháo trên tường thành cũng lập tức điên cuồng rung động, có xu thế bất ổn. Chính là hát giáp đại hán kia múa may hai cự truy, điên cuồng đánh xuống cấm chế trên tường thành. Trường 1912, Ỷ Thiên Chi Chiến 3 hai cự trùy liền biến lớn chừng trăm trượng, mỗi cái đều giống như một ngọn núi nhỏ màu đen, nhưng khi được pháp quyết thôi động lại hóa thành hai cơn lốc màu đen quay cuồng. Lúc này liền công kích khiến cấm chế cứng rắn ở đầu tường thành lung lay như sắp đổ. Hừ, bản thượng nhân sẽ đi gặp mặt vị ma tộc tôn giả này. Thanh Long thượng nhân thấy tận mắt cảnh này thì sắc mặt phát lạnh. Lúc này đơn thủ khắp quyết, từ cơ thể phun ra một cột sáng bay lên không trung sau một cái chấp động thì cột sáng kia hóa thành một hư ảnh thanh long ngũ trảo dài hơn trăm trượng. Hư ảnh này xoay quanh một vòng, phát ra một tiếng thanh minh rồi đem thân hình thanh long thượng nhân cuốn một cái. Sau đó lại dương nanh múa vuốt bay tới tấn công hắc giáp nam tử. Hắc giáp nam tử vốn đang cười điên cuồng, nhưng vừa thấy hư ảnh thanh long hùng hổ như vậy, tuy khẽ động nhưng liền lập tức cười lạnh một tiếng, đưa tay điểm vào hai cơn lốc minh mông kia. Nhất thời bên trong cơn lốc vang lên âm thanh đùng đùng một hồi, cuồng phong vụt tắt hiện nguyên hình là một cái chuỷ lớn tiếp theo hào quang đại phóng hai vật nọ hợp lại làm một nhoáng lên biến thành một đại vật khổng lồ dài mấy trăm trượng tàn bạo đánh thẳng vào hư ảnh thanh long thanh long thượng nhân bên trong hư ảnh thanh long thấy cảnh này hai hàng lông mày dựng thẳng dậy tay áo bỗng run lên trong tay xuất hiện bảy thanh kiếm nhỏ màu đen mỗi thanh đều tỏa ra sương mù tà khí bốc lên tận trời cao bàn tay lão hơi mơ hồ vung lên hướng về thân thể của mình vài tiếng phốc phốc liên tiếp truyền ra Bảy thanh kiếm nhỏ màu đen cắm lên bảy huyệt vị trên ngực lão, chỉ còn lộ ra một nửa. Đồng thời Thanh Long thượng nhân lại quát khẽ, há miệng phun ra một huyết vụ. Cùng lúc đó, mười ngón tay khắp quyết đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Dưới thúc dục của pháp quyết, huyết vụ kia phát ra một tiếng phanh thì hóa thành bảy đạo huyết quang, nhanh như linh xà nhập vào bảy trên thân bảy kiếm màu đen. Bảy thanh tiểu kiếm trong nháy mắt phát ra âm thanh ông minh, thân kiếm tản mát ra huyết quang yêu dị. Lần nữa chợt lóe tự động chìm vào bên trong thân thể thanh long thượng nhân. Theo đó thanh long thượng nhân huyết một tiếng sáo dài, bảy đạo huyết quang vốn đã chìm vào kiếm lại chợt lóe, lướt qua rồi hòa với hư ảnh thanh long kia thành một thể. Một màn kinh người xuất hiện, hư ảnh thanh long ngũ trảo vốn chỉ nhàn nhạt, nhạt, trong nháy mắt trong thân hiện lên chi chít vô số tơ máu, đồng thời dày đặc đan vào nhau. Sau một nhịp hô hấp, thanh long thượng nhân đột nhiên biến mất. Thay vào đó, thanh long chân chính xuất hiện trong không trung. Đồng thời một cỗ khí tức đáng sợ từ bên trong thiên địa tuôn ra, mơ mồ tạo một cảm giác làm người khác phải cúi đầu sùng bái. Thanh long giơ móng vuốt lên, khẽ bát xuống cái chùy lớn như ngọn núi màu đen kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, một trào màu xanh xuất hiện ở giữa không trung dễ dàng giữ cự chùy màu đen, rồi đem nó quay tròn loạn chuyển trong không trung, không cách nào hạ xuống. Chú huyết tố linh đại pháp, tốt, tốt, xem ra đã bản tỏa khinh thường ngươi rồi. Không ngờ ngươi lại biết sơ một chút về đại thần thông lưu truyền từ thượng cổ này. Bất quá ta cũng muốn xem ngươi có bao nhiêu máu để dây dưa cùng bản tọa. Khi máu hao hết cũng chính là lúc ngươi nằm xuống. Ở trên cao, Hắc Giáp nam tử sửng sốt nhưng lập tức nhớ tới điều gì, trên mặt tuy lộ vẻ khiêng kỵ nhưng cũng cười gần một tiếng. Đột nhiên hai tay hắn hợp lại, sau một lát lại buông ra thì vô số lôi hỏa màu bạc rồi phô thiên cái địa bắn tới. Đồng thời cự chùy màu đen kia một liền hóa hai, lấy hai hóa bốn, lấy bốn hóa tám tám cái chùy vừa huyễn hóa ra điên cuồng đập xuống thanh long không dứt nhất thời hộ thành cấm chế trong nháy mắt tỏa ra hào quang gấp bội nhưng thanh long ngũ trảo chỉ là khẽ lắc đuôi một cổ cự lực vô hình như cuồng phong đảo qua tám cự chùy cùng lôi hỏa trên không trung phun xuống liền bị cổ lực lượng vô hình này phá hủy thân thể thanh long vù một tiếng biến mất vô ảnh vô tung rồi lại xuất hiện ở chỗ của hắc giáp nam tử hé miệng phun ra một đạo hỏa diễm màu xanh không biết thanh diễm này là loại thần thông ra sao nhưng hắc giáp nam tử chợt biến sắc không dám đón đỡ dẫm chân chợt lóe rồi chìm vào hư không sau một khắc không gian dao động đồng thời một thanh cự nhận đen kịp chảm xuống thanh long thế tới cực kỳ hung ác như có thể chảm nó thành hai đoạn nhưng thanh long lại mấn tiệp đến bất khả tư nghị cơ hồ ngay khi hắc nhận vừa mới xuất hiện móng vối màu xanh liền chụp xuống vuốt xanh chợt lóe thanh quang cuồng trướng rồi biến thành năm thanh trường kiếm màu xanh xông vào cự nhận màu đen Âm thanh ninh đang vang vọng toàn bộ bầu trời, hắc giáp nam tử ma tộc tôn giả với tu vi hợp thể hậu kỳ đại thành nhưng lại bị một thân thần thông quỷ dị của Thanh Long uy hiếp. Hai người nhất thời khó mà phân ra cao thấp, một màn này làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn, không kể đám nhân tộc ngân quang tiên tử hay nữ tử kiều loan ma tộc tôn giả đều lộ ra vẻ giật mình. Bất quá nhân tộc tu sĩ đương nhiên hân hoan vui mừng mà ma tộc lại có chút phiền muộn. Hàn Lập thấy vậy, tuy ngoài ý muốn nhưng trong lòng cũng hơi buông lỏng nếu thanh long thượng nhân này có thể kiềm chế gã ma tộc tôn giả này những ma tộc tôn giả còn lại tự nhiên dễ đối phó hơn trong lòng nghĩ như thế ánh mắt hàn lập lóe lên nhìn lướt qua ba gã ma tộc tôn giả đối diện phảng phất như cảm ứng được điều gì thiếu niên mặc áo bào trắng bên kia nhẹ xoay đầu ánh mắt vừa lúc chạm ánh mắt hàn lập sắc mặt thiếu niên trắng nhợt không nói một lời tay áo khẽ động một thanh phi đao óng ánh dài vài tất xuất hiện giữa ngón tay sau đó thân hình khẽ động trực tiếp hóa thành một đao ảnh óng ánh lao thẳng tới Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy chân mày khẽ động rồi cười lạnh một tiếng. Ngoài thân chợt lóe linh quang, muốn độn quang ra tiếp người này. Nhưng lúc này Lâm Loan tiên tử chợt vung cánh tay ngọc ra cản hắn, cười khẽ nói: "Hàn huynh, người này không phải tu sĩ trung kỳ bình thường, đồng thời tinh thông thần thông băng hàn thuộc tính, bảo vật của tiểu muội vừa đúng có thể khắc chế một chút, hay là nhường ta đối phó hắn đi." Vừa dứt lời, nữ tử cũng không chờ Hàn Lập đáp lời, một bàn tay khác vỗ xuống eo, ba chiếc hồ lô màu tím đen vàng bay ra. Mỗi hồ lô lớn chừng vài tấc, mặt ngoài trải rộng phù văn màu bạc, vừa nhìn đã biết là bảo vật bất phàm. Phanh 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 ba tiếng, ba cái hồ lô xoay quanh trên đỉnh đầu lâm loan một vòng, liên tiếp mở ra. Sau khi nhón lên, từ trong phun ra những sơi hỏa phong cỡ ngón tay. Vang lên một tiếng ông minh rồi hóa thành ba đoàn hỏa vân thật lớn nghênh đón đao ảnh. Lâm loan tiên tử liền bấm pháp quyết, Phía sau đột nhiên phun hai đạo hỏa diễm đỏ đậm rồi biến ảo thành một đôi cánh màu lửa hồng. Với đôi cánh lửa này nàng hóa thành một đạo hồng quang cưỡi hỏa vân mà đi. Sau một lát, hỏa vân cùng đạo ảnh kia đụng vào nhau, trong nháy mắt hàn khí cùng hỏa vân đồng thời bạo liệt, cực nhiệt cùng băng hàn tràn ngập phạm vi vài dặm xung quanh. Hai người cũng bắt đầu trận chiến, trong mắt Hàn lập lóe lên lam quang, lập tức thấy rõ công pháp cùng bảo vật của Lâm Loan tiên tử đúng là có chút tương khắc đối với băng hàn chi lực bên kia. Thiếu niên áo bào trắng đối diện tuy phóng xuất hàn khí kinh người nhưng những đám hỏa vân kia cũng quay cuồng chống lại, dường như chiếm một chút thượng phong. Bất quá nữ tử này do không ngừng bấm quyết niệm chú tới ba cái hồ lô mà hao tổn nguyên khí. Mà thiếu niên áo bào trắng tuy bị thần thông kia áp chế nhưng trên mặt vẫn băng lãnh như thường. Hàn lập không khỏi nhíu mày. Hàn huynh. Lâm tỷ tỷ đã cùng thượng nhân cuốn lấy hai người kia thì chúng ta nhanh tiếp hai người còn lại đi. Nếu có thể giải quyết trước một gã ma tôn trong đó. Trận này nói không chừng còn có cơ hội thủ thắng, ánh mắt ngân quang tiên tử lưu chuyển, hai tay dương lên đem một đôi ngân câu cùng vài kiện bảo vật khác cùng phóng xuất ra. Tiếp theo lại thân lại hóa thành một đạo ngân hồng bay lên trên không đỉnh chóp của đại điệt, xuyên thủng quang cháo màu bạc trực tiếp đánh về phía nữ tử của ma tộc. Xuyên cự nhân kia lưu lại cho hàn lập đối phó, vô tiên tử của ma tộc đương nhiên không lộ ra vẻ sợ hãi, lúc này khóe miệng lộ vẻ xem thường, quanh thân đột nhiên toát ra một trận kỳ hương. Tiếp theo từng mảng vũ khí hồng nhạt hiện ra bốn phía, hóa thành một đám mây hùng hổ vọt xuống. Hai bên vừa chạm nhau, đám phấn mây cuốn động đã đem ngân hồng bao vây bên trong, rồi trong nháy mắt huyễn hóa ra những đám vũ khí tạo thành các loại quái thú đủ hình dạng, dương nanh múa vuốt nhào qua. Ngân quang tiên tử cũng không tỏ ra yếu kém, sau vài tiếng sét, vũ khí liền quay cuồng, một vầng trăng khuyết cùng một khối đỏ hồng như một mặt trời nhỏ hiện ra, đột nhiên phóng ra hào quang chiếu ra mọi nơi. Hàn Lập cười nhẹ, mắt nước cự nhân mặc hỏa giáp thì trên mặt hiện vẻ lãnh khốc. Không nói lời bấm pháp quyết, sau một tiếng tiếng sấm, một đôi cánh bằng lôi điện hiện ra. Đôi cánh này chấp động bắn ra từng đạo lôi điện, sau khi đan vào nhau liền hóa thành lôi quang pháp trận rồi bao phủ thân thể trong đó. Ở phía xa, trong mắt của hỏa giáp cự nhân có hai luồng xích diễm, vừa thấy cử động của Hàn Lập thì không khỏi hiện tia kinh ngạc. Nhưng còn không chờ hắn phản ứng, phía trên đỉnh đầu bảy tám trượng đột nhiên vang vọng một tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt, Lôi quang pháp trận phá vỡ hư không mà hiện ra. Ở giữa pháp trận chợt lóe lôi quang, một bóng người quỷ dị xuất hiện, vung tay lên đem hai ngọn núi một đen một xanh trực tiếp ném xuống. Chưa đè xuống mà từng đạo sáng màu xám cho và hàng ngàn vạn kiếm khí từ dưới đáy núi đã tuôn ra. Cùng lúc đó, một tiếng hừ lạnh băng hàn đến tận xương vang lên trong tai cự nhân. Chương 1913, ỷ thiên chi chiến 4. Cự nhân chỉ cảm thấy một tiếng kêu bén nhọn vang lên trong tai phảng phất như đem vật sắc nhọn gì đó xuyên thẳng vào đầu, một luồng cảm giác đau đớn không nói lên lời do thần hồn bị xé rách, đau nhức nổi lên, làm cho vị ma tôn hợp thể sơ kỳ này phải dùng hai tay ôm lấy đầu kêu to một tiếng. Linh quang hộ thể vì thế mà tán loạn tiêu thất, không tự chủ mà rơi thẳng từ trên không xuống. đúng lúc này, hai tòa cự sơn thiểm động liên tiếp, đem uy năng lớn lao áp tới đỉnh đầu cự nhân phát ra từng tiếng ong ong đập xuống, chỉ thấy quầng hôi sắc quang mang quay cuồng không ngừng vô số kiếm khí nhàn nhạt màu xám thoáng hiện ra, kiếm khí dày đặc, lần lượt đan vào nhau xoay quanh tạo thành một cái cự võng khổng lồ đem toàn thân cự nhân phủ kín vào trong. Không, nhị vị đạo hữu mau mau cứu mạng, hỏa giáp cự nhân dù sao cũng là bậc hợp thể tu sĩ, sau khi bị hàn lập dùng thất thần thứ hung hăng áp một kích, trong đầu đang lúc đau đớn không chịu nổi nhưng trong khoảnh khắc vẫn kịp thời khôi phục lại được một tia thần trí thanh tình, thấy được tình hình nguy cấp, sắc mặt tái nhợt lớn tiếng kêu cứu. Mà hỏa giáp cự nhân này ngoài thân đỏ ngầu lên, không cần thúc giục mà tự hành nổi lên một tiếng vù vù mở ra một màn quang hỏa khổng lồ bao lấy quanh người đồng thời từ trong chiến giáp phun ra ba con hỏa mãng toàn thân đỏ lừ ba con hỏa mãng vừa ra liền lập tức đem thân thể hắn quấn kín vào trong dị bảo này từ khi hắn có được luôn là vật bất ly thân lúc nào cũng mặc ở trên người quả thật không làm cho hắn thất vọng gặp phải nguy cơ trước mắt này mà vẫn có thể kịp thời tự hành phát động che chắn thủ hộ cho chủ hàn lập nghe thấy tiếng cầu cứu của cự nhân trong lòng khẽ động nhưng hai tay không vì thế mà dừng lại chút nào, hai tay áo chợt vung lên, 72 khẩu tiểu kiếm màu xanh tuôn ra, thoáng cái liền huyễn hóa thành mấy trăm đạo kiếm quanh xanh mướt, sau khi ngưng tụ lại hợp thành một đạo cửa kiếm màu xanh hơn 10 trường. hôi mông quang mang mờ mờ quyển tới, ba con hỏa mãng phẳng phất như gặp phải khắc tinh, chợt lóe lên liền tán loạn tiêu thất, theo đó vô số kiếm thi hung hăng chảm xuống. Phía ngoài thân hỏa giáp cự hán chợt vang lên vô số thanh âm bạo liệt, loạn đả khó có thể chống đỡ nổi. Chảm. Hàn lập hướng cự kiếm đang huyền phù trước người quát to một tiếng, đồng thời một cánh tay áo hướng phía trước trực chỉ run lên, một đạo ngân ảnh nhàn nhạt từ trong tay áo bảo thoáng hiện lên một cái rồi biến mất. Cự kiếm rền vang một tiếng, hóa thành một đạo thanh sắc thủy lưu cuốn thẳng xuống, tốc độ cực kỳ mau lẹ, nhanh chóng chém xuống. Cự kiếm chưa thật sự hạ xuống nhưng không gian đã xuất hiện từng cỗ kiếm khí vô cùng sắc bén, sức mạnh đủ để có thể khai thiên tích biệt tuôn ra phủ xuống đầu cự nhân cự nhân chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị một cỗ hàn khí mênh mông dội thẳng từ trên đầu xuống, bỗng nhiên cả người như bị rơi vào hầm băng ngàn năm, lúc này cực kỳ hoảng hốt, xích giếm ngoài thân quay cuồng, muốn hóa thành một đoàn xích giếm chạy trốn ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, phụ cận hư không thoáng xuất hiện không gian ba động, một khẩu ngân thước đột nhiên phá không hiện ra, thoáng cái liền biến thành một đầu trường xà màu bạc, uốn lượn nhanh như chớp đem hỏa giáp cự nhân quấn chặt vào trong. Độn quang của hỏa giáp cự nhân bị quấn chặt, không thể nhúc nhích mảy may. Ngay cả xích diễm ngoài thân có tăng lên gấp bội nhưng đối với ngân xà lại không có chút tác dụng gì, ngược lại miệng rắn lại há rộng thè lưỡi ra, đem thân thể hắn lại quấn chặt thêm ba phần. Cự nhân quá sợ hãi, định thi triển thần thông khác chống lại nhưng đã muộn. Kiếm quang màu xanh chợt lóe lên chảm xuống, kiếm quang màu xanh này màu sắc phẳng phất giống như một loại phỉ thúy, chốc lát đã che khuất toàn thân cự nhân. Hộ thể linh quang kia không thể nào ngăn cản nổi kiếm khí kinh khủng như thế, trong nháy mắt công phu liền bị xé toạc ra. Theo đó, kiếm quang chợt rào một cái, lập tức hình thành một cơn lốc màu xanh mênh mông, bao phủ phạm vi ước chừng một mẫu vào trong. Hỏa giáp cự nhân lúc này thân đã bị cuốn vào trung tâm của lốc xoáy, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể cùng Nguyên Anh bị rào thành bột phấn, bắt đầu kể từ nay chân chính biến mất khỏi thế gian. Mà cơ hồ cùng một thời gian đó, phía trong ma hải chợt phóng xuất ra hai cỗ khí tức kinh khủng cùng một lúc, hai đạo kim, ngân cũng theo đó mà chợt lóe ra, hướng thẳng về phía hàn lập kích bắn đến. Hàn Lập còn chưa kịp tự mình hưởng thụ cảm giác đánh chết tên ma tôn hợp thể sơ kỳ trong nháy mắt thì tay đã đem toàn bộ bảo vật của hỏa giáp cự nhân thu lại, hai mắt hơi nhíu lại, cẩn thận hướng về hai đạo độn quang đang bay đến. Chỉ thấy kim ngân lưỡng đạo độn quang nhanh vô cùng, sau mấy cái chấp động đã hiện ra trước mặt hắn tầm mấy trăm trượng xa thì dừng lại, độn quang thu liếm hiện ra hai đạo nhân ảnh. Đúng là một gã một thân ngân bào trung niên nam tử cùng một trung niên mỹ phụ, hai mắt như thu thủy, một thân cung trang phấn hồng hai người vừa xuất hiện này dùng ánh mắt hung tợn nhìn chòng chọc về phía hàn lập sắc mặt vừa phát xanh lại vừa có vẻ như không thể tin nổi bọn họ chính là người lúc trước hội họp với đám ma tộc tôn giả lúc trước âm dương nhị sát cũng không biết tên họ tàng hắc giáp đại hán lúc trước đã nói năng như thế nào mà đã thuyết phục được hai người này tin rằng hàn lập chính là hung thủ diệt sát ba người lực tôn giả thật sự đến đây hiệp trợ cho bọn hắn tiến công ỷ thiên thành âm dương nhị sát lúc trước cố ý ẩn thân trong ma hải không ra trong lòng tự nhiên có tính toán riêng muốn cho mấy tên ma tộc tôn giả gây chú ý cho đám người hàn lập về phần bọn chúng thì sẽ xuất kỳ bất ý đánh lén nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới chưa kịp động thủ thì một trong số bọn chúng đã bị hàn lập miểu sát trong nháy mắt thậm chí bọn họ còn chưa kịp trở tay cứu giúp hai người này thật quá là ngoài ý muốn trong lòng vừa sợ lại vừa giận hàn lập dùng thần niệm đảo qua thân thể hai người này cũng không khỏi nhíu mày lại lại là hai gã ma tộc tôn giả nhưng Tu Vi cũng đã đạt tới hợp thể trung kỳ, việc này thật sự là có chút phiền phức. Mặc dù lúc trước hắn có nghe thấy tên Hỏa Giáp Cự Nhân cầu cứu, trong lòng sớm đã có chút dự liệu nhưng chính mắt nhìn thấy hai tên tôn giả này trong lòng tự nhiên vẫn cả kinh. Tốt lắm, thủ đoạn của các hạ thật lợi hại, đối mặt với yên tôn giả mà vẫn một chiêu rào sát. Xem ra ba người lực tôn giả 89 phần 10 là vần lạc trong tay ngươi rồi. Thần thông của các hạ to lớn như thế, hẳn không phải là hạng vô danh của nhân tộc nếu có gan thì hãy xưng danh tính đi. Trung niên nam tử nhìn Hàn Lập thật sâu mấy lần, bỗng nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói. Cái gì lực tôn giả, hai người các ngươi chẳng lẽ tìm lộn người, về phần tên họ của ta hay là hẳn chờ ta đưa hai vị đạo hữu lên đường đã rồi tính, thế nào? Hàn Lập nghe thấy thế, trong lòng thoáng dùng mình nhưng vẻ mặt lại bình thường như không, đáp. Hắc hắc, thật can đảm, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, người dám đối với hai người bọn ta nói như thế cũng chưa có một ai. Bất quá, người đã phủ nhận chuyện lực tôn giả, chờ chúng ta đem ngươi xanh cầm lại, dùng ngũ luyện hồn đại pháp, cuối cùng cũng phải phun ra hết thôi. Sư huynh, mau đem nhị bảo thánh tổ ban thưởng cho chúng ta ra sử dụng đi. Trung niên Mỹ phụ trên mặt nổi lên một tầng sát khí, hướng đồng bọn nói một câu. Vừa dứt lời, nàng này đã bắt đầu há miệng phun ra một quả tiểu đỉnh màu tím, hắc khí bao phủ bay múa xung quanh, vừa bắt đầu bất quá chỉ là mấy tấc nhỏ, nhưng sau khi đón gió liền trướng lên, biến lớn thành một cự đỉnh hơn một trường. Cự đỉnh này mặt ngoài minh ẩn chi chít phù văn màu đen, cả đám đều sáng lòe lòe Trung niên nam tử một biên thấy vậy thì lại càng không nói hai lời, đơn thủ vừa đưa ra liền luận chuyển lại, trong tay bỗng nhiên nhiều thêm một ngọn bảo tháp trong suốt, tỏa sắc lung linh, tản ra linh quang bảy màu. Cổ tay hắn khẽ run lên, tháp này bị tế ra, sau khi phát ra một tiếng vù vù liền trong chốc lát hóa thành một tòa cự tháp bảy tầng, cao hơn 10 trường, Mỗi một tầng cũng mơ hồ minh ẩn một loại côn trùng, cá, chim, quỷ gì ở phía trên tháp truyền đến dấu hiệu, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra. Hàn Lập mặc dù đối với chuyện đám lực tôn giả mà mấy người này nói đến cũng cảm thấy kiêng kỵ nhưng tự nhiên làm sao có thể sợ hãi hai tên ma tôn trung kỳ liên thủ, cho dù đối phương có sử dụng tới bảo vật uy năng to lớn dị thường đi chăng nữa. Sắc mặt hắn trầm xuống, hai tay giơ lên, hai tòa hắc lục tiểu sơn chợt xuất hiện rồi ném tới, ra tay sau mà đánh trước một tay bấm niệm thần chú hướng hai ngọn tiểu sơn ngưng trọng điểm ra một cái nhất thời hai ngọn tiểu sơn này hào quang đại thịnh thân hình thoáng rung lên một cái đồng thời biến thành hai tòa cự sơn ngàn trượng không chút khách khí hướng hai người hung hăng đập tới hôi mông quang mang cùng vô hình kiếm khí răng răng khắp nơi tự nhiên dưới từ dưới đáy hai tòa sơn phong tuôn ra làm cho bầu trời xung quanh cũng phải biến sắc mà hàn lập tựa hồ cũng biết điểm công kích này đối với hai người kia khẳng định là chưa thể làm được gì ngay sau đó bàn tay hắn hướng hư không chảo một cái. Một đoàn ngân quang chợt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, huyễn hóa thành một khẩu đoàn thước màu bạc. Cổ tay vừa động, chợt lóe lên hai đạo thước ảnh từ ngân thước bắn ra, cuối cùng cũng biến mất trong hư không. Sau một khắc, ở phía sau lưng của hai tên nam nữ đối diện chợt hiện ra hai đạo thước ảnh, thước ảnh chợt lóe lên, từ hư không nhanh chóng hiện ra, hung hăng hướng hai người đập thẳng xuống. Sau lưng Hàn Lập lúc này truyền ra một tiếng sấm nổ, một đôi cánh lóng lánh xuất hiện, thân hình hắn thoáng uốn éo một cái liền cũng giống như ngân ảnh tiến nhập vào trong hư không, không thấy bóng dáng. Hư, điểm thủ đoạn nho nhỏ này mà cũng dám đem ra ám toán hai người bọn ta sao? Mỹ phụ hư lạnh một tiếng nhưng lại đối với thức ảnh đánh lén sau lưng lại không dám buông lỏng, một ngón tay trắng noãn đột nhiên hướng trước cự đỉnh trước người điểm ra một cái. Tiểu đỉnh chợt nổ vang một tiếng, phía ngoài tuôn ra vô số hắc sắc phù văn, sau khi tự hành hưng tụ lại hóa thành một siam miệng lớn, miệng lớn đột nhiên vang lên một tiếng hấp cự đỉnh phát ra một tiếng ngân dài, một cỗ năng lượng như không có gì sánh nổi đột nhiên bộc phát tuôn ra, cũng ngây hướng về phía sau cháo tới. Thước ảnh vốn đang đập thẳng tới nam nữ hai người thì lại đụng phải cỗ hấp lực này, đầu tiên là thoáng ngưng trệ lại, tiếp theo liền siêu một tiếng hóa thành hai đạo ngân quang bị hút vào, hào quang chợt lóe lên liền tắt ngóm, đích thực là đã bị nhiếp vào trong cự đỉnh. Về phần hai ngọn cự sơn đang nện xuống kia, Mỹ Phụ bất quá cũng chỉ biến đổi pháp quyết, hướng cự đỉnh màu tím thúc sục một cái, nơi miệng đỉnh mơ hồ có phù văn khổng lồ lưu chuyển, một lần nữa huyễn hóa ra một chữ bầy. Trong đỉnh bộc phát huy năng kinh người nhưng lại biến đổi phương hướng, không ngờ lại hướng không chung quyển tới. Hai tòa cự sơn này bị một cỗ lực lượng quyển tới thoáng hơi chúi xuống một chút, lại hiện ra vô số hắc sắc liên hoa, ngọn núi lớn như thế mà lại bị liên hoa ngạnh kháng, chậm chậm nâng lên, không mảy may hạ xuống chút nào. Đúng lúc này, một tiếng sét nổi lên, một đạo kim quang mang theo thân ảnh hàn lập bất chợt hiện lên đứng ở trên đỉnh ngọn núi màu đen, cũng không chút do so dự dùng chân hung hăng dẫm xuống một cái. Một tiếng ủng ủng thiên băng địa liệt vang lên, sức nặng của tòa sơn phong dưới một dẫm này vậy mà lại tăng lên mấy lần, đem vô số hắc sắc liên hoa ở phía dưới trầm xuống, liên hoa lập tức lâm vào thế không thể đỡ nổi. Hàn lập một lần nữa đem hai tay trà sát vào nhau, hướng phía dưới dương lên. Tiếng sét đánh nổi lên, hơn 10 đạo điện hồ màu vàng kim to như miệng chén bắn ra, hung hăng bổ xuống dưới mà bên trong những đạo kim hồ này là ẩn giấu mấy chục khẩu phi kiếm màu xanh, cơ hồ nhìn như không thấy được rõ ràng chút nào, cũng hỗn loạn trong đó chợt lóe lên chém xuống. Mỹ phụ mắt thấy cảnh này trong lòng cũng âm thầm sợ hãi, nhưng vẻ ngoài lại không kinh hoàng chút nào, ngược lại lại cười nhạt một tiếng, pháp quyết trong tay biến đổi, hướng cự đỉnh màu tính há mồm phun ra một đoàn ma khí tinh thuần đen ngòm. Cự đỉnh đem những hắc khí này hút vào trong, theo đó trong đỉnh chợt oanh minh không ngừng, hắc mang chợt lóe, lại trực tiếp từ đó bắn ra mấy đạo cổ văn to lớn. chương 1914, ỷ Thiên Chi Chiến Năm Chỉ thấy thuẫn, đạn, phản, vài cái cổ văn cùng hiện ra, cổ văn vừa hiện khiến cho đám hắc sắc liên hoa trên không trung chợt biến đổi, đột nhiên huyễn hóa thành một tầng quang đoàn, hắc khí mênh mông, phía ngoài tinh quang lưu chuyển không ngừng. Số hắc sắc liên hoa vốn đang bị nguyên từ cực sơn đè cho trầm xuống bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng độc nhất vô nhị lần nữa hướng lên trên áp tới còn số kim sắc điện hồ cùng thanh sắc kiếm ảnh vừa va chạm với tầng hắc sắc quang đoàn, trong nháy mắt quang đoàn phát ra số lượng kiếm quang sắc bén đồng dạng tương ứng đón đỡ, chỉ khác là số kiếm quang đó lại có màu đen như mực. Công kích của hai bên vừa va chạm vào nhau tạo thành một trận nổ vang, cùng nhau đồng quy vô tận, tán loạn tiêu thất. Quang mạc này thế vậy mà lại có khả năng phục chế cùng phản xạ công kích. Sao có thể có được loại bảo vật nghịch thiên thế này? Hàn lập mắt thấy toàn cảnh, trong lòng không khỏi cả kinh một trận nhưng vẫn có chút không tin, cơ hồ theo bản năng thôi động pháp quyết trong tay, hướng ngọn hắc sắc sơn phong tiếp tục hung hăng dẫm xuống. Một cỗ quang hà minh mông từ trong lòng bàn chân tuôn ra, quán trú vào trong nguyên từ cực sơn. Bỗng nhiên, từ trên ngọn cực sơn phát ra từng trận sấm nổ, theo đó cự đại ngân văn xuất hiện bao kín đại lượng bề mặt ngọn núi, đồng thời hào quang màu xám cho đại thịnh. Màn hào quang hôi sắc này mơ hồ có chút ngưng tụ lại rồi huyễn hóa ra vô số quang ti hôi sắc dày đặc. Từng tiếng xé gió nổi lên, hôi ti run lên, giống như mưa rền gió giật, nhắm thẳng xuống dưới kích xuống. Về phần ngọn thanh sắc sơn phong lại bị Hàn Lập âm thầm thúc dục cũng hung hăng đập xuống một nhát, thanh thế tự nhiên to lớn hơn xa lần trước. Trung niên mỹ phụ cười lạnh, bộ dáng như không thèm để ý chút nào, chỉ là há mồm một cái, lần nữa hướng cự đỉnh màu tím phun ra một đoàn ma khí tinh thuần nữa. Sau một trận nổ ùng ùng vang ra, một màn đồng dạng lúc trước xuất hiện chẳng những công kích của hai quả núi vô công mà ngay cả đám quang ti ngay cả dễ dàng xuyên kim thấu thạch cũng bị quầng sáng bắn ra vô số hắc sắc quang ti đánh cho tán loạn tiêu thất dưới tầng phòng hộ của cự đỉnh dường như thật sự có thể phục chế ra tất cả các loại công kích mà hóa giải hàn lập thấy vậy trong lòng hơi trầm xuống cũng trong lúc đó nam tử ngân bào cũng xuất thủ chỉ thấy hắn hướng về phía bảo tháp huyền phù trước người điểm ra một cái bảy tầng cự tháp phát ra một tiếng nổ vang rồi hóa thành một đạo quang trụ thô to phóng lên cao, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Đứng ở phía trên đỉnh núi cao ngàn trượng, Hàn Lập dường như cảm ứng được điều gì đó mà sắc mặt chợt biến đổi, hắn ngẩng cao đầu nhìn lên không trung đảo mắt nhìn qua một lượt. Chỉ thấy trên không vạn trượng, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một đoàn thất sắc quang mang mờ mờ, nhìn như không lớn lắm nhưng sau khi tản ra trong không khí một khắc lại đem hơn nữa hư không che kín lại. Hàn Lập cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay khẽ vẫy một cái liền thu lại hai tòa cự sơn vào trong cơ thể, đồng thời ngoài thân thanh quang chợt lóe, liền biến thành một đạo thanh sắc cầu vồng bắn đi. Mặc dù không biết dưới tầng thất thải quang mang kia có cái gì nhưng hắn cũng không muốn bị nó đem thân thể bao vào chút nào. Ngay tại lúc này, phía dưới lại truyền ra thanh âm lạnh lùng của trung niên Mỹ Phụ. Hiện tại mà còn muốn chạy sao, có phải đã quá muộn cô? Lưu lại cho ta, tiếng nói vừa dứt, nàng này liền bắt đầu bắt quyết thúc giục cự đỉnh màu tím phù văn bay múa bao quanh cự đỉnh lại tiếp tục biến đổi liên hồi rồi đột nhiên huyễn hóa thành một chữ hấp. Hàn lập chỉ cảm thấy thân mình thoáng trầm xuống, một cỗ hấp lực như không cách nào chống nổi từ phía dưới quyển tới, độn quang lập tức khựng lại, bị cự lực kiềm giữ mà đứng yên tại chỗ trên không, thân hình một lần nữa bị ép phải hiện ra. Hàn lập sắc mặt khẽ biến, quát khẽ một tiếng, kim quang phía sau lưng chợt lóe lên, hiện ra một cái hư ảnh ba đầu sáu tay. Hư ảnh vừa xuất hiện liền đem sáu cánh tay vỗ động liền hồi, nhất thời tán phát ra xung quanh một cỗ khí thức kinh người, vậy mà lại đem cỗ hấp lực khủng bố kia triệt tiêu không còn. Phía ngoài thân hàn lập kim quang chợt lóe lên, biểu tình như sẽ lại tiếp tục bay đi. Mà đúng lúc này, phía trên không trung thất thải quang mang mờ mờ vốn đang bất động đột nhiên chợt phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, một ngọn kinh thiên cự tháp phản trượng từ phía trong quầng sáng lao ra nện xuống. Cho dù độn tốc kinh người của Hàn Lập nhưng hắn căn bản là không thể nào tránh được, chỉ cảm thấy phía trước mắt sáng ngời, hào quang trói lọi, Cả người bất chợt xuất hiện ở tại một phiến không gian khác. Không gian này trên không chạm trời, dưới không chạm đất, xung quanh chỉ toàn là ánh sáng như ngọc lưu ly li mờ mờ, cực kỳ diễm lệ. phảng Phất giống như lần không lâu trước đó đã được kinh lịch qua, Hàn Lập mở chừng hai mắt, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười khổ. Tu Di Chi bảo, vậy mà lại đụng phải loại bảo vật này. Xem ra phiền toái lần này thật đúng là không nhỏ rồi. Hàn Lập thì thào một tiếng, đột nhiên cảm ứng được cái gì mà đuôi lông mày khẽ nhảy lên hướng về một phương khác nhìn tới. Chỉ sau một khắc, tầng thất thải quang mang phía bên kia chợt lóe lên một cái, từng con hắc sắc ma thú thân hình khổng lồ vô thanh vô tức lao ra. Nhiều vô số kể, phảng phất như vô cùng vô tận. Con người hàn lập co rút lại, không cần suy nghĩ gì mà hai tay áo bảo run lên, 72 khẩu tiểu kiếm xanh biếc lần nữa vọt ra, sau khi nhoáng lên một cái liền biến ảo thành trăm khẩu thanh sắc kiếm quang, dựng lên bay múa ở phía trước người. Phía bên ngoài thất thải cự tháp, trung niên nam tử vừa thấy đã đem hàn lập nhốt vào trong tháp, trên mặt lúc này hiện ra vẻ mừng rỡ, hướng đến cự tháp vẫy tay một cái. Tức thì trong nháy mắt, thất thải cự tháp hóa nhỏ xuống mấy chục lần, lại một lần nữa biến nhỏ thành 10 trường. Tiếp theo, ngân bào nam tử hướng sang Mỹ phụ trung niên nói. Ta đã đem tiểu tử này vây khốn vào bên trong bảo vật, nhưng chỉ bằng vào cấm chế này mà sanh cầm được hắn thì còn phải tổn hao nhiều thời gian. Sư muội, ngươi lẻn vào trong mà tùy thời cơ hành động, Ta ở bên ngoài thúc giục cấm chế hai người chúng ta liên thủ tránh đêm dài lắm mộng cẩn thận một chút chắc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Bất quá người phải cẩn thận một chút, không nên để cho hắn làm bị thương. sư huynh yên tâm, ta đã có bảo đỉnh hộ thân, mặc cho hắn có thiên đại thần thông cũng không làm gì được ta. chuyện này cứ giao cho ta đi. Mỹ phụ cười khúc khích, không để ý chút nào mà lại đem ánh mắt nhìn về phía cự đỉnh màu tím, nói: nhất thời từ đỉnh trượt siêu một cái sau đó lại hóa lại trạng thái tiểu đỉnh ban đầu, bị nàng thu vào trong cơ thể. Trung niên nam tử gật đầu, cũng không nói gì nữa, một ống tay áo bảo hướng Mỹ phụ vung lên một cái. Lập tức, một cỗ thất thải quang mang mờ mờ nhất thời cuộn ra, đem Mỹ phụ cuốn vào trong đó, sau một lát liền hóa thành một cơn gió thoảng, tiêu thất trong không trung. Trung niên nam tử thấy vậy, lập tức đem hai tay vung lên, vô số đồ vật, trận kỳ, trận bàn cứ thế mà tuôn ra, sau khi hướng xung quanh quay tít một trận lập tức tạo thành một cái pháp trận, pháp trận vừa thành liền toát ra từng cổ bạch khí, đem thất sắc bảo tháp và cả hắn cùng lúc bao phủ vào trong. Sau đó, vị ma tộc tôn giả này cũng không cần biết tình hình chiến đấu của mấy vị ma tộc tôn giả đồng bạn như thế nào mà trực tiếp ngồi xuống trung tâm pháp trận khép hai mắt lại, toàn lực thúc giục cấm chế bảo vật trước mắt. Phía trận đại chiến của đại quân nhân tộc và ma tộc xa xa. Tất cả các tu sĩ bậc hợp thể đã chứng kiến hết thảy sự việc vừa xảy ra, tự nhiên cũng vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Chuyện mừng chính là Hàn Lập vừa ra tay liền miểu sát một vị tôn giả ma tộc. Kinh hãi là ma tộc tự nhiên lôi đâu ra hai tên tôn giả trung kỳ, sau khi liên thủ trong khoảnh khắc liền đem Hàn Lập trấn áp vào trong bảo vật, cũng không biết sinh tử ra sao. Thanh Long thượng nhân biến thành Thanh Long đối mặt với Hắc Giáp đại hán, mặc dù chưa có chút nào rơi xuống hạ phong nhưng trong lòng sớm đã kêu khổ không ngừng rồi. Đúng như Hắc Giáp đại hán nói lúc trước, lấy pháp lực, thần thông của hắn nguyên bản vô pháp thi triển ra loại hóa long nghịch thiên đại thần thông. Chỉ là thông qua bí thuật cưỡng ép thôi động tinh nguyên thì mới có thể miễn cưỡng thi triển ra, tự nhiên vô pháp duy trì được quá lâu. Hắn và Lâm Loan Tiên tử chia nhau chọn ra hai tên tôn giả ma tộc lợi hại nhất trong tứ đại tôn giả, tự nhiên trong lòng tồn tại một tia hy vọng rằng Hàn Lập sẽ nhanh chóng giải quyết tên ma tộc tôn giả còn lại, sau đó trở lại đây liên thủ đối phó với hai gã ma tôn còn lại. Dù sao việc Hàn Lập từng dùng lực địch quá ba vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ, hắn đã từng nghe nói đến một hai lần, cho nên đối với toàn tính này ký thác không ít hy vọng. Nhưng ngoài ý muốn của Thanh Long thượng nhân chính là chính mắt nhìn thấy Hàn Lập bị hai tên ma tộc tôn giả xa lạ vừa mới xuất hiện liền vây khốn hắn vào trong bảo vật, ý định này tự nhiên không thể thực hiện rồi. Thanh Long thượng nhân hướng mắt về phía hai chiến đoàn cao cao trên không kia nhìn lướt qua, trong lòng lại càng lâm vào trầm mặc. Chiến đoàn của Lâm Loan tiên tử vốn là đã chiếm được một tia thượng phong nhưng giờ đây Bạch Bảo thiếu niên từ trong cơ thể đột nhiên thả ra 13 khẩu phi đao trắng như tuyết sau khi dụng tới phi đao thả ra cực hàn chi lực này khiến cho tam sắc hỏa phong bắt đầu xuất hiện thương vong, cứ như vậy mà dần dần bị khắc chế xuống. Còn về phía ngân quang tiên tử kia thì tình hình lại càng tệ hại hơn cả, lại bị bốn con ma vượn do sương mù màu hồng biến ảo thành đang cuồng phong bạo vũ bao lấy tấn công không ngừng, bộ dáng vô cùng chật vật, chỉ có thể bị động miễn cưỡng chống đỡ. Thanh long thượng nhân trong lòng nhất thời lo âu vạn phần, ý niệm xoay chuyển liên tục, đột nhiên hướng về phía hắc giáp đại hán không tiếc nguyên khí mạnh mẽ dồn dập tiến công, nhất thời đem đối phương liên tục đánh lui về phía sau hắc giáp đại hán trong lòng vốn đang có chút kinh ngạc đột nhiên thanh long quay đầu hướng về phía trong thành phun ra nhân ngôn hét lớn một tiếng lập tức động thủ đem thứ kia thả ra miệng vừa nói xong trên đầu thành lập tức có nhân tộc tu sĩ cung kính đáp lại một tiếng theo đó người này nhanh chóng một tay lật chuyển lập tức trong tay xuất hiện thêm một cái kim ngân lệnh bài sau khi điên cuồng rót linh lực vào lệnh bài rồi hướng lên trời cao hung hăng vẫy liên tục vài cái nhất thời một đạo kim ngân quang trụ từ trong lệnh bài bắn ra, thoáng một cái liền biến to thành cỡ miệng chén, xông thẳng lên chín tầng mây, đứng đó thủy chung không tán. Phảng phất như được hô ứng cùng vật này, sau một khắc công phu thời gian, chín đạo cột sáng thô to như vải nước với màu sắc độc nhất vô nhị, cũng theo từng tiếng nổ vang từ trong các pháp trận khác nhau phóng lên cao, hơn nữa trong đó mơ hồ còn có vô số phù văn lưu chuyển không chừng. Phốc phốc mấy tiếng, phía trên mỗi một quang trụ bốn phía chợt quay cuồng mở rộng ra, cứ mỗi một quang trụ lại hiện ra một gã bạch bào tu sĩ. Chín người này, mỗi người trên tay đều cầm một cái trận kỳ nhỏ nhưng màu sắc lại trùng với màu sắc quang trụ của mình, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm nghị, miệng lầm bầm niệm quyết. Chín đạo quang trụ cũng tùy theo đó mà phát ra thanh âm vù vù, sau mỗi một vòng chuyển động thì quang trụ lại lớn thêm một phần. Sau một khoảng thời gian chừng mấy hơi thở, chín đạo quang trụ này đã trở nên vô cùng khổng lồ, rồi tất cả đều hướng về phía trung tâm nhanh chóng tụ lại. Sau khi tụ lại, chín đạo quang trụ lại hợp thành một đạo quang trụ với kích thước càng thêm kinh người, bên trong mơ hồ ẩn hiện các loại linh quang chớp động không ngừng, phù văn ẩn ẩn bay múa xung quanh. Thanh thế kinh người cực kỳ, mà ngay lúc này, mấy tên bạch bào tu sĩ bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, không hẹn mà tất cả đều đem cây tiểu kỳ trong tay hướng quang trụ trung tâm tế đi, còn bản thân lại kinh hoàng thất thố hướng mọi phía xung quanh phi độn chạy đi. Chín cây tiểu kỳ vừa được tế ra liền lóe lên một cái rồi tiến nhập vào bên trong quang trụ trung tâm, Lập tức từ trong quang trụ truyền ra tiếng sấm nổ ầm ầm vang. Sau khi tất cả phù văn ngưng tụ lại, phía mặt ngoài của quang trụ lại tạo thành một loại ký hiệu pháp trận, từng cái phát ra linh quang chói mắt, nhanh chóng kích phát ra. Sau một tiếng sấm nổ, cả quang trụ từ đầu đến cuối tắc tắc vỡ vụn, mở ra. Chương 1915, ỷ thiên chi chiến 6. Một tiếng giống thê lương dài rằng rặc, một con cửa thú thân dài nhìn trượng nhất thời từ trong cột sáng phong ấn hiện thân ra. Đầu dê thân gấu, cánh rơi, một thân lông dài xanh biếc. Không tốt, hợp tức thú, đúng là hợp tức trong tứ đại mãnh thú. Không chỉ số tu sĩ trong Ỷ Thiên Thành không rõ tình hình, vừa thấy con thú này xuất hiện liền đại loạn một trận mà ngay cả Hắc Giáp nam tử phía xa xa đang thôi động xong trùy vừa lúc định phản kích cảm ứng được khí tức đáng sợ của cự thú, lập tức hắc quang trong hai mắt lưu chuyển một trận, hướng Ỷ Thiên Thành nhìn lướt qua một cái, kết quả là thấy được hình dáng của thanh sắc cự thú phía xa xa mà không khỏi thất thanh kêu một tiếng cự thú hai mắt khẽ động, chỉ trong chớp mắt liền đem quang cảnh xung quanh cùng những bạch bào tu sĩ đang thôi động độn quang bỏ chạy kia thấy rõ ràng, lúc này trong mắt hung quang chợt lóe liền há mồm phun ra một ngụm thổ tức. Một cỗ hoàng hà cuộn ra, chợt lóe lên liền đem những bạch bào tu sĩ kia toàn bộ quấn vào trong, sau đó chỉ chớp một cái liền bạo liệt thành từng đoàn huyết vũ rồi lại bị con thú này một hơi nuốt sạch vào bụng. Những tu sĩ phù cận khác mắt thấy rõ ràng không khỏi sợ tới hồn bay phách lạc, trong nháy mắt hơn nghìn tu sĩ thôi động đồn quang hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy thục mạng. Cự thú thấy vậy lại gầm nhẹ một tiếng, cái cự cánh nâu nhạt bóng dương mở lớn ra, hướng một phương hung hăng quạt tới. Tiếng tiêm minh chói tài xé gió trong không trung bạo phát ra, một cơn lốc hoàng vũ nhất thời gào thét vươn ra, chỉ một cái đã đem hơn trăm tu sĩ cuốn vào trong, sau đó liền bị xé thành vô số mảnh nhỏ. Theo đó, con thú này lại hướng một phương khác thôi động cự trưởng vỗ tới, mười mấy tên tu sĩ đồng dạng bị đánh chết ngay tại chỗ, thanh long thượng nhân phía xa xa mắt thấy cảnh này sắc mặt cũng vì đó mà cũng biến đổi hét lớn một tiếng lâm tiên tử bây giờ không thi pháp thì còn đợi đến khi nào nữa lời vừa thốt ra rõ ràng bao hàm một thần thông nào đó của thanh long thượng nhân không chỉ oanh động không gian mà còn khiến không ít đê dai ma thú choáng váng gục ngay tại chỗ vô pháp tiếp tục tranh đấu được nữa phía bên kia đang trong chiến đoàn lâm loan tiên tử vừa nghe được lời này ngọc dung liền âm trầm như nước đột nhiên trong miệng quát lớn một tiếng ba cái hồ lô trượt phanh 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 ba tiếng bạo liệt liên tiếp từ đó bay ra ba con cự phong lớn nhỏ phân biệt phun ra ba loại hỏa diễm bất đồng hướng thẳng đối thủ bắn nhanh tới đúng là ba con hỏa phong vương mỗi một con đều khu sử hỏa diễm uy năng hiển nhiên to lớn vô cùng cho dù bạch bào thiếu niên cũng không dám đón đỡ trực tiếp không thể không tránh lui một chút thưa dịp này đôi hỏa xí sau lưng lâm loan tiên tử khẽ vẫy một cái hóa thành một đoàn liệt diễm đột nhiên tiêu thất sau một khắc không chung cách bạch bào thiếu niên hơn trăm trường xa Thân hình nữ tử này chợt lóe hiện ra, sắc mặt đỏ ửng, một tay nhanh chóng bấm quyết niệm chú, một tay lại đem ngón giữa điểm nhẹ lên trán một cái. Mấy đạo phù văn chợt lóe lên rồi biến mất, một cái huyết phù như hiện như ẩn xuất hiện, bộ dáng có chút mơ hồ. Lâm Loan tiên tử lúc này lại quát khẽ một tiếng, ngón tay trắng nõn khẽ điểm ra một cái, một đạo linh lực tinh thuần biến thành một đạo bạch sắc quang trụ nhanh chóng cuồn cuộn rót vào trong khối huyết phù. Sau một khắc, đầu cửa thú đang hướng đông đảo tu sĩ đại khai sát giới trong ỷ thiên thành thân hình đột nhiên khựng lại thống khổ giống to một cái trên đỉnh đầu cực lớn chợt hiện ra một khối huyết phù khác ngoại trừ kích thước lớn nhỏ bất đồng ra thì hình dạng cùng hoa văn mặt ngoài so với cái đang áp trên trán của lâm loan tiên tử có bảy tám phần tương đồng cũng mơ hồ tản ra từng tia huyết quang nhiệt xúc nếm được giáo huấn rồi sao không còn mau mau ra khỏi thành ngay lúc cửa thú đau đớn như chết đi sống lại thậm chí không nhịn được mà lăn lộn ngay ở trong thành thì tiếng quát băng lãnh của Lâm Loan Tiên tử đột nhiên vang lên trong thức hải. Lời vừa dứt, cơn đau theo đó cũng biến mất vô tung. Sau khi hừ hừ vài tiếng thì cự thú mới chậm rãi đứng dậy, nhưng hai mắt lại chuyển động không ngừng, mơ hồ lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, tựa hồ cũng có chút linh trí. Nhưng sau khi tiếng hừ lạnh của Lâm Loan Tiên tử một lần nữa vang lên trong đầu con cự thú này, cự thú giật thoáng mình một cái, không trần trừ dương rộng hai cánh ra biến ảo thành một con cự đại hoàng bước nghìn trường thổi lên một trận quái phong nhắm thẳng hướng nhân ma đại chiến ngoài thành nhanh chóng bay đi cùng lúc đó hắc giáp nam tử lần nữa cuốn lấy thanh long đem thanh long ép xuống thế hạ phong nhưng thần niệm hắn lại cảm thụ được một cỗ khí tức đáng sợ xa xa đang lấy một tốc độ cực nhanh hướng tới nơi đây trong lòng không khỏi có chút sợ hãi rồi tuy rằng hợp tức thú là một trong tứ đại hung thú nhưng nó lại bài danh sau cùng cũng vô pháp cùng cấp bậc chân linh đánh đồng nhưng dù sao cũng là cực hung chi vật, mỗi một con thân đều hoài nghịch thiên thần thông, đủ sức đối phó với mấy tên hợp thể kỳ đồng dai mà không rơi xuống hạ phong. Hắn mặc dù Tu Vi đã đạt tới hợp thể hậu kỳ đại thành nhưng cũng không thể nắm chắc dưới tình huống một trọi một có thể chống lại được một trong thập đại mãnh thú được. Nơi này thế nào lại xuất hiện đầu mãnh thú này chứ? Những tu sĩ nhân tộc này làm thế nào có khả năng hàng phục được chứ? Cái này cũng quá là bất khả tư nghị đi lẽ nào lúc này lại muốn rút lui không công? Không đúng, ỷ thiên thành này cho dù có được lực lượng loại này như thế nào mà lại kéo dài tới bây giờ mới phong xuất. Chẳng lẽ là, hắc giáp nam tử tâm niệm nhanh chóng chuyển động, sau khi giật mình kinh qua liền bừng tỉnh đại ngộ. Hắc giáp nam tử một mặt biến lớn thành 30 trượng, đem hai cái đại thủ chảo xuống một cái, nhất thời vô số chảo ảnh phối hợp với hai cái đại trùy thoáng cái đem thanh long gắt gao vây vào trong, một mặt lại đem thần niệm ngưng tụ hướng cự thú xa xa quét tới điều này cũng do thực lực của hắc giáp đại hán hơn xa thanh long thượng nhân nên mới có thể nhất tâm nhị dụng bằng không đổi lại đối thủ ngang cơ với hắn thì trăm triệu lần hắn cũng không dám phân tâm như thế lấy một thân thần thông đáng sợ của tu sĩ hợp thể hậu kỳ tự nhiên thần niệm ngay lập tức quét tới tới chỗ quái phong rồi lập tức hướng vào trong tìm tòi một chặp quả nhiên là như thế con thú này khí thức không thuần lúc yếu lúc mạnh quả nhiên là nguyên khí đại thương bộ dáng một thân pháp lực đại giảm nếu là như thế dụng tới thủ đoạn kia cũng không phải không có cách đối phó với con thú này, trận đại chiến này phần thắng vẫn rất lớn. Hắc giáp nam tử coi như là người quyết đoán, vừa phát hiện ra trạng thái của con cự thú này không phải là lúc toàn thịt, lúc này trong lòng chợt hạ sát nghiệp, đột nhiên há mồn huyết một tiếng dài. Tiếng huyết gió phảng phất như hổ khiếu sông thẳng lên chín tầng mây, khiến cho đại quân nhân ma trong chiến trường phương viên trăm dặm nghe thật rõ ràng, mà phần lớn trong đó có chút ngạc nhiên. Hắc hắc, đại nhân có lệnh, đến phiên chúng ta xuất động rồi. Ở phía sâu trong ma hải, một gã cao dai ma tộc một thân giáp trụ vừa nghe thấy tiếng huyết gió, tinh quang trong mắt chợt lóe nói. Ngay phía sau hắn là một chi đại quân mấy nghìn tên ma tộc. Trong số đó, hơn phân nửa đều cưỡi ma thú, vạn tượng ma kỵ, bộ phận ít hơn đều là số giả luân chiến ma ba đầu sáu tay. So với số ma tộc đang công thành bên ngoài ra thì những tên ma tộc này lại có chút bất đồng, bất đồng ở chỗ là từ trên người chúng đều tản mát một loại khí tức băng lãnh bức người, đồng thời còn có một cỗ khí xám trắng quấn quanh bên ngoài thân thể, phảng phất như cùng tu luyện một loại công pháp đặc thù nào đó. Những tên ma tộc này nguyên bản khoanh chân ngồi trong không trung, lúc vừa thấy nghe tên ma tướng cầm đầu nói xong hoặc là lập tức đứng thẳng người lên, hoặc là xoay người ngồi lên ma thú tỏa kỵ, hoặc là đem binh khí trên lưng tháo xuống, nhưng tất cả đều không phát ra một tiếng động nào, quỷ dị phi thường. Lập tức thi pháp, bắt đầu ma hóa, tên ma tướng cầm đầu nhìn lướt qua một cái, lập tức lạnh lùng phân phó một tiếng. Mấy nghìn tên ma tộc nghe vậy, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra chút dị sắc, nhưng người nào người nấy đều không có ý nghĩ ý, lập tức dồn dập lấy ra một quả hắc sắc đan dược, hé miệng nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, trên mặt những tên ma tộc này bắt đầu lộ ra vẻ thống khổ, từng đạo huyết sắc hoa văn bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt, cũng cấp tốc bành trướng ra khắp nơi. Những huyết sắc hoa văn này cũng không biết có tác dụng quỷ dị gì nhưng những tên ma tộc này tuy rằng trên mặt vẫn lộ ra vẻ thống khổ mà khí thức theo đó mà bành trướng lên, trong nháy mắt đã tăng gấp bội và còn tiếp tục tăng lên. Mà nguyên bản tầng khí xám trắng đang quấn quanh thân thể chúng lại so với lúc đầu càng thô to thêm mấy vòng, phảng phất như một con cự mãng loạn vũ không ngừng. Bên ngoài ma hải lúc này, ngay cả hắc giáp nam tử cho dù đem toàn bộ thần thông xuất ra, một hơi thi triển vài loại bí thuật khác nhau rồi cũng tái phóng xuất bảy tám kiện bảo vật ứng đối với thanh long thượng nhân, như một trận cuồng phong bạo vũ mãnh liệt tiến công. Nhưng thanh long thượng nhân đã biến thành thanh long, thân có thần thông thật sự không giống bình thường, nhưng cũng khó mà tiếp thụ được loại công kích điên cuồng này, dù vậy long thể cũng chưa tổn thương mảy may chút nào. Nhưng chân thân hắn lúc này cả người chồng chất vết thương, bộ dáng cũng không thể cầm cự được bao lâu nữa. Đúng lúc này, hắc giáp nam tử sắc mặt đột nhiên đại biến, bỗng nhiên đem công kích vừa định xuất ra thu lại, thân hình nhoáng lên một cái liền lui về sau mấy chục trường, cùng sử dụng một loại ánh mắt kỳ dị hướng đối diện nhìn lại. Thanh long thượng nhân nhân cơ hội này thở dốc một hơi, trong lòng tự nhiên buông lỏng nhưng lập tức nhớ tới cái gì đó mà long thủ bỗng nhiên lay động, toàn thân tản mát thanh quang, lần nữa khôi phục lại nhân thể. Chỉ là lúc này sắc mặt tái nhợt dị thường, đồng thời trước ngực lại có thể bảy cái lỗ, máu huyết theo đó mà cuồng lưu không ngừng, vậy mà lại trong lúc nhất thời cũng không thể thi pháp khôi phục lại bộ dáng như trước. Thanh Long thượng nhân đối với vết thương trước ngực căn bản là không thèm để ý, lại xoay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời xa xa cuồng phong bạo vũ gào thét cuốn tới một cỗ hoàng vụ quái phong đang phô thiên cái địa quét tới nơi nó đi qua vô luận là nhân tộc lực sĩ tu sĩ hay ma tộc đại quân dưới một quyển này tất cả trực tiếp rơi thẳng xuống đất sinh tử không rõ hoàng phong vụt tắt một đầu cửa thú thân cao trống trời xuất hiện trên cao đầu dê thân gấu cánh rơi hai ba trượng phảng phất có thể đem cả bầu trời che kín dưới cặp cánh này nhân ma lưỡng tộc lúc này mới tận mắt chứng kiến hình dáng của cửa thú này không khỏi hít vào một ngụm lương khí đa số mặt lộ ra vẻ sợ hãi nơm nớp run run hợp tức, giết những tên ma tộc này. Sau khi trận chiến kết thúc ta sẽ thả cho ngươi tự do. Phía bên kia, đang trong trong chiến đoàn, lâm loan tiên tử một mực thấy cự thú bay đến chiến trường, lúc này thúc giục huyết phủ giữa chán đồng thời hô lớn một tiếng. chương 1916, ỷ Thiên Chi Chiến 7 Cự thú một bộ đánh giá một đám hợp thể kỳ trong chiến đoàn, con người nhanh như chấp chuyển động không ngừng. Đối với nó mà nói, cho dù đại quân hai phe nhân ma đông vô số kể nhưng cũng chỉ có mấy người này miễn cưỡng tạo thành uy hiếp trực tiếp. Mà hai gã hợp thể nhân tộc lại mang khí tức quen thuộc mà năm đó nó bị phong ấn. Còn về khí tức mấy tên tôn giả ma tộc đồng dạng cũng khiến nó rất chán ghét. Nếu như là lúc còn toàn thịnh, tự nhiên nó sẽ không ngần ngại một hơi đấp đi tông cả hai bên, nhưng trước mắt bởi vết thương cũ trong cơ thể còn chưa đỡ, hơn nữa vừa bị phong ấn nhiều năm như vậy, một thân pháp lực của nó còn chưa bằng một nửa bình thường nó cũng không dám lỗ mãng xuất thủ như thế. Con thú này đang theo bản năng có chút nghi hoặc thì tiếng quát của Lâm Loan Tiên Tử ngay lập tức truyền vào trong tai. Đồng thời do kích thích này, quả huyết phù trong đầu nó nhất thời phóng lớn không ngừng. Nỗi đau nhức đến độ sâu thấu thần hồn này nó mới vừa được thưởng thức qua, hiện giờ lại phảng phất bất cứ khi nào cũng có thể một lần nữa bộc phát ra. Điều này khiến cho cửa thú đầu dê thân hình run lên. Tiếp đó không hề do dự chút nào đột nhiên há to miệng một cỗ quái phong màu vàng mù mịt cuốn thẳng về phía đại quân ma tộc đang công thành phía trước trong phút chốc thiên địa mờ mờ hoàng vụ mù mịt cuồn cuộn những con ma thú bị hoàng phong cuốn qua liên tiếp bị lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó dễ dàng xé thành mảnh nhỏ nào có sức phản kháng trong nháy mắt lập tức hơn ngàn đầu ma thú cùng trên trăm ma kỵ bị trôn vùi trong cuồng phong hư hợp tức ngươi lại dám giúp nhân tộc đối nghịch với thánh tộc chúng ta vậy hôm nay ngươi cũng nên trôn cùng một chỗ với thành này đi hắc giáp đại hán thấy tình hình này vô cùng giận dữ, quát lớn rồi hừ lạnh một tiếng, tiếp đó đột nhiên khẽ lật bàn tay, lấy ra một cái túi da đen thui vứt ra ngoài, tiếp đó cánh tay khẽ động, trong tay lại xuất hiện một phi xoa màu vàng dài vài tấc. Vật này thoáng một cái bỗng nhiên biến lớn cỡ trăm trượng. Hắc giáp đại hán biến thành cự nhân đem phi xoa này nắm chặt trong hai tay, mạnh mẽ bổ xuống về phía ngọn quái phong kia. Một cổ nhận mang màu xanh minh mông phẳng phất như thác đổ từ trên xuống, lóe một cái đã trẻ đứt đoạn hoàng phong phía dưới, đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt lao vào trong đất Ung ùm um, một tiếng vang thật lớn cả vùng đất bị rung chuyển bỗng dưng xuất hiện một vết nứt lớn hơn ngàn trượng cuồng phong ở nơi này sau khi bị chém qua lập tức tan thành mây khói một chút cũng không còn mà túi da màu đen kia sau khi bị ném ra cũng phát ra tiếng kêu như sấm rồi từ đó bỗng nhiên bắn ra hai đạo ngân hồ thô to lóe lên một cái lại hóa thành hai con cự lang có ngân sắc điện quang bao quanh mỗi con đều có một đôi ngân sắc lồi xí dài ba bốn trượng sau lưng đùng một cái, chúng rú lên thê lương rồi lao thẳng tới cự thú đầu dê. Hợp tức cự thú thấy tình hình này, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, không lưỡng lựa vỗ một trường về phía xa xa. Cự trường màu vàng lớn chừng trăm trượng phảng phất như một ngọn núi lớn ở không trung trên đầu hai con cự lang bỗng hiện ra, chẳng qua mới chỉ hơi hạ xuống một chút, hai con ma thú cự lang nhìn không hề tầm thường kia trong nháy mắt thân thể nổ tung. Hắc giáp đại hán cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, phi xoa khổng lồ màu vàng lập tức hướng phía đó bổ ra, nhận mang khổng lồ lóe một cái lại chém ra lần nữa, đồng thời trong lòng thúc giục pháp quyết, hai cái hắc sắc cự chùy cũng Nguyễn hóa ra tầng tầng hư ảnh điên cuồng đập về phía cự thú. Cự thú liên tiếp bị hắc giáp đại hán công kích, tự nhiên cho rằng tên kia đối với nó như là khiêu khích, hung quang trong mắt lóe lên, hai cái cánh rơi phía sau lưng quạt về phía trước người một cái, lại mơ hồ biến ảo thành hai luồng hoàng vân đen mờ mịt, đem thân hình khổng lồ lập tức phủ vào trong nhận mang khổng lồ cùng chụy ảnh chi chít đánh lên trên hoàng vân chỉ phát ra liên tiếp những tiếng trầm đục mà không cách nào phá đi tầng phòng ngự này hắc giáp đại hán hoảng hốt xoay ngang phi xoa màu vàng trong tay một tay bấm quyết từng đoàn từng đoàn lôi hỏa màu bạc tức thì phập phù hiện ra bốn phía thân thể như thể sắp sửa tấn công địch nhưng vào lúc này bỗng nhiên trên đỉnh đầu hắn bắt đầu có chút ba động một cái nhục trưởng lông lá khổng lồ bỗng chốc nhanh chóng hiện ra cũng lăm le đẻ chúi đại hán xuống dưới cự trưởng còn chưa rơi xuống một cỗ lực lượng đã kìm giữ đại hán từ bốn phía. Hắc giáp đại hán chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, thân thể lập tức chậm chạp hẳn lên, phảng phất như bị thiên sơn áp đỉnh, đồng thời hư không phụ cận nhất thời cũng trở nên rắn như tinh cương, động một ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Hắc giáp đại hán thân là ma tôn hậu kỳ đại thành của ma tộc, tự nhiên bất kể về kiến thức hay thần thông, cũng vượt xa tu sĩ bình thường của ma tộc tu sĩ, lúc này mặc dù đã kinh sợ nhưng hắn lại quát to một tiếng, lôi hỏa phập phù bốn phía rồi giết nổ tung, hư không giam cầm bốn phía bỗng chốc vì sức nổ mạnh này mà bị cưỡng ép mở ra. Mà phía sau lưng đại hán một cái hư ảnh màu đen phiêu phù hiện ra, sống mũi hử nhẹ một tiếng, một cỗ khí tức kinh người phóng lên cao. Hắc giáp đại hán vốn dĩ bị áp chế, lúc này hắc mang lưu chuyển khắp người, sức mạnh thân thể phảng phất gia tăng gấp bội, lại cứ thế bỏ qua cự lực trên người biến thành trên trăm hư ảnh giống nhau như đúc, thoáng một cái đã hướng bốn phương tám hướng chạy tán loạn. Nhưng nhục trưởng khổng lồ trong không trung chỉ hơi khẽ run lên, thể tích lập tức phóng lớn rơi xuống nhanh như chớp, một cỗ hoàng sắc ba lãng mở mịt điên cuồng đổ xuống. Hơn phân nửa hư ảnh bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt biến thành hư ảo. Chỉ có hơn 10 đạo hư ảnh phi độn nhanh nhất, thoát ra hư không ngoài mấy trăm trượng, sau đó lóe sáng tự động tan biến, chỉ lưu lại một đạo trở lại thành hắc giáp đại hán lúc trước. Nhưng con hắc giáp đại hán này quay đầu nhìn lại tình hình đáng sợ khi nhục trưởng khổng lồ vỗ xuống, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Lúc này, hai luồng hoàng vân phía đối diện khẽ động, lại một lần nữa hóa thành hai cánh rơi khổng lồ rồi thu lại. Thân ảnh cự thú đầu dê lại một lần nữa hiện ra, hai chân hơi khuỵu xuống, lại tung người trực tiếp đánh về phía đại hán. Với thân hình khổng lồ của con thú này, cho dù không dụng tới bất kỳ thần thông nào cũng giống như một ngọn cự sơn trực tiếp đè xuống đầu vậy. Hắc giáp đại hán trong lòng dùng mình, cũng không dám trực tiếp đón đỡ nữa, chẳng qua chỉ là đem thân hình thoáng một cái, lần nữa huyễn hóa ra mấy trăm hư ảnh, hai tay không ngừng thúc giục lôi hỏa du đấu không ngừng, mặc dù nhìn như vô cùng rơi xuống hạ phong nhưng cũng không nếm phải đau khổ quá lớn một bên thanh long thượng nhân thấy vậy thì nhướng mày trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc theo đó lóe một cái hai tay khẽ lật lại mỗi bên đều nhiều thêm một khẩu phi kiếm màu xanh một khẩu bên ngoài có chạm khắc hai con dao long màu xanh một khẩu có khắc một con khổng tước màu vàng cổ tay khẽ run lên hai lưỡi phi kiếm lập tức đều phát ra một tiếng thanh minh đồng thời bay lên trời bay lượn một vòng phía trên đỉnh đầu tiếp đó một cái thoáng cái đã biến ảo thành một cái đầu thanh giao hư ảnh, một cái sau khi phát ra vầng sáng màu vàng trói mắt thì từ đó bay ra một cái huyễn ảnh khổng tước kim sắc. dưới sự thúc dục của thanh long thượng nhân, hai hư ảnh thanh giao cùng huyễn ảnh kim sắc khổng tước lập tức phát ra vạn đạo quang hà lao nhanh về phía hắc giáp đại hán. hiển nhiên vị thái thượng trưởng lão ỷ thiên thành này đã quyết tâm mượn thực lực đáng sợ của hợp tức thú chém giết hắc giáp đại hán ngay tại chỗ chỉ cần có thể đánh chết vị ma tôn tu vi thâm hậu nhất này, cho dù có thêm ra hai gã ma tôn thần bí nữa thì trận đại chiến này cũng rất có cơ hội thủ thắng. Hắc giáp đại hán chứng kiến cảnh này, trong lòng tự nhiên cực kỳ giận dữ, nhưng bị cử thu uy hiếp, lại nhất thời không làm được gì thanh long thượng nhân, ngược lại do bị đối phương xuất thủ dây dưa, không khỏi liên tục lâm vào hiểm cảnh. Đang lúc thanh long thượng nhân vui mừng quá đỗi, mà hắc giáp đại hán bị buộc liên tới lui về phía sau, trong miệng giống giận không dứt, ở phía Ma Hải đột nhiên có mấy ngàn cỗ hung sát chi khí kinh người phóng lên cao. Ma Hải vốn là một mảnh đen nhánh, trong khoảnh khắc liền biến thành màu huyết hồng vô bì. Trận trận điên cuồng gào thét, một đội quân ma tộc bị huyết quang yêu dị bao phủ từ trong Ma Hải không chút hoang mang bay ra. Mỗi một trên thân người cũng phát ra tử khí đáng sợ cực kỳ, toàn thân trải rộng huyết sắc hoa văn, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào, thân thể có chút mơ hồ phảng phất không phải là thực thể mà như là chiến quỷ vừa mới từ hoàng tuyền đi ra. Ha ha, xem đầu hung thú này của các ngươi còn dám hung dữ nữa hay không. Hóa huyết minh vệ, bày trận, đem đầu hợp tức thú cùng mấy tên này vây chết trong huyết minh đại trận cho ta. Già luân chiến ma, mở đợt công thành mới cho ta. Hắc giáp đại hán vừa thấy chi quân đội ma tộc có khí thức cực kỳ khác thường này xuất chiến, trên mặt không khỏi lộ vẻ vẻ mừng như điên, lập tức lớn tiếng quát lớn, phân phó xuống hai đạo mệnh lệnh. Lời vừa dứt, đám ma tộc hóa huyết minh vệ này, gã ma tướng cầm đầu quát khẽ, cánh thân thể rối giết tản ra hóa thành tảng huyết vũ lớn cuốn tới, sau mấy cái chấp động liền đã mang cửa thú, thanh long thượng nhân thậm chí ngay bản thân hắc giáp đại hán cũng đều quấn vào trong đó. Trong phút chốc, bên trong tiếng kêu rung trời, những tiếng nổ liên tiếp phát ra không ngừng. Cơ hồ cùng lúc đó, đại quân ma thú đang liều mạng hướng về tường thành cũng liên tiếp phát ra tiếng kêu chói tai. Hơn ngàn đầu ma thúc ban đầu nhìn có vẻ như ma thú cấp thấp bình thường, đột nhiên bắn ra từ trong đại quân, liên tiếp nhào tới bên ngoài quang cháo che thành màu bạc, tiếp đó ngoài thân lóe lên tia sáng, rồi liên tiếp huyễn hóa ra cao giai ma tộc ba đầu sáu tay khổng lồ. Chính là một nhóm từ khi đại chiến bắt đầu chưa từng lộ diện, giả luân chiến ma. Những chiến ma này vậy mà từ đại chiến bắt đầu, lại dùng bí thuật biến ảo thành ma thú cấp thấp, ẩn thân ở trong đại quân ma thú, lúc này lại vô thanh vô tức lấn đến gần tường thành gan tắc, sau khi bị hắc giáp đại hán quát to một tiếng, mới hiện ra nguyên hình rồi bỗng nhiên dữ dội công lên thành. Những thứ chiến ma này, hai cái đầu quái thú trong ba cái đầu phun ra đủ loại hỏa cầu phong nhận công kích, trong khi đó sáu cánh tay lại liên tiếp đổi các loại cự trùy, tiêm trùy. Các loại vũ khí hạng nặng, hóa thành từng đoàn quang cầu trói mắt như cuồng phong bạo vũ hướng về phía cấm chế đánh tới. Tầng quang cháo màu bạc kia cho dù thần diệu vạn phần, nhưng khi trước dưới sự tấn công mạnh mẽ của đại quân ma tộc đã sớm đổ vỡ rồi, giờ phút này lại bị già luân chiến ma tập trung lực lượng tấn công mạnh vài chỗ, rốt cục tại mười mấy nơi phát ra tiếng giòn vang, lũ lượt vỡ tan rồi mở ra. Già luân chiến ma sẵn vẻ giữ tận nhất thời vào tới trên tường thành, nhắm ngay đám nhân tộc trên tường thành đại khai sát giới. Những lực sĩ cùng tu sĩ cấp thấp của nhân tộc này sao có thể là đối thủ của một đám ma vật như vậy, trong phút chốc tiếng kêu thảm thiết phát ra không ngừng, dối giết sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Ngay cả có một vài tu sĩ cao cấp dẫn đội muốn tiến lên ngăn cản đã bị mấy cái giả luân chiến ma vây công, vẫn lạc trong nháy mắt những chỗ tường thành bị xâm nhập, trong nháy mắt loạn thành đống. Những thủ vệ nhân tộc vài chỗ khác chứng kiến cảnh này tinh thần cũng không khỏi bị đại áp chế, người người lộ vẻ hoảng sợ. chương 1917, ỷ Thiên Chi Chiến Tám Những giả luân chiến ma này tu vi thấp nhất cũng đã ngoài hòa thần kỳ, cộng thêm công pháp cũng thuộc lại lợi hại đứng đầu, tự nhiên số tu sĩ phổ thông khó có thể chống lại nổi. Nhưng đúng lúc này, mặt đất phụ cận một phiến tường thành đột nhiên rung động một trận, từ trong lòng đất thoáng cái bay ra 30 đầu kim sắc khôi lỗi to lớn, trong tay cầm đủ loại binh khí, mặt không biểu tình đem toàn số giả luân chiến ma ngăn trở lại. Các loại thần thông, bảo vật bay múa dập trời, thanh âm bạo liệt oanh minh không ngừng. Những đầu kim sắc khôi lỗi này thân thể kiên cố như pháp bảo, binh khí trong tay vũ động mơ hồ mang theo một tia thiên địa lực lượng, cộng thêm vị trí đứng trên cao nên không có chút ý sợ hãi nào, thoáng cái đã lâm vào thế rằng co với giả luân chiến ma bất phân thắng bại. Về mặt tổng thể, toàn bộ chiến trường có vẻ nghiêng về phía ma tộc mấy phần, nhưng phía nhân tộc dựa vào các loại cấm chế cũng miễn cưỡng chống lại đại quân ma tộc biên cuồng công kích. Thắng bại bây giờ phải dựa vào tranh đấu của đám hợp thể tồn tại, xem xem phía nào chiếm được thượng phong rồi. Mà lúc này, chỉ quân đội ma tộc trên không trung kia biến thành huyết phân khổng lồ quay cuồng bất động, tiếng thú giống vang vọng hư không kèm theo những tiếng nổ liên tiếp, còn có tiếng người giống to cùng những tiếng suy suy xé gió phá không truyền ra. Trong lúc nhất thời căn bản là không nhìn tình hình thắng bại ra sao. Về phía hai người ngân quang tiên tử cùng lâm loan tiên tử, dưới sự điên cuồng tấn công của nữ tử nhỏ sinh cùng bạch bào nam tử lại không khỏi liên tiếp lùi về sau, bộ dáng vô pháp chống đỡ được quá lâu. Tồn tại đỉnh giai của nhân tộc trong lúc tranh đấu tựa hồ có vẻ không ổn. Hàn lập một tay vung lên, 72 khẩu thanh sắc phi kiếm liền bay ra hóa thành bay 12 đoá thanh liên lăng không bay lượt, hướng về phía trước chuyển động quay tròn, đem số cự thú song đầu sư tử chém thành vô số mảnh vụn hàn lập trên mặt không những không lộ ra vẻ vui mừng mà trái lại khẽ cao mày từ khi hắn bị thất sắc bảo tháp kia nhiếp vào không gian kỳ quái này hào quang bốn phía tự huyễn hóa ra vô số quái thú khác nhau không ngừng hướng hắn phát động công kích những loại quái thú này thì căn bản là vô pháp tạo thành uy hiếp đối với hắn đều dùng một cái kiếm trận đơn giản liền dễ dàng diệt sát sạch sẽ nhưng mà những loại thú này một lớp diệt một lớp sinh tựa hồ cuồn cuộn không ngừng vô cùng vô tận Hàn Lập không có quá để ý nhưng dù sao thân rơi vào không gian đặc thù của Tu Di Chi Bảo thì hắn cũng đã trải qua không phải một lần, đối với cách thoát khỏi loại bảo vật này cũng coi như có chút nắm chắc. Hắn lúc này một bên thì khu sử 72 khẩu phi kiếm hộ thân ép cho quần thú không thể tới gần, một mặt bắt đầu kiếm tìm không gian tiếp điểm, tính dùng bí thuật cưỡng chế ép mở không gian thoát khốn mà ra. Nhưng không bao lâu sau hắn lại phát giác ra có điểm không đúng rồi. Cái không gian lưu ly của Thất Sắc Bảo Tháp này vậy mà tựa hồ cùng với khỏa chấn ma tỏa kia có chút tương đồng, đồng dạng vô biên vô hạn nhưng với thời gian phi độn dài như thế vậy mà không tìm được một điểm không gian tiếp điểm nào. Trong lòng hắn tự nhiên cả kinh, tự nhiên dừng cước bộ lại, bắt đầu tìm kế sách thoát thân khác. Xem ra phải tìm cách tìm được không gian tiếp điểm mới có khả năng cậy mạnh phá vỡ không gian trướng bích rồi. Hàn lập trầm ngâm dây lát, trong lòng nhất thời có quyết định. Nhưng vào lúc này, thất thải quang mang bốn phía đột nhiên thả ra một đám quần thú khác. Hàn lập hư lạnh một tiếng, số phi kiếm trước người cuồn cuộn phóng tới, vô số thanh sắc liên ảnh hướng bốn phương tám hướng quét qua một lượt. Nơi nào liên ảnh đi qua thì những quái thú kia đều tứ phân ngũ liệt, chịu cùng vệnh mệnh với số quần thú trước đây, đều một kiếm giết sạch sành xanh. Nhưng thần sắc của Hàn lập lại có chút âm trầm, trong lòng cũng hơi có mấy phần tự nhủ. Không biết đó có phải là ảo giác hay không, những tân huyến thú này tựa hồ so với những lần trước tựa hồ còn mạnh hơn một ít, bộ dạng tuy vẫn một kiếm toàn diệt như trước nhưng pháp lực tựa hồ so với những lần trước tiêu hao nhiều hơn một ít. tuy rằng sai biệt trong đó thật quá nhỏ nhưng nếu cứ duy trì tình trạng như vậy mà nói thì thật đúng là có khả năng uy hiếp tới hắn. hàn lập trong lòng định kế, lúc này không chút do dự mà một tay hướng giữa chán điểm ra. một đoàn hắc mang quay tròn chuyển động chống giống xuất hiện, một cái hắc nhãn đen kịt hiện ra. chính là phá diệt pháp mục. con hắc nhãn này được thôi dục trong cơ thể hắn trong nhiều năm như vậy tự nhiên luyện ra được không ít thần thông huyền diệu, lúc này đây muốn tìm kiếm không gian tiếp điểm trong không này, vừa lúc có thể dụng tới loại pháp mục thần thông này. Hàn lập một tay bấm quyết lầm dầm niệm chú, con mắt giữa chán chậm rãi mở ra, hắc mang bên trong chớp động liên hồi, ẩn ẩn còn có phù văn xuất hiện xung quanh từ phía, có vẻ thần bí vạn phần. Phù văn bốn phía con người chợt tăng, từ trong pháp mục liền phun ra một đoàn hắc ti, chợt lóe lên liền tiêu thất trong không trung. Hai con mắt bình thường của Hàn Lập nhắm lại, để tam nhãn đột nhiên mở to ra thân hình chợt lóe lên liền hóa thành một đạo cầu vồng bắn nhanh đi phương hướng bay đi chính là hướng hắc ti tiêu thất lúc này phía trước quầng sáng đột nhiên hoảng động một trận lại có tân quái thú ngưng tụ thành hình từ trong sông ra cũng vừa lúc chắn đường đi tới của hắn hàn lập thấy vậy hai mắt không thèm mở ra đối với tình hình trước mắt tựu như rõ như lòng bàn tay hai hàng lông mày của hắn thoáng dựng thẳng lên trong lòng thúc giục pháp quyết thoáng cái tất cả số phi kiếm màu xanh ông minh một trận hướng về phía trước tụ lại sau một trận mưa hồ liền huyễn hóa ra một thanh cửa kiếm màu xanh, cũng hung hăng chạm tới một cái. Một đạo thanh quang trăm trượng chợt lóe lên bổ tới, nơi nào thanh quang đi qua thì tất cả quái thú đều đánh cho tán loạn tiêu thất, từ trong quần thú xuất hiện một cái thông đạo bằng phẳng đi tới. Pháp lực trong cơ thể Hàn Lập cuồn cuộn tuôn ra, thanh sắc cầu vồng chợt lóe lên lao ra khỏi quần thú, sau mấy cái chớp động liền tiêu thất tại cuối hư không. Lúc này, số quái thú còn lại đều đã thành hình mới gầm nhẹ một tiếng, sau đó điên cuồng đuổi theo hai canh giờ sau, phía trước một tòa tháp bảy tầng cao mấy trăm trượng, hai mắt hàn lập lại một lần nữa mở ra nhìn về phía thứ to lớn trước mặt, trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng cùng vẻ bất khả tư nghị. Cự tháp này nhìn như được tạo thành từ một khối cự thạch duy nhất, toàn thân xám trắng, tại đỉnh tháp còn có một quả tinh cầu hình con người thật lớn, quỷ dị dựng đứng tại nơi đó. Ngoài ra, tại tầng một của cự tháp còn có thêm một phiến đại môn cao 10 trượng, hai cửa đóng chặt. Mà ở cách hắn không xa, Cô số ngân sắc xích ảnh dài ngắn to nhỏ khác nhau tự hành đem một đoàn quái thú đánh cho phân thân toai cốt, lần nữa biến thành điểm điểm linh quang tiêu thất không còn. Không gian tiếp điểm nơi này vậy mà lại cố ý giấu đi. Cái này thật đúng là một cách làm thông minh, xem ra muốn tìm được không gian tiếp điểm thì không thể không xông vào rồi. Hàn lập thì thào hai tiếng, trở tay xuất chiêu, xích ảnh xa xa thoáng cái ảo ảo tiêu thất. Sau một khắc, trong lòng bàn tay đột nhiên ngân quang chợt lóe một thanh ngân sắc đoạn xích trống giống hiện ra ánh mắt hàn lập thu lại hướng cự tinh cầu trên đỉnh tháp nhìn lại đột nhiên trong mắt tinh quang chợt lóe đem ngân xích trong tay lăng không bổ xuống không gian ba động xuất hiện một đạo ngân sắc xích ảnh trống giống xuất hiện trên bầu trời cự tháp cũng hung hăng bổ xuống phốc suy một tiếng ngay khi ngân sắc xích ảnh gần va chạm với tinh cầu trong nháy mắt cự tháp đột nhiên thả ra một tầng thất sắc phù văn xích ảnh vừa va vào tầng phù văn này lập tức chìm vào trong đó hàn lập biến sắc cái này cũng không phải là thần thông làm cho công kích của hắn tiêu thất mà là bị tầng phù văn nhiếp đi quả nhiên là như thế cái bảo tháp này ngoài hóa trong hiện mà thành vô pháp dùng lực trực tiếp ngoại phá hỏng rồi hàn lập thấp giọng tự nói hai câu bộ dáng có chút bất đắc dĩ nhưng ngoài thân hắn lập tức độn quang tái hiện hướng về phía đại môn từ từ bay đi chưa thực sự tới gần mà hàn lập trước đã giơ một tay hướng cửa đá vỗ một cái oanh một tiếng một cái đại thủ màu xanh hiện ra hùng hổ hướng đại môn đập tới. Sau một tiếng trầm đục, cửa đá vậy mà lại dễ dàng từ ngoài đẩy vào trong, lộ ra một cái hành lang tỏa ra bạch quang nhẹ nhẹ. Hàn lập nao nao, sắc mặt biến ảo vài lần, thân người không chút dừng lại khẽ khàng bay xuống, ngông nghênh trực tiếp bay vào đại môn. Phía sau đại môn là một cái thông đạo được lát đá xanh, trực tiếp thông tới một phiến đại môn khác cách đó không xa. Hai mắt hàn lập khẽ nhíu lại, làm mang trong mắt chợt lóe tính trực tiếp dùng linh mục từ xa thấu thị cửa đá một cái. Nhưng mà Linh Mục vừa mới thâm nhập vào cửa đá được khoảng mấy thước lại bị một tầng kim mang hất ngược ra sau. Con người vừa mới tiếp xúc liền cảm thấy đau đớn vô cùng, đồng thời còn có một cỗ hấp lực mơ hồ quỷ dị đem ánh mắt của hắn hấp dẫn vào trong đó, vô pháp tự kiềm chế được. Trong lòng Hàn Lập hoảng hốt một trận, dù sao hắn cũng không phải là hạng tu sĩ phổ thông, cơ hồ ngay tức khắc đại diễn quyết trong cơ thể tự hành biên cuồng vận chuyển, một cỗ thanh lương khí hướng hai mắt tràn tới, miễn cưỡng đem ánh mắt thu lại, đồng thời trước người chợt lóe lên một đạo thanh ảnh, một cái thân thể màu xanh chắn trước người hắn chừng đó thủ đoạn mới đem tia kim quang kia triệt để ngăn trở cứ như vậy hàn lập phía sau cũng sinh ra một thân mồ hôi lạnh cấm chế lợi hại như thế thật đúng là hắn cũng không có thấy qua mấy lần nhưng đã đụng tới loại cấm chế thần diệu như thế này thì tia coi thường còn sót lại trong đầu hàn lập cũng đã không còn sót lại chút gì rồi về phần thân thể màu xanh kia chính là chi tiên linh thể hóa thân của hắn sau khi hơi cân nhắc hắn không chỉ đem 72 khẩu phi kiếm tế ra mà tay áo còn rung lên, 12 đầu tử văn linh trùng sau một tiếng ông minh liền từ trong linh thú hoàn bay ra, bay lượn xoay quanh trên đỉnh đầu hắn. Hai tay lại lật chuyển, thanh ngân sắc đoàn xích trong tay chợt lóe lên tiêu thất mà thay vào đó lại là hai tòa tiểu sơn một xanh một đen hiện ra, được hắn nâng ngang trước người. Chương 1918, Ỷ Thiên Chi chiến 9. Sau một khắc, ngoài thân Hàn Lập Kim Quang chấp động một trận, miệng quát khẽ một tiếng, thân thể thoáng cái biến lớn lên, từng sợi kim mau từ trong da thịt mọc dài ra, trong nháy mắt liền biến thành một đầu kim mau cự viên. Vậy mà hắn lại sử dụng tới kinh chập quyết biến thân thành sơn nhạc cự viên. Thân hình cự viên vừa thành không nói hai lời, hai cánh tay bỗng nhiên vung lên, hai tòa cực sơn từ trong tay tựu phát ra tiếng phá không, chợt lóe lên liền bắn thẳng tới phiến đại môn, hung hăng đập mạnh lên trên đó. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, mặt ngoài cửa đá đột nhiên thoáng xuất ra một tầng kim quang rồi cũng theo hai luồng kim quang trói mắt như vầng thái dương bạo oanh oanh bạo liệt mà mở ra. Kim quang cấm chế huyền diệu vạn phần vậy mà chỉ dưới nhất kích đã bị tán vỡ thành từng mảnh nhỏ. Bản thể cửa đá dưới uy năng đáng sợ này cũng vô thanh vô tức biến thành cho bụi. Sắc mặt Hàn Lập có chút trắng bệch, nhưng tinh thần cũng coi như không tệ, hơn nữa sau đó hai tay còn thả ra một mảnh kim quang cuốn tới. Cái cấm chế nhìn như huyền diệu vô cùng kia, dưới thần lực cùng uy năng của hai tòa cực sơn liền bị hủy diệt trong nháy mắt. Cự viên thấy vậy, hai chân bất chợt đạp mạnh xuống đất một cái, cả người liền hóa thành một cỗ cuồng phong nhào về phía cửa đá phi vào. Hô một tiếng, một khỏa ngân thủ cực lớn bỗng nhiên từ trong không trung phía trước thoáng hiện ra, cũng hung hăng đánh thẳng tới cự viên. Ngân thủ chưa thực sự tới gần cự viên mà một cỗ vô hình cự lực mang theo khí thế rào rạt đã đánh tới trước rồi. Thân hình Hàn Lập vốn còn chưa ổn định lại, Mắt thấy công kích bất ngờ như vậy cũng cả kinh một cái nhưng bộ dạng lại như không chút sợ hãi nào mà giống to một tiếng, cánh tay liền nhấc lên, đồng dạng đem nắm tay lông lá bù xu hướng về phía ngân thủ nghênh đón. Trước mỗi đầu ngón tay của đều có kim mang ẩn hiện, toàn bộ đại thủ trong nháy phảng phất như được chú tạo từ tinh kim bình thường. Ngay khi hai nắm tay một ngân một kim va chạm liền phát ra một tiếng răng rắc, đồng thời mặt ngoài thoáng cái hiện ra vô số khe nứt rồi giòn tan một tiếng mà vỡ vụn ra, chỉ với một quyền đơn giản của cự viên vậy mà dễ dàng đánh tan được. Nhưng vào lúc này, phía trên đỉnh đầu cự viên đột nhiên tiếng kình phong nổi lên, hiển nhiên lại bị một cái ngân chảo đánh xuống. Cự viên không nói hai lời, một cánh tay khác liền vũ động, đồng dạng đem bàn tay còn lại vỗ tới. Ngân chảo cùng lúc phát ra một tiếng nổ bạo liệt, đồng dạng cũng nổ tung ra. Cự viên sau khi làm xong hết thảy lại không có ý định dừng tại lại chút nào, hai mắt lam mang chợt lóe, đột nhiên hé miệng phun ra một đạo thanh sắc quang trụ thanh quang minh mông, Quang trụ vừa ra liền chợt lóe lên mà xuyên thủng một khoảng không gian cách đó hơn 10 trượng mà ra. Một tiếng nổ vang phát ra, một đạo ngân ảnh từ không trung loạn trọng rơi xuống mà để lộ nguyên hình. Đúng là một đầu ngân sắc khôi lỗi hai tay không trọn vẹn. Thân cao hai trượng, cả người được phủ một tầng phù văn hắc sắc. Chưa dừng tại đó, cự viên tiếp tục một tay hướng về phía khôi lỗi kia hư không đánh ra một chảo, tiếng xé gió suy suy vang lên, 10 đạo thanh sắc kiếm quang đan sen chảm mạnh tới. Dưới kiếm quang sắc bén vô bì, ngân sắc khôi lỗi trong nháy mắt bị chém thành bốn năm mảnh, tứ phân ngũ liệt. Mà đúng lúc này, phụ cận hư không chợt nổi lên ba động, thanh âm vù vù liên tiếp xuất hiện không ngừng, thoáng cái lại dần hiện ra thân hình bảy tám đầu ngân sắc khôi lỗi độc nhất vô nhị khác nữa. Mắt thấy cảnh này, Hàn Lập trong lòng thoáng kinh nhưng số khôi lỗi này vừa hiện thân này lại không chút do so dự, thân hình khẽ động tự hóa thành bảy tám đoàn ngân quang nháo nhào bổ tới. Nửa canh giờ sau, sau một tiếng huyết dài, Kim Mao cử viên đem hai tòa cự sơn huy vũ trong tay đồng thời ném đi. Sau hai tiếng oanh long long, hai đầu ngân sắc khôi lỗi trong đám đang bao vây quanh hắn lúc này thoáng cái bạo liệt ra. Mà hai tòa cực sơn sau khi bị ném ra xa liền tiêu thất tại chỗ, tiếp đó chợt lóe lên liền quỷ dị xuất hiện trên tay cử viên, rồi được cử viên lật tay lại mà tiêu thất. Bên kia, hơn 10 con tử văn giáp trùng đang bay quanh vây đánh vài con đầu ngân sắc khôi lỗi khác, đám ngân sắc khôi lỗi này đồng dạng cũng sau một tiếng phá không mà dồn dập rơi xuống, trong nháy mắt cũng không còn lại thừa lại con nào. Cự viên thấy vậy, một tay bấm quyết, ngoài thân kim quang chợt tắt, thể hình cấp tốc nhỏ đi, lần nữa khôi phục nhân hình. Tầng đá xanh trên mặt đất lúc đầu giờ đây trải rộng những mảnh vụn của đám ngân sắc khôi lỗi, trên đó có đến hơn 20 đầu khôi lỗi. Ánh mắt hàn lập hướng xuống dưới lướt qua một lượt, chán khẽ nhíu lại lộ ra vẻ chán ghét rồi lại chuyển về phía không trung xa xa nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Những đầu ngân sắc khôi lỗi này tuy rằng tu vi từng cái chỉ đạt tới hóa thần kỳ nhưng tuy rằng hắn đang ở tầng 1 nhưng mà mà số lượng quả thật không ít ít nào. Mà tầng 1 của tòa cử tháp bề ngoài có vẻ không lớn lắm nhưng hắn đã phi hành khá lâu rồi mà mới chỉ xông tới được nơi này. Mà một đường thẳng tới đây, hắn đã đánh tan hơn trăm đầu ngân sắc khôi lỗi khác nữa. Nếu không phải hắn biến thân thành sơn nhà cử viên cùng dụng tới 13 đầu linh trùng thì muốn giải quyết đám khôi lỗi này quả thực không biết tiêu hao bao nhiêu thời gian nữa, nhưng cứ như vậy trong lòng hắn cũng không còn có cái ý nghĩ kinh thường nào nữa. Dù sao đây mới chỉ là tầng một mà thôi, trong lòng cân nhắc như vậy, ánh mắt hàn lập lại hướng lên cao nhìn lướt qua. Trên bầu trời cách mặt đất không quá 6-70 trượng là một tầng hôi khí minh mông, đem tất cả bầu trời che kín lại. Lúc trước, hắn cũng đã từng nghĩ tới việc đi thắt lên tầng cao hơn, trực tiếp đánh tan trướng bách phân cách hai tầng nhưng bởi vì lo lắng vì đó mà ảnh hưởng tới không gian tiếp điểm nên cũng đã đem ý nghĩ này vứt ra khỏi đầu. Chỉ sợ vạn nhất điểm không gian tiếp điểm này đã hòa làm một với tòa bảo tháp này, nếu hành động lỗ mãng như vậy thì đúng là lợi bất cập hại. Hàn lập tái cân nhắc trong lòng, thân hình không có chần chừ mà tiếp tục hướng về phía trước thang lầu bắn nhanh đi. 13 con tử sắc giáp trùng cũng ông minh một tiếng mà bay theo sau. Sau mấy cái chấp động, tự hóa thành một đạo cầu vồng biến mất vô tung vô ảnh. Không lâu sau đó, không gian nơi đây đã không còn bóng người, đột nhiên một đạo kim quang chợt lóe lên, một cái thân ảnh thướt tha vô thanh vô tức hiện ra người này một thân cung trang màu hồng nhạt, hai mắt như thu thủy, chính là vị trung niên mỹ phụ trong âm dương nhị sát lúc trước. mỹ phụ này nhìn về phía cửa thang lầu nơi hàn lập tiêu thất mà trên mặt lại lộ ra vẻ kiêng kỵ. người này quả nhiên có chút thủ đoạn, lại có thể biến thân thành chân linh cùng khu xử linh trùng lợi hại như vậy. may mà một đường theo sau, bằng không lấy thần thông của người này ta quả thật vô pháp ngăn cản hắn thoát khốn. mỹ phụ thì thào hai tiếng, một tay dương lên đem một bộ ngân sắc trận bàn thả ra cũng xoay tròn trong lòng bàn tay, đem một mảnh ngân quang cuốn xuống phủ kín thân thể Mỹ Phụ vào trong. Ngân quang chấp động, thân thể Mỹ Phụ cũng theo đó mà mơ hồ đi, giống như bị một làn gió nhẹ thổi qua mà tan vào trong không trung. Tại tầng thứ hai, thanh sắc kiếm quang tung hoành. Tầng 2 so với tầng 1 thì số ngân sắc khôi lối kích thước lại lớn hơn một chút, nhưng tất cả đều dưới kiếm quang cuồn cuộn mà hóa thành từng đống sắt vụn rơi rất khắp bầu trời. Những đầu khôi lỗi này ngoại hình giống hệt số ở tầng 1 nhưng thực lực so với số nhân tộc tu sĩ hóa thần trung kỳ không kém là bao. Hàn lập lại lặng yên cân nhắc trong lòng, mang theo 13 đầu linh trùng mặt không chút biểu tình bay đi, để lại mặt đất phương vãi đầy mảnh vụn khôi lỗi. Tại tầng thứ 3, chỗ cửa thang lầu, khoảng 10 đầu khôi lỗi tu vi hóa thần hậu kỳ đại thành đem hàn lập vây kín lại, từng cái mặt không biểu tình hung hăng lao tới. Tại tầng thứ 4, tầng thứ 6, hàn lập phiêu phiêu bước về phía trước, trên mặt mơ hồ lộ ra một tia kỳ quái. Tại tầng thứ tư, khôi lỗi xuất hiện cản đường hắn đã là kim sắc khôi lỗi mà không phải là ngân sắc khôi lỗi như những tầng dưới, mà tu vi từng cái đều đã đạt tới luyện hư sơ kỳ nhưng số lượng quả thật không nhiều. Tại tầng thứ năm, thứ sáu, số kim sắc khôi lỗi tu vi lần lượt gia tăng từ luyện hư trung kỳ tới hậu kỳ đại thành. Tại tầng thứ sáu, số kim sắc khôi lỗi so với lúc trước lại khó chơi hơn nhiều lắm, cho dù là hắn thì cũng phải tốn không ít thủ đoạn, cũng vận dùng tới vài loại đại thần thông mới có thể một hơi đánh tới tầng này. Nếu là dựa theo quy luật lúc trước, số khôi lỗi thủ vệ ở tầng này rất có thể đã đạt tới hợp thể kỳ. Điều này khiến cho hắn hoàn toàn chú tâm, 10 phần chuẩn bị hảo hảo ứng đối một cái. Kết quả là, vừa mới tiến nhập tầng này, vậy mà dọc đường đi tới lại không hề thấy chút động tĩnh nào, vẫn chưa xuất hiện lực lượng ngăn cản nào cả. Cái này làm cho hắn có chút kỳ quái, trong lòng lại càng cẩn thận hơn. Nhưng cũng may là hắn có được phá diệt pháp mục bí thuật chỉ dẫn, khẳng định là không gian tiếp điểm kia tại trong tầng thứ bảy này, hẳn là ở phía trước không xa rồi. Điều này làm cho trong lòng Hàn Lập có thêm mấy phần vui vẻ. Đột nhiên, 13 đầu linh trùng theo sau hắn phát ra một tiếng tiêm minh, đem thân hình hắn vây kín vào trong. Trong lòng hắn thoáng dùng mình một chập, thân hình dừng lại phiêu nhiên tại chỗ. Đồng thời lam mang trong mắt cuồng thiểm, hướng về một phương bất định nhìn lại. Hào quang phía không gian xa xa bên kia đột nhiên quay cuồng một trận, hai đạo thất thải linh quang thân ảnh cao to thoáng cái hiện ra, cả người tản ra linh quang trói mắt, đúng là hai đầu khôi lỗi trong suốt, phảng phất như toàn thân được chú tạo từ ngọc lưu ly li trong suốt vậy. Hai cái lưu ly li khôi lỗi này kích thước thân thể so với thường nhân khôi sai biệt lắm, nhưng diện mục lại là một mảnh mơ hồ, ngoài thân óng ánh bóng loáng dị thường, vừa xuất hiện trong nháy mắt liền cấp cho Hàn Lập cảm giác được một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Quả nhiên có chút y tứ, hai đầu khôi lỗi hợp thể sơ kỳ, vậy mà một điểm linh tính cũng không có, tưởng bằng chúng mà ngăn cản ta sao, cũng quá tâm si vọng tưởng rồi. Hàn Lập trong nháy mắt đã đem hai đầu khôi lỗi mới xuất hiện tỉ mỉ quan sát trên dưới một lần, trong mắt tinh quang vụt tắt, cười nhạt một tiếng, nói. Lúc này hắn đem tay áo vung lên, hai tòa cực sơn lập tức gào thét bắn đi, rồi 13 đầu linh trùng đang bay quanh phụ cận cũng dương cánh lên, cũng hướng về phía hai đầu khôi lỗi ảo ảo bắn tới. Tiếp theo, một tay lật chuyển, một thanh ngân xích hiện lên, cổ tay rung lên cũng đem nó bắn nhanh ra, chợt lóe lên giống như một đoàn thủy lưu hùng hổ bắn tới. Hàn Lập vì rằng ngoài miệng xem thường nhưng mà vừa ra tay lại hung mãnh vạn phần, căn bản là không muốn cùng hai đầu khôi lỗi này tiêu hao thêm chút thời gian nào nữa. Hai đầu khôi lỗi này này, mắt thấy loại công kích như chớp giật này, thất thải linh quang trong bốn mắt lưu chuyển một trận, thân hình đột nhiên chợt lóe lên liền tiến tiến lại gần nhau, đồng thời mơ hồ đem bốn bàn tay quỷ dị tháo rời ra lơ lửng tại chỗ. Phốc một tiếng, hai luồng thất sắc quang mang lập tức giữa bốn bàn tay bạo phát ra, chợt ào ào vặn vẹo một cái quỷ dị biến thành một quả thất sắc quang cầu, cũng thoáng cái cuồng trướng lên. Quang cầu lúc đầu kích thước chỉ bằng khoảng đầu người nhưng sau khi cuồng thiểm vài lần bỗng biến thành một tầng thất sắc quang cháo thoáng cái đã đem thân hình hai đầu khôi lỗi tất cả bao vào trong, hào quang diễm lệ phi thường, cũng bộc phát ra trận trận ông minh trầm thấp. Quang cháo vừa thành liền rung động bằng một tần suất khó có thể dùng mắt phân biệt được, đồng thời mặt ngoài tuôn ra vô số phù văn, tản mát ra kỳ quang rực rỡ vô cùng. Phanh một tiếng, đoàn ngân sắc thủy lưu lấy một tốc độ viễn siêu tưởng tượng, lại ra sau nhưng mà đến trước tầng quang cháo, cũng hung hăng chém xuống một cái. Một màn quỷ dị xuất hiện, đoàn ngân sắc thủy lưu cơ hồ còn cách tầng quang cháo nửa thước thì hư không phụ cận đột nhiên mơ hồ một trận, theo đó ngân sắc thủy lưu vô pháp tiến thêm được nửa thước nào nữa. Trong khoảnh khắc, dòng thủy lưu gào thét một cái rồi hiện nguyên hình, cũng bắn lên cao trở ngược ra lại. PS, chương này tác giả viết rất lủng cùng, khó hiểu, thành ra thời gian dịch kéo dài tới tận hôm sau cho tới khi tôi cảm thấy hưng ý thì mới dám post lên cho các bạn thông cảm khi hai ngày mới có một chương nhé mũ mũ. Chương 1919, ỷ Thiên Chi Chiến 10. Thấy vậy, Hàn Lập thoáng dùng mình một cái, trong lòng khẽ thúc dục pháp quyết. Hai tòa cực sơn đang bay nhanh ra chợt nhoáng lên, hào quang vạn đường, biến lớn thành trăm trượng cao, khẽ đè xuống. Hai tiếng rầm rầm trầm thấp phát ra, mặt ngoài tầng thất thải quang cháo hào quang vạn vẹo một trận, hai tòa cực sơn khủng bố kia không những lại bị hất ngược mà còn không chút tổn hao nào. Về phần 13 đầu linh trùng biến thành 13 đoàn tử quang kia cũng liên tiếp đụng lên trên tầng quang cháo. Không gian phụ cận tầng quang cháo phải run rẩy một trận, bộ dáng như muốn hất văng những đầu linh trùng này ra nhưng 13 đầu linh trùng này chợt phát ra một tiếng kêu bén nhọn rồi hình thể chợt cuồng tăng lên vài thước lớn, những cái chân quơ quơ cào loạn lên mà sinh ra một tầng ngân mang đâm thẳng vào tầng quang cháo. Không gian gần tầng quang cháo khẽ vặn vẹo không ngừng nhưng số linh trùng này giống như cắm dễ tại chỗ, căn bản là không thể lay động mảy may. Không chỉ như thế, những đầu linh trùng này còn hé miệng phun ra một đoàn tơ tuyến vàng rực cỡ ngón tay cái, tơ vàng lướt đi, không thèm để ý tới năng lực phòng ngự đáng sợ của tầng quang cháo mà trực tiếp xuyên thủng qua. Nguyên bản tầng quang cháo dày và đậm đặc dị thường, dưới sự công kích của 13 đoàn kim ti, từng cỗ quang hà diễm lệ thông qua 13 sợi kim ti mà mau chóng bị hấp vào trong người đám linh trùng. Chỉ chốc lát sau, màn quang cháo nhanh chóng đã trở nên ảm đạm, thanh âm vù vù phát ra, giống như đang mất đi với tốc độ cực kỳ mau lẹ. Hai đầu khôi lỗi lưu ly thấy vậy, thần tình ngẩn ngơ nhưng lập tức thất thải quang mang từ hai cánh tay lại tiếp tục bạo phát ra, hóa thành linh lực hướng bốn phía điên cuồng rót vào. Màn quang cháo theo đó mà chợt lóe lên, hào quang rực rỡ hẳn lên, lần nữa lại phát ra thanh âm ong ong vang dội. Nhưng với tốc độ thôn vệ của đám linh trùng này hiển nhiên cực kỳ kinh người, làm cho hai đầu khôi lỗi cho dù còn nhiều bản lĩnh thông thiên chưa xuất ra nhưng cũng không dám rời tay lơ là chút nào. Hai bên ngoài ý muốn mà rằng có một chỗ. Hàn Lập thấy vậy đầu tiên thì có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại mừng rỡ một hồi. Một tay bắt đầu bấm quyết, 72 khẩu phi kiếm từ trên người bắn ra, biến thành mấy trăm đạo kiếm ảnh rồi tất cả hợp nhất thành một thanh cự kiếm dài 10 trượng. Chảm, Hàn Lập quát khẽ một tiếng, ngón tay hướng cự kiếm màu xanh điểm liên tục, cự kiếm chợt ù ù hóa thành một đạo thanh sắc quang trụ hung hăng bổ xuống. Có lẽ thanh trúc phong vân kiếm về mặt biến hóa kém hơn ngân thước nhưng xét về mặt sắc bén thì lại mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa bộ phi kiếm này lại là bổn mệnh pháp bảo được hắn thôi dục nhiều năm trong cơ thể, cũng đã sinh ra một tia linh tính, cũng có một chút kỹ năng phá không. Hiện tại màn quang cháo bảy màu này cho dù huyền diệu dị thường nhưng hơn nửa huy năng đã bị đám linh trùng đang thôn vệ kiềm chế, cho nên hàn lập đối với một chảm này tin tưởng bảy tám phần thành công. Nhưng ngay lúc vừa chém xuống, bỗng nhiên dị biến ngoài ý muốn xuất hiện. Ở phía tầng quang cháo xa xa kia, cự kiếm vừa hạ xuống thì đỉnh đầu hàn lập đột nhiên dao động một trận, một đám sương mù màu đen bóng hiện ra, lóe một cái liền biến thành một chữ áp to như cái đầu áp xuống. Không trung phát ra từng tiếng ị âm, Hàn Lập bỗng cảm thấy thân thể như bị một cỗ cự lực đè xuống, giống như bản thân bị năm ngọn núi lớn đè xuống vậy. Nếu không phải thân thể của hắn mạnh mẽ phi thường, thay vào đó là một gã nhân tộc tu sĩ bình thường thì dưới cỗ cự lực này có thể miễn cưỡng giữ được tiểu mệnh nhưng thân thể tự nhiên bị thương tổn rất nhiều. Cùng lúc đó, một chiếc tiểu đỉnh vô thanh vô tức xuất hiện dưới chân Hàn Lập, miệng đỉnh tuôn ra một đoàn hắc quang, một chữ định hiện ra. Hàn lập nhất thời cảm thấy thân hình căng ra, tay chân như bị một tầng cương thiết vây khốn, pháp lực đồng dạng cũng ngừng vận chuyển. Không chỉ thế, bên cạnh hắn còn lóe lên một đám lam quang, một con khôi lỗi trong suốt như pha lê hiện thân ra, cánh tay khẽ động, một tay cử kiếm trong suốt dài mấy trượng hóa thành kình phong quét ngang tới. Bên còn lại, kim quang tản ra, để lộ thân hình mỹ phụ trong âm dương nhị sát, mặt mày giữ tợn rũi hai cánh tay ra một đoàn hỏa diễm xanh lục rừng rực cùng một mũi phi kiếm màu huyết hồng đồng thời bắn ra. Lục hỏa quay tròn một vòng hóa thành một đầu quỷ mặt mũi hung tợn, răng nanh lăm le hướng hàn lập táp tới. Còn khẩu huyết sắc phi kiếm kia thì nhoáng lên một cái, bộc phát ra một trận tiếng khóc não lòng kèm theo một cỗ huyết tinh chi khí nồng đậm vô bì chém xuống. Mỹ phụ này định mượn cấm chế huyền diệu của tiểu đỉnh, ỉ vào chiếc trận bàn trong tay giấu giếm sự tra xét của linh mục và thần niệm của hàn lập, vào lúc hai tòa cự sơn cùng linh trùng của Hàn Lập mà nàng rất kiên kỵ rời khỏi thân công kích mục tiêu trong chốc lát liền âm thầm liên hợp với một đầu khôi lỗi hợp thể kỳ mà phát động đòn ám toán đầy thâm hiểm này. Hơn nữa, vừa ra tay liền dụng tới vài loại thủ đoạn phi thường như vậy, hiển nhiên muốn nhất kích tất sát. Đối mặt với công kích liên hoàn cùng âm hiểm như thế, cho dù là Hàn Lập thì con người không khỏi co rụt lại, theo bản năng mà xuất ra phản ứng. Ngoài thân kim quang đại phóng, thân hình bỗng nhiên cuồng trướng mấy lần, kim mau nhanh chóng mọc dài ra phủ kín toàn thân, cư nhiên vậy mà hắn lại biến thân thành sơn nhạc cự viên. Sau khi biến thân hoàn tất, trong cơ thể bộc phát ra một cỗ thần lực vô bì, trực tiếp đem áp lực to lớn hay cấm chế huyền diệu đang đè lên thân thể hắn triệt tiêu vô tung, pháp lực lại khôi phục như thường. Giống lên một tiếng giận dữ, nửa thân trên cự viên hắc khí quay cuồng một trận, thiên ngoại ma giáp chợt xuất hiện, vô số phù văn màu đen từ sau lưng mặt giáp tuôn ra, hình thành một tầng bảo hộ. Sau lưng kim quang chợt lóe lên, Pháp tướng ba đầu sáu tay cũng hiện ra, sáu cánh tay vũ động một chút, sau thanh cự nhận màu vàng đồng thời xuất hiện, cùng lúc hướng về phía thanh cự kiếm chém tới một cái. Cuối cùng, một đạo thân ảnh màu lục cũng từ trong thân thể hắn bắn ra ngoài, nhoáng lên một cái liền biến thành một gã hàn lập da xanh. Tên hàn lập mới xuất hiện này không nói lời nào mà xuất ra thủ thế, hai tay khẽ động, nhất thời quyền ảnh bay múa dập trời, chi chít hướng về phía quỷ đầu cùng huyết sắc phi kiếm nghênh đón. Còn chân thân cự viên lại hé miệng phun ra một đoàn ngân diễm, ngay sau đó, các loại hào quang quanh cử viên phát nổ một cái, từng cái quang cầu to lớn liên tiếp hiện ra, hào quang chói mắt cực kỳ. Một vòng khí lãng như cuồng phong bạo vũ hướng bốn phía điên cuồng cuốn tới, giống như muốn đem tất cả quét ngang vậy. Đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền tới, một đạo nhân ảnh từ trung tâm tầng khí lãng bắn ra, trên người loang lổ vết máu, một cánh tay cũng đã bị cắt tới gần bả vai. Là mỹ phụ hùng hổ đánh lén lúc nãy, thế nhưng giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ kinh sợ. Hừ hào quang phái xa xa chờ tắt đi, cự viên cùng một tên hàn lập ra xanh sóng vai đứng cùng nhau. Một tay cự viên đang nắm một đoàn lục diễm, còn tay kia lại cầm một thanh đoàn nhận màu tím. Bên trong lục diễm, một cái đầu quỷ màu xanh biết miệng phun hắc khí chấp giật không thôi, bộ dáng dẫy dụa như muốn thoát ra ngoài. Nhưng cự viên do hàn lập biến thành sức lực to lớn đến chừng nào chứ, năm ngón tay vững vàng đem ngọn hỏa diễm này nắm chặt vào trong, làm cho nó không cách nào thoát ra được. Còn thanh đoàn nhận bên kia lại tản mát ra hào quang năm màu, cũng có một chút thiên địa pháp tác mơ hồ tản mát ra. Linh khu chi thân hóa thân bên cạnh mặt mày cũng không chút thay đổi, nhưng một cánh tay thì đã bị mất đi ra thịt, chỉ còn lại phần bạch cốt óng ánh, cánh tay còn lại thì lại cháy khét một mảnh, dường như bị thứ gì đó đốt qua vậy. Ở một chỗ khác, một đạo thân ảnh kim quang rực rỡ đang cùng đầu khôi lỗi hợp thể kỳ đang điên cuồng đánh nhau, khó phân cao thấp. Huyền thiên chi bảo, kim thân pháp tướng. Cổ họng Mỹ phụ giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại mà phát ra thanh âm khàn khàn khó nghe vô cùng. Dứt lời, một tay Mỹ phụ chợt lật chuyển lại, một chiếc pháp bàn màu bạc bỗng nhiên xuất hiện trong tay, Mỹ phụ mặt mũi tràn đầy sợ hãi vội vàng nhoáng lên một cái, kim quang ngoài thân đại thịnh, cả người trở nên mơ hồ rồi tiêu thất tại chỗ. Hàn Lập thấy vậy trong lòng khẽ than thầm, nhưng con mắt giữa trán hắn đột nhiên hiện ra, hắc mang lưu chuyển phun ra một cột hắc sắc quang trụ. Quang trụ này lưới đi cùng lúc Mỹ phụ tiêu thất tại chỗ, nhưng sau một tiếng nổ trầm đục phát ra, ngoài xa xa mấy chục trượng, thân ảnh Mỹ Phụ đột nhiên lóe lên, bộ dáng như bị thứ gì đó cường hoành đẩy ra vậy. Thân hình Mỹ Phụ còn chưa ổn định lại thì cự viên ở phía xa bỗng hừ lạnh một tiếng. Mỹ Phụ vừa nghe thấy tiếng hừ này thân hình bỗng giật mình một cái, thân hình nhoáng lên, không tự chủ được mà rơi thẳng xuống. Gần như một lúc, thân hình cự viên bổ tới, sau một tiếng sấm nổ, thân hình cự viên ở trong lôi điện liền biến thành một con cự bằng sau lưng cự bằng hồ quang màu bạc đan vào nhau sinh ra một đôi lôi xì óng ánh ánh mắt cự bằng lặng như băng bốn cánh tề động sau một tiếng nổ cự bằng tiêu thất tại chỗ lại đùng một cái ngoài mấy chục trượng xa xa sau lưng mỹ phụ đột nhiên xuất hiện một cái cự trảo màu bạc chớp mắt liền xuyên thủng thân thể mỹ phụ trên cự trảo xèo xèo mấy tiếng một đoàn ngân diễm xuất hiện thân hình mỹ phụ lập tức bị phủ kín lại lập tức không một tiếng động biến thành cho tàn ngay cả nguyên anh cũng không kịp thoát ra lại đùng một tiếng cự bằng thu lại bốn cánh, hình thể nhanh chóng thu lại rồi lần nữa khôi phục lại nhân hình. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua kim thân pháp tướng đang chém giết với đầu khôi lỗi hợp thể trong suốt. Đuôi lông mày khẽ nhướng lên, mười ngón tay hướng về phía đó mà búng ra một cái, từng đạo kiếm khí thanh quang minh mông rậm rạp, chi chít bắn tới, mỗi một đòn công kích đều chém lên phương vị tránh né của khôi lỗi. Mà đầu khôi lỗi này rõ ràng được tạo ra không phải là chuẩn bị cho tình huống này, vốn dĩ nó chỉ dùng cho ẩn nấp cùng ám toán. Vì vậy, sau đợt cường công này nó buộc phải lùi ra sau. Sau một cái sơ sẩy, kim sắc cự nhận giống như cuồng phong bạo vũ quét qua thân thể nó rồi bị chém thành muôn mảnh. Xa hơn chút nữa, hai đầu khôi lỗi lưu ly li cũng gặp nguy cơ to lớn. Tầng quang cháo bảy màu lúc đầu bởi vì bị Hàn Lập đánh lén mà thanh cự kiếm kia chưa kịp chém xuống kia giờ đây dưới sự liên thủ của 13 đầu linh trùng điên cuồng hấp thu linh lực, không cách nào duy trì được mà tự động vỡ tan ra chương 1920, Thánh Tổ Ma Âm ỉ Thiên Chi Chiến 11. 13 đầu giáp trùng kêu lên một tiếng rồi lập tức lao về phía hai khôi lỗi bằng ngọc lưu ly. Bốn cánh tay của hai con khôi lỗi đột nhiên run lên, đồng thời thân hình bắn ngược về sau. Không những vậy, hai con khôi lỗi giờ bốn cánh tay về phía linh trùng thả ra một mảng ngân hồ và một cỗ hoàng sắc quang hà cuồn cuộn bay ra từ đó. Ngân hồ đan sen lẫn nhau, sáng lập lòe, phát ra những tiếng nổ uy lực kinh người mà cổ hoàng sắc quang hà kia lại không một tiếng động, hệt như mây trôi nước chảy nhìn không chút thu hút. Tử văn giáp trùng gặp loại công kích này cũng không có chút ý tránh né, hai cánh cử động một cái, liền phân ra làm hai hướng bay vào trong điện hồ cùng quang hà. Trong nháy mắt, trong ngân hồ truyền ra tiếng sét đánh dữ dội, rồi tất cả ngân hồ vỡ vụn từng mảng rồi tiêu thất đi, cả không gian xung quanh như có chứa một cỗ khí cực nóng. Còn bên trong hoàng sắc quang hà kia lại hiện lên có vô số ký hiệu quỷ dị, trong nháy mắt đã bao vây lấy đám linh trùng ở trong quang hà, ánh sáng tỏa ra cũng trở nên rực rỡ hơn. Loại ánh sáng này dường như có loại uy năng thần bí nào đó. Nhưng 13 đầu tử văn giáp trùng này chính là do Hàn Lập cho mấy vạn phệ kim trùng cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng mới thu được 13 đầu hậu tuyển trùng vương này. Cho nên xét về độ cứng của thân thể hay các thần thông khác đều hơn xa nhiều cá thể bình thường khác. Linh trùng này cho dù bị ngân hồ điên cuồng đánh vào hay bị phù văn trong hoàng sắc quang hà bao vây gắt gao không ngừng, thì sau một trận co giãn của hoa văn màu tím trên toàn thân cũng xem như không có gì rồi quỷ dị xuyên thủng điện quang và quang hà dương nanh hung tợn xông tới phía trước hai khôi lỗi hai con khôi lỗi bằng ngọc lưu ly li này làm gì có tình cảm nên cũng không hề có chút sợ hãi chỉ thấy trên bề mặt lưu ly li ánh sáng lưu chuyển một hồi rồi trong tay một con khôi lỗi xuất hiện hai thanh nhận trong suốt mỏng lạ thường hẹp dài trong tay con kia thì có thêm một thanh trường thương bảy màu Ba kiện binh khí chỉ vừa hơi huy động thì đã có vô số nhận mang cùng thương hoa bay lượn đầy trời, cuốn người ba con linh trùng vào trong. Âm thanh kim trúc va chạm vang lên, tử văn linh trùng mặc dù không bị tổn thương mảy may nhưng vẫn chưa thể tiếp cận hai khôi lỗi. Đang ở phía xa chăm chú nhìn lại đây, thấy cảnh này, sắc mặt hàn lập trầm xuống. Theo đó, hắn biến thân thành cử viên rồi đột nhiên hét một tiếng dài, nguyên từ cực sơn vốn đang lơ lửng trên cao chợt lóe lên biến mất. Ngay sau đó, phía trên đầu hai con khôi lỗi dao động, tòa hắc sơn quỷ dị hiện ra, chuyển động xoay tròn, tỏa ra một mảng hôi sắc quang hà chụp xuống. Hai con khôi lỗi không hề biết sợ, huy động không ngừng binh khí trong tay và ngoảnh đầu phun ra hai đạo thất thải quang mang va chạm cùng hôi sắc quang hà. Hai loại quang hà này đan xen vào nhau, rằng co rồi nổ tung ra mà tan biến dần. Vào lúc này, sau lưng cử viên vang lên một tiếng nổ, đôi lôi xí trong suốt hiện ra rồi chợt lóe, thân hình khổng lồ liên hóa thánh một đạo hồ quang biến mất. Cơ hồ cùng thời gian, phía sau hai con lưu ly khôi lỗi xuất hiện không gian dao động ngay tại chỗ vô số hồ quang đan sen cự viên chợt hiện thân cánh tay cũng mơ hồ chuyển động hai tiếng nổ vang lên thất thải quang mang chợt lóe lên trước ngực hai con khôi lỗi hai nắm tay đầy lông tỏa ra ánh vàng khác thường hiện ra cự viên đã dùng tốc độ khó tưởng tượng dùng hai cánh tay to quét hai lỗ trên thân hai con khôi lỗi loại khôi lỗi này dù có thực lực tương đương với nhân tộc tu sĩ hợp thể sơ kỳ nhưng không có tu sĩ dùng thần niệm khống chế lại chưa mở ra linh trí đối mặt cùng hàn lập đã biến thân sau khi bị phá đi vòng sáng bảy màu có vẻ như không chịu nổi một kích nhưng cũng chính vì là khôi lỗi nên tuy bị vết thương có thể làm mất phần lớn sức chiến đấu như vậy mà hai lưu ly khôi lỗi này chỉ hơi run rẩy rồi nhanh chóng lấy ổn định lại thân hình điều khiển ba kiện binh khí trong tay lại run lên trong nháy mắt hào quang bay đầy trời chụp xuống cự viên đang ở phía sau hàn quang trong mắt cự viên chợt lóe sau một tiếng trầm đục hai ngọn ngân diễm bốc lên từ giữa hai nắm tay bao lấy hai con lưu ly khôi lối chính là phệ linh thiên hỏa đồng thời thân hình cử viên khẽ động bắn ngược ra sau như mũi tên dễ dàng tránh khỏi công kích của khôi lỗi. nhưng xảy ra chuyện khiến cho hàn lập ngẩn người ra dù cho ngân diễm rừng rực thiêu đốt hai khôi lối không hề bị hòa tan chút nào thân hình vẫn bóng loáng trong suốt chỉ có một ít vế cháy xém bên ngoài điều này hiển nhiên làm hàn lập rất kinh ngạc trong lòng nhưng dù thế hắn cũng không cần tung thêm thủ đoạn gì vì hai con khôi lỗi cho dù vẫn có thể đánh trả nhưng động tác chậm chạp nhiều hơn so với lúc trước. Lúc này, 13 tử văn linh trùng kêu lên một tiếng rồi bay ngay đến trên chúng, bắt đầu thôn vệ hai con khôi lỗi. Tuy hai con khôi lỗi đã dùng hết các loại thần thông nhưng không gạt bỏ được 13 con linh trùng đang bám như cắm rễ bên ngoài thân chúng. Dù rằng lưu ly khôi lỗi có thể ngăn cản phệ linh thiên hỏa nhưng có vẻ như không chịu nổi tử văn vệ kim trùng cắn nuốt, cho nên chỉ lát sau liền kêu lên chít chít rồi ngã xuống, không ngừng lắn lộn trên mặt đất. Sau đó một chốc thời gian, hai con khôi lỗi đã bị gặm mất non nửa thân thể, không thấy phát ra âm thanh gì nữa. Trong khi hai con khôi lỗi bị cắn nuốt, Hàn Lập bấm quyết niệm chú khôi phục hình người rồi ở một bên lạnh lùng quan sát. Khi hai con lưu ly khôi lỗi đã bị cắn nuốt sạch, Hàn Lập mới huyết sáo một tiếng, tay vung lên điểm về phía đám linh trùng. Sau khi cắn nuốt hai con khôi lỗi, thân hình 13 con tử văn linh trùng càng trở nên dạng dỡ hơn vài phần tỏ ra rất hưng phấn, khi bị pháp quyết thúc dục lại có vẻ trần chờ như không muốn trở về. Hàn lập thấy thế, sắc mặt trầm xuống, phát ra tiếng huyết sáo ẩn chứa linh lực lớn hơn phát ra trở nên trầm thấp và to hơn. Khi đó, 13 con tử văn linh trùng mới xòe cánh, có chút không cam lòng mà hướng về phía tay áo hàn lập bay vào. Xem ra các tiểu gia hỏa này cũng không thể lấy ra mà đối phó với kẻ địch. Sau khi trở về phải tăng cường dưỡng dục thêm vài lần mới được. Hàn lập thở nhẹ một hơi, thấp giọng tự nói một câu. Sau đó, quét mắt nhìn về một vật xa xa, đó là một cái tiểu đỉnh màu tím, đang lơ lửng không nhúc nhích trên không, cả thân đỉnh có ánh sáng màu đen tỏa ra nhàn nhạt, nhạt, hình như vì mất đi chủ nhân lúc trước mà trở nên im lặng. Khóe miệng hàn lập lộ ra một tia vui mừng, một cánh tay dơ lên hướng về đỉnh này phất lên. Đỉnh này lúc nãy thể hiện thần thông kinh người, nếu có được dạng bảo vật này sẽ làm cho thực lực hắn nâng cao thêm một bước. Vù một tiếng, tiểu đỉnh màu tím biến thành một đoàn ánh sáng bay nhanh đến chỉ cần vài nhịp nữa sẽ đến trong tay Hàn Lập. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một tiếng sét vang lên, một đạo lôi điện màu tím từ trên trời đánh xuống ngay giữa tiểu đỉnh. Phanh một tiếng trầm đục vang lên, tiểu đỉnh chợt lóe lên rồi biến mất ở giữa tử sắc lôi điện. Dường như cùng lúc đó, một giọng nói âm trầm, đầy phẫn nộ vang vọng giữa trời. Giỏi, giỏi lắm, không những cướp đi chấn ma tỏa của ta lại thèm muốn có được tử ngôn đỉnh của bồn tọa Xem ra, hai đứa phế vật kia cho dù đã cầm bảo vật của bổn tỏa cũng không làm gì được ngươi tuy vậy cũng không sao bổn tỏa sẽ đến gặp gỡ ngươi lập tức sau đó thì ngươi sẽ có thể nếm mùi muốn chết không được muốn sống cũng không xong dường như lời nói này có một loại sức mạnh thần bí tuy rằng không lớn nhưng rơi vào tai hàn lập lại vang ầm ầm như sấm nổ dù cho hàn lập có thần niệm kinh người nhưng trong nháy mắt cũng cảm thấy đầu óc mê muội đi thân hình bất giác lung lay hốt hoảng rồi mới ổn định lại tuy nhiên sắc mặt hắn cũng đã có chút tái nhợt đây là thần niệm của tu sĩ cấp đại thừa chẳng lẽ là do hóa thân kia của huyết quang thánh tổ cách không mà truyền đến không đúng chỉ là một khối hóa thân cho dù có thần thông nghịch thiên ra sao nhiều nhất cũng chỉ có tu vi hợp thể hậu kỳ đại thành thần niệm sao có thể mạnh mẽ như vậy chắc là chính bản thể của vị huyết quang thánh tổ kia hắn nói trong chốc lát sẽ tự mình đến gặp ta là có ý tứ gì đây không lẽ bản thể hắn đã có thể đi vào giới này nếu không hắn phải biết rõ một khối hóa thân cũng sẽ không làm gì được ta hàn lập hoảng sợ trong lòng vô cùng lo lắng về đạo thần niệm xa lạ vừa rồi nhưng hắn càng hiểu rõ nơi này nhất quyết không thể ở lại lâu được trước hết phải thoát vây mà ra rồi mới nói đến chuyện khác sau vì thế hắn gạt bỏ suy nghĩ lung tung đem hóa thân linh khu và phạm thánh kim thân ở xa thu hồi về rồi lập tức hóa thành một đạo thanh hồng bay lên trời sau một vòng lượn liền bay về phía xa xa cách không xa thiên uyên thành trong một cái thành khổng lồ của ma tộc, kiêu ngạo ngồi ở vị trí điện chủ là một gã huyết bào thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, lẻ loi ngồi trên một cái ghế kim sắc, một tay nâng cầm như đang trầm ngâm gì đó. Bỗng nhiên, đuôi lông mày hắn khẽ động đậy khuôn mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc. Sao lại thế này, loại cảm giác này hình như là, sau vài nhịp thở, thiếu niên biến sắc, giật mình đứng lên, trên mặt trần đầy biểu tình khó tin. Chẳng nhẽ là một hóa thân khác đã hàng lâm tới nơi này nhưng có cảm ứng mãnh liệt như thế thì không giống, tựa như là bản thể đang đột phá cách giới lực. Nhưng điều này sao có thể xảy ra, không nhẽ hắn thi triển công pháp kia sao? Huyết bào thanh niên thất thanh, hàn lập đứng yên, hai tay bấm quyết, miệng niệm chú, giữa chân mày, phá diệt pháp mục phun ra một đạo ánh sáng đen, tấn công cuồn cuộn, không ngừng về phía một khỏa linh thạch lớn như đầu lâu nằm trên tòa đài cao mấy trượng phía trước. Đồng thời, ở sau lưng hắn, hư ảnh một pho tượng ba đầu sáu tay màu vàng hiện ra rõ ràng, sáu cánh tay đều huy động, kim quang vây quanh cũng ảo tới điên cuồng tấn công. Cũng không biết hắn đã công kích bao lâu nhưng tinh thạch đã trở nên ảm đạm, mặt ngoài có vết dạn hiện ra mờ mờ. Một tiếng gốm sứ vỡ vụn giòn vang truyền đến, tinh thạch cuối cùng cũng vỡ vụn ra, phá diệt pháp mục chợt lóe lên, lướt qua, đánh vào trung tâm tinh thạch. Ngay sau đó, một tiếng vù vù truyền đến, một cái động màu trắng rộng chừng một trượng hiện ra. Hàn lập nhìn thấy vậy, hai mắt sáng ngời, lẳng lặng đem thần thông cùng pháp tướng thu lại, hét lên một tiếng dài rồi lập tức hóa thành một đạo kinh hồng bay vào trong động biến mất. Chương 1921, băng hàn cửu thiên. Trước mắt bừng sáng, một đạo thanh hồng bỗng xuyên qua hư không, ánh sáng dần tắt, thân hình Hàn Lập cũng hiện ra, liền quay đầu nhìn lại một cái. Chỉ thấy ở phía sau lưng hắn là một ngọn cự tháp cao mấy ngàn trượng đang đứng vững vàng bất động ở nơi đó. Mà đại động ở chính giữa thân cự tháp nơi hắn từ đó bay ra đang nhanh chóng thu nhỏ lại với một tốc độ mắt thường có thể trông thấy được trong nháy mắt hư không nơi đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Món bảo vật này có vẻ như cũng không thực sự bị tổn hại nhiều lắm. Hàn lập liền biến sắc mặt, nhưng sau khi hít sâu một hơi thì lập tức đảo ánh mắt quét về bốn phía. Kết quả trên mặt hắn không khỏi tràn ngập vẻ vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy trong không trung ở xung quanh, bốn phía vẫn là những tiếng gào thét sung trời, đại quân hai tộc nhân ma vẫn đang ở trước bức tường thành khổng lồ của ỷ Thiên Thành liều mạng chém giết. Mà ở trong không trung trên cao, một con kình thiên cự thú đầu dê mình gấu đang liên thủ với thanh long thượng nhân chém giết với hắc giáp đại hán và một đám quân đội ma tộc thân mình lờ mở huyết sắc khó phân thắng bại. Thanh long thượng nhân không nói, đã sớm khôi phục hình người, hơn nữa sắc mặt vô cùng tái nhợt, dưới sự trùng kích của đại quân ma tộc quỷ dị nọ lại chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Những tên ma tộc kia có thủ đoạn công kích vô cùng đơn giản, ngoại trừ miệng phun ra huyết sắc quang trụ ra cũng chỉ liều mạng huy động vũ khí trong tay, phóng ra từng đạo huyết mang mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác thanh long thượng nhân cùng với kình thiên cự thú kia tựa hồ như đối với hai loại công kích này hơi có chút kiêng kỵ, đến nỗi không khi nào dám để chúng nó thật sự đánh chúng lên người mà phải dối giết hoặc dùng hộ thể linh quang, hoặc trực tiếp thúc giục bảo vật bao quanh thân mình để bảo vệ. Hơn nữa những tên ma tộc quỷ dị này có vẻ như mỗi con đều có bất tử chi thân, mặc cho bị quái phong mà cự thú thả ra một nhát xé rách, hoặc là bị cự trưởng trực tiếp vỗ nát bét, chỉ cần huyết quang lóe lên một cái đã khôi phục như lúc ban đầu, lại tiếp tục phát ra công kích càng thêm hung mãnh. Mà hắc giáp đại hán thì ẩn thân ở phía xa sau đội quân ma tộc kia, cứ mỗi khi cự thú sắp thoát khỏi vòng vây thì lại thi triển thần thông đánh một kích toàn lực vào cự thú, khiến nó bị bước trở lại chỗ cũ. Dĩ nhiên tên tôn giả ma tộc này thỉnh thoảng cũng sẽ không khách khí hung hăng dáng cho thanh long thượng nhân một đòn nặng nề, khiến hắn luống cuốn tay chân một trận một thân pháp lực đáng sợ của cự thú đầu dê kia, cộng với khả năng có thể khu xử quái phong có thể khiến hợp thể hậu kỳ cũng cảm thấy sợ hãi nhưng trước sự dây dưa dai dẳng của hắc giáp đại hán cùng những tên ma tộc kia cũng cảm thấy bó tay bó chân, nhất thời không tìm ra cách nào để thoát ra khỏi vòng vây của những tên ma tộc này. Bất quá với thần thông nghịch thiên của cự thú, hắc giáp đại hán cùng với những tên ma tộc này nếu quả thật muốn đánh bị thương nó, có vẻ như vẫn là một việc không thể nào xảy ra được. Cả hai bên lúc này đều bày ra một loại cục diện bế tắc quỷ dị mà ở chiến đoàn bên kia lại đang có bất đồng rất lớn. Lâm Loan cùng Ngân Quang tiên tử không biết từ lúc nào đã tụ lại một chỗ, hơn nữa tình hình lại vô cùng không khả quan. Nhị nữ một người thả ra vạn trượng ngân mang, một người thân mình tam sắc hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt, hai loại thần thông xảo diệu hòa hợp làm một thể, khiến cho uy năng lập tức tăng lên gấp bội. Nhưng địch nhân ở phía đối diện, bạch bào thiếu niên cùng kiều tiểu, tiểu nữ tử cũng đồng dạng liên thủ lại một chỗ, hơn nữa sau lưng kiều tiểu nữ tử còn hiện ra hư ảnh một con cự cáp toàn thân màu lục bích, mỗi khi nó cất tiếng kêu là lại phun ra từng đoàn bích lục quang hà. Quang hà này cũng không biết là ẩn chứa uy năng huyền diệu nào mà khiến ngân mang cùng với hỏa diễm vừa mới tiếp xúc với nó thoát một cái đã đồng quy vô tận. Nếu không phải là hư ảnh cự cáp kia cứ mỗi lần phun lại phải dừng lại một khoảng thời gian nhất định thì sợ rằng phòng ngự mà nhị nữ đang dựa vào đã sớm bị phá vỡ không còn một mống rồi nhưng khiến cho nhị nữ trong lòng không ngừng kêu khổ lại là công kích của tên bạch bào thiếu niên kia. Tên ma tộc tôn giả này ngoại trừ lấy ra mười mấy khẩu phi đao trong suốt ra cũng không sử dụng bất kỳ công pháp gì khác. Nhưng chính công kích tưởng chừng như đơn giản này lại hàm chứa một loại kỳ hàn lực vượt xa tưởng tượng ban đầu, cứ liên tiếp từng khẩu phi đao chém xuống lại khiến cho hai người ngân quang tiên tử âm thầm kêu khổ không ngừng, phải tốn hao pháp lực rất lớn mới có thể hóa giải được nó. Bởi vì vậy, dưới tình hình này pháp lực của nhị nữ tiêu hao cực nhanh vượt xa tưởng tượng nếu không phải trên người họ cũng mang một số linh dược khôi phục pháp lực cực kỳ chân quý thì sợ rằng liên thủ đã sớm bị phá bị thua mà chết từ lâu rồi nhưng cho dù là như vậy linh dược tiêu hao càng lớn tình hình của hai người vẫn ngày một nguy cấp ở ngoài phạm vi phòng ngự của hai người thậm chí bắt đầu tạo thành một mảng hàn khí trắng xóa bao bọc lấy toàn bộ phạm vi vài mẫu trong không trung khóe miệng hàn lập hơi giật một chút nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc Tình hình trước mắt, mặc dù cũng không phải là thời điểm khi hắn vừa mới bị hút vào cự tháp, nhưng tuyệt đối cũng không đi khỏi nơi này quá lâu. Ấy vậy mà có thể thấy hắn rõ ràng đã ở trong tháp đến gần nửa ngày trời. Chẳng lẽ cự tháp kia có thể điều khiển được dòng thời gian, khiến cho tốc độ ở bên trong cùng ngoại giới không giống nhau? Nhưng nếu nói như vậy thì lai lịch của bảo vật hình tòa tháp này có vấn đề rất lớn. Dù sao ngoại trừ một số huyền thiên chi bảo trong truyền thuyết ra, hắn còn chưa nghe qua có bảo vật nào có thể thao túng thay đổi thời gian. Trong lòng Hàn Lập hoảng sợ, nhưng đầu óc lại minh mẫn lạ thường, ánh mắt một lần nữa quay về phía cự tháp trước người, lại phát hiện trên chiến trường hình như thiếu mất một người. Gã nam tử mặc ngân ti bào mới vừa rồi liên thủ đối phó với hắn vậy mà cũng không xuất hiện ở gần cự tháp. Thần niệm lại lập tức đảo qua phụ cận, nhưng trừ một chút dao động từ cấm chế còn sót lại ra thì căn bản không cách nào tìm được sự tồn tại của tên tôn giả ma tộc kia. Điều này khiến cho Hàn Lập phát lạnh trong lòng, hơn nữa lại nghĩ tới lời nói cách không truyền đến ở trong tháp sau lưng của hắn run lên, lại mơ hồ có một loại cảm giác quỷ dị rằng có đại họa nào đó sắp giáng xuống đầu mình. Không thể dây dưa ở chỗ này nữa, phải lập tức rời khỏi nơi này mới được. Ánh mắt hàn lập trầm xuống, trong lòng cơ hồ theo bản năng có ý niệm này trong đầu, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy tình hình trong tràng đại chiến đang chiếm hạ phong thì trên mặt không khỏi có mấy phần trần chờ. Được rồi, trước giúp bọn hắn giải quyết xong hai gã ma tôn rồi rời đi cũng không muộn chỉ cần toàn lực xuất thủ mà nói thì có lẽ cũng không mất quá nhiều thời gian. Hàn lập lẩm bẩm nói nhỏ hai câu, cái này không phải là do hắn thật sự muốn làm loại chuyện đi ngăn cơn sóng dữ như thế này, mà là tình hình đang như thế mà không chiến mà đi thì sợ rằng sau này cũng đừng mong đặt chân ở nhân tộc nữa. Đương nhiên tối trọng yếu là, cho dù vừa rồi quả thật là bản thể huyết quang thánh tổ truyền âm xuống. Hắn cũng khó mà tin được ngoại trừ bản thể của đối phương phủ xuống ra còn có thể tạo ra uy hiếp gì cho hắn, mà khiến bản thể phủ xuống đối với ma tộc thánh tổ mà nói khi mới bắt đầu ma kiếp là một việc cơ hồ không thể xảy ra theo hắn biết nhiều lần ma kiếp trước kia cũng chẳng bao giờ có chuyện tồn tại cỡ thánh tổ vừa mới bắt đầu ma kiếp đã có thể phủ xuống cho nên mặc dù trong lòng hàn lập có dự cảm nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng một phen vẫn quyết định xuất thủ giúp đám tu sĩ ỷ thiên thành trước rồi nói về phần tòa cự tháp này cho dù hàn lập đang rất nóng lòng vì nó nhưng bảo vật này hiển nhiên cùng với tử đỉnh kia giống nhau đều là do vị huyết quang thánh tổ kia cấp cho thuộc hạ luyện hóa. Với thần niệm đáng sợ của tu sĩ đẳng cấp đại thừa, sợ rằng hắn không thể nào xóa đi được dấu vết ở trong nó, không thể chiếm được nó mà chỉ có thể dương mắt nhìn nó mà thôi. Chỉ sợ cũng bởi thế nên vị huyết quang thánh tổ kia mới yên tâm đem trí bảo bậc này cấp cho một đôi nam nữ thuộc hạ đi. Trong lòng Hàn Lập đã có quyết định, lúc này khẽ động thân hình, bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh quang bắn ra hắn tự nhiên sẽ không đi giúp thanh long thượng nhân cùng đầu cự thú kia mà ngay lập tức nhìn thẳng vào hai gã tôn giả ma tộc là bạch bào thiếu niên cùng kiều tiểu nữ tử. Ở phía xa hai người ngân quang tiên tử cùng lâm loan, tự nhiên cũng đồng dạng nhìn thấy một màn hàn lập thoát khốn ra, lại thấy hàn lập tới đây tương trợ, tự nhiên mừng rỡ vô cùng. Ngay khi thân hình hàn lập lóe một cái rồi xuất hiện ở bên cạnh nhị nữ, hai tay áo run lên, từ đó có vô số đạo kiếm liên màu xanh tung bay đầy trời, một đạo ngân sắc xích ảnh thoáng một cái liền biến thành một giải ngân sắc như cuộc sách trải ra, lao về phía kiểu tiểu nữ tử, Lâm Loan không khỏi vui mừng lớn tiếng nói. Hàn đạo hiểu, người không việc gì thật tốt quá, trước người hãy giúp tiểu mùi ngăn cản hai tên ma đầu này để ta rảnh tay thúc giục con hợp tức thú này chém giết một tên ma đầu khác cùng với những tên ma tộc biến dị kia rồi hãy nói. Nàng này nói xong liền đem tam sắc hỏa diễm trên người thu liếm, hai tay nhanh chóng bấm quyết, huyết phù một lần nữa trôi nổi giữa hai đầu lông mày, bất kể chuyện phòng ngự mà toàn tâm thúc giục nó. Hàn lập thấy vậy, khẽ cao mày, nhưng bàn tay khẽ giơ lên, lại một tiếng ủng ủng đổ xuống. Một ngọn núi đen nhánh hóa thành hơn trăm trường khổng lồ rơi xuống, vừa vặn chặn lại mấy đạo đao quang trong suốt mà tên bạch bào thiếu niên kia chém về phía nhị nữ. Chỉ thấy sau khi bạch quang lóe lên, một mặt nguyên từ cực sơn lại rắc một tiếng, hiện lên một tầng hàn băng trong suốt, nguyên từ cực sơn trong nháy mắt bị đông kết non nửa. Kỳ hàn chi lực của đối phương, so với hắn thấy lúc trước lợi hại hơn phải gấp mấy lần, ngay đến nguyên từ cực sơn cũng có thể đông cứng lại được. Mà bạch bào thiếu niên vừa thấy hàn lập nhúng tay không những không hề sợ hãi ngược lại hai mắt sáng ngời, mấy chục khẩu phi đao trong suốt bị thúc dục khiến chúng trở nên trong suốt chói mắt, lóe một cái liền hóa thành hàn quang trắng xóa cuồn cuộn lao tới. Hàn lập phát lạnh trong lòng, ngay lập tức kết kiếm quyết. Tất cả kiếm liên màu xanh liền quay tít một vòng, gần như đồng thời biến mất trong hư không, một khắc sau đó lại có mấy trăm đạo quang trụ màu xanh từ bốn phía hư không bắn ra kiếm quang đan sen vào nhau lóe sáng một tòa kiếm trận khổng lồ màu xanh mơ hồ hiện ra đem cả hàn lập và nhị nữ bao bọc trong đó hàn lập cũng không dám xem nhẹ đối phương hơn nữa trong lòng còn tính toán tốc chiến tốc thắng nên đem thần thông cỡ con bài tủ này ra là tòa thanh bàn kiếm trận còn chưa hoàn toàn nắm giữ thấu triệt này trong nháy mắt bố trí ra những đạo đao quang biến thành kỳ hàn lực kia mặc dù lợi hại vô cùng nhưng vừa tiếp xúc với kiếm trận đã như đá chìm đáy biển, bóng dáng hoàn toàn tiêu biến. Hắc hắc, có chút ý tứ, nhưng chỉ với một tòa kiếm trận cũng mong ngăn cản công kích của ta, cũng là quá coi thường bổn tòa. Bạch bào thiếu niên chứng kiến cảnh này, không những không giận, ngược lại lần đầu tiên mở miệng. Thanh âm băng lãnh dị thường, cũng ẩn hàm một tia diễu cợt. Ngay sau lời nói này, tên ma này lại đưa tay bấm quyết, mấy chục khẩu phi đao trong suốt đột nhiên tụ lại ở giữa, rồi lại dung hợp thành một thể, hóa thành một khẩu cự nhận chừng năm, 60 trường, cũng vô thanh vô tức chém xuống kiếm trận một cái. Nó còn chưa thật sự rơi xuống, một tầng quang mang màu trắng mơ hồ đã từ trên trời giáng xuống, không chung gần đó như ngưng tụ, lại truyền ra tiếng nứt vỡ thanh thúy, phảng phất như bị kỳ hàn lực do quang mang phát ra nhanh chóng đông kết lại. Cho dù kiếm quang trong thanh bản kiếm trận sắc bén dị thường đi nữa, nhưng dưới sự xâm nhập của cố kỳ hàn này cũng không khỏi lục tục ngưng trệ chậm chạp lại, cả tòa kiếm trận bỗng trở nên vô cùng chậm chạp,